Thế giới hoàn mỹ tập 218, cửa tiên vực mở ra thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trong lòng bọn họ trống rỗng, mà cái con cá tương tự như cá côn kia lại rất bình tĩnh, không thèm động đậy chỉ vẫy vẫy cái đuôi. Thế nhưng, chuyện khiến bọn họ kinh ngạc đã xảy ra, một đám lôi linh không nhìn bọn họ, không thèm để ý, chỉ nâng chiếu và đan sen lướt qua. Lôi linh quả thực không phải là thứ hiền lành gì, từng con từng con cực kỳ bá đạo, dùng thiên kiếp làm thức ăn bất kỳ một con trưởng thành nào đều là tồn tại độc ác tàn nhẫn không tài nào đoán được một đám như thế lại vèo vèo lướt qua lại đều không thèm tấn công điều này không hề tương xứng với tính cách hiếu chiến của chúng nó hu trong quá trình này chúng nó không ngừng gào khóc tựa như đang đưa tang mang theo sự bi thương sâu sắc phát ra khí tức đáng sợ chấn động tinh không vô ngần để một đám sinh linh như vậy một lòng một dạ đưa tiễn thì dùng kỳ tích để hình dung cũng không đủ bởi vì bất kỳ một con sinh vật nào như vậy trưởng thành cũng có thể sẽ trở thành truyền thuyết bất bại mà hiện tại lại là mấy trăm con khi chúng nó đã lướt qua thì mi tâm của thần minh phát sáng mưa ánh sáng mờ mì rơi ra nàng đã triển khai một loại táng thuật cấm kỵ bắt lấy khí tức mà người nằm trên chiếu kia lưu lại để nhìn xem chuyện gì đã từng xảy ra người bình thường ai có thể triển khai sẽ xảy ra vấn đề lớn ầm ầm trong chớp mắt trời đất mơ hồ bọn họ loáng thoáng nhìn thấy được vạn linh nhìn thấy được toàn bộ sinh vật trên mặt đất đều đang quỳ lại, đang đau khổ khóc lóc. Tất cả sinh vật, sinh linh các tộc đều cùng đưa ta một người. Chính là sinh linh nằm trên chiếu kia. Đây là đãi ngộ cỡ nào mà các tộc cùng xuất hiện, vạn linh cùng đau thương, thiên hạ cùng cầu nguyện, khắp nơi trong thế giới đều là tiếng cung tế thượng cổ, thực sự quá kinh người mà. Thanh âm kia mơ hồ từ viễn cổ xẹt qua trời cao mà đến, từ trong vô số vạn năm trước trực tiếp chuyển tới vùng hư không quạnh hưu này và chấn động đến hồn phách thạch hạo và hai người thần minh bọn họ như được rửa tội khiến tâm tình bất ổn theo xém chút thì bật khóc theo phụt đột nhiên thần minh phun ra một ngụm máu sắc mặt tái nhợt mi tâm dạn nứt nguyên thần suýt nữa thì nổ tung bởi vì nàng đang thử nghiệm muốn điều tra người nam trên chiếu kia nên đã gặp phải sự cắn trả đáng sợ cho dù người kia đã chết đã trôi qua vạn cổ nhưng táng sĩ hoàng kim cảnh giới độ nhất vẫn không có sức để quan sát sẽ có đạo tác kinh người chém tới. Thần minh suýt chút thì mất mạng, thật là kinh người. Táng thuật của nàng bị gián đoạn cùng lúc ho ra máu, rất lâu sau mới bình tĩnh lại được. Chôn cất đại đế cổ đại sao? Tam Tạng trầm giọng nói. Sau khi mưa ánh sáng tan hết, những cảnh tượng kia không còn nhìn thấy nữa thì bọn họ đồng thời nhớ đến một sự thật không thể giải thích được. Sinh linh kia được chôn cất từ thời cổ đại, vậy sao một đám lôi linh hiện giờ lại nâng chiếc chiếu quần hắn vội vã vọt qua tinh không như thế? Tại sao? đây là muốn đến chỗ nào ư? Phần mộ trước kia của hắn đâu? Lôi linh đi xa, nâng thi thể trên chiếu tiến vào sâu trong hư không. Con cá này làm sao bây giờ? Thần Minh hỏi. Nơi này còn một con cá, nghi là côn bằng, sinh vật này rất thần bí, lại mang theo bọn họ thoát khỏi dị vực. Tựa hồ, như cũng thoát ra khỏi dòng sông vận mệnh. Đừng tìm thêm chuyện, không cần để ý là được rồi, Tam Tạng nói. Bởi vì, hắn lật xem một vài tán kinh bằng ngọc thạch và biết cả con nguyên thủy một khi lột xác, thì sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị khó mà tin nổi tốt nhất không nên tùy tiện giết chết bất kỳ sinh linh nào tránh thoát được vận mệnh vốn có của bản thân đều không tầm thường đều khác với tất cả mọi người sẽ được trời xanh che chở tam tạng giải thích rõ hơn theo lời hắn nói thì bọn họ đều là hưởng phúc của con cá này nếu không thì căn bản không thể tiến vào được khu vực ở vị trí bí ẩn này có vài con cá tuy rằng nhảy lên xuất hiện trên mặt sông nhìn thấy được con đường phía trước dự kiến được tương lai nhưng cá cuối cùng vẫn là cá rốt cuộc vẫn phải trở lại sông trừ phi nó có thể hóa thành đại bàng dừng cánh bay đi thoát khỏi dòng sông vận mệnh thạch hạo mở miệng đúng thế cứ để tự nó đón lấy vận may của mình tam tạng gật đầu mắt lộ tinh quang dòng sông kia đâu rồi thần minh hỏi hải bộc ở đâu sao không thấy nữa đúng ra phải chảy vào đây tiến vào vùng hư không thần bí này mới đúng chứ sao bây giờ lại không nhìn thấy nữa rồi ta nhớ mới rồi còn nhìn thấy nó kết quả từ từ mơ hồ và biến mất rồi tam tạng nói ồ nó cũng đuổi theo lôi linh rồi chúng ta đi thạch hạo nói khiến người ta kinh ngạc là con cá côn con kia vẫy đuôi bơi trong hư không và đuổi theo phương hướng mà lôi linh biến mất vừa vặn cùng đường với bọn họ đám lôi linh kia quá nhanh rồi trong tích tắc đã sắp biến mất mấy người cấp tốc đuổi theo không dám ngừng lại thêm nữa vì sợ mất dấu trong cổ địa vô ngần ở giữa không trung thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những ngôi sao to lớn tàn tạ mất sức sống đang trôi nổi cộng thêm sự yên tĩnh và quạnh hiu của nơi đây khiến khu vực này phảng phất như một vùng đất bị vứt bỏ đột nhiên một sâu chuỗi bằng xương trên cổ tay của tam tạng phát sáng lộ ra sắc thái mông lung dường như cầu vồng ngũ sáng đang lóe lên yêu diễm vô cùng không xong thời không nơi này bất ổn rất dễ dàng sụp đổ sẽ xảy ra hủy diệt lớn lao hắn cảnh báo phía trước vết nứt hư không nằm dày đặc đất trời thiếu hụt tinh khí như là tổ ong vậy đâu đâu cũng có những khe hở và vết tích tàn tạ thứ này giống như là bức tường biên giới tuy nhiên đã mục nát rồi hiện giờ đã bị hủy mất một nửa mấy trăm con lôi linh đã xông tới không dừng lại không chút chỉ hoãn vọt qua tiếp đó sương mù lượn lờ trong tinh không tàn tạ vô cùng kỳ lạ này thì điều này rất là hiếm thấy có một phần mùi vị thần thánh không phải là vật chất mang ý nghĩa bình thường tiếp theo thạch hạo thực sự đã bị chấn động mạnh bởi vì hắn nhìn thấy một đống bia mộ một khu mộ cổ tam tạng và thần minh thì lại sững sờ sau đó mừng như điên lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động đây là vận may của bọn hắn tới rồi sao một khu mộ cổ cho dù nhìn thế nào cũng giống như là một khu mai táng cổ nghe đồn tổ tiên của chúng ta đến từ thế giới bên ngoài lẽ nào là sự thật là nơi này sao thần minh cực kỳ vui sướng hoan hô lôi linh tiến vào khu mộ tốc độ chậm lại tựa hồ như đang kiếm thứ gì đồng thời con mắt cũng phát ra thần mang nhìn chằm chằm mỗi tấc không gian khu mộ này treo dưới bầu trời sao hiện lên trong hư không được sương mù bao phủ mặc dù trông có vẻ đáng sợ nhưng lại có chút sức mạnh thần thánh đang tràn ngập điều này khiến người ta tương đối không thích ứng vốn là phần mộ vì sao lại có quan hệ với thần thánh không phải lôi linh sẽ chôn cất người kia ở đây chứ thạch hạo nghi hoặc người kia thế nhưng có thể là đại đế khí chẳng quá mạnh mẽ nếu đã hạ huyệt từ trước thiên cổ thì có cần thiết phải chôn nữa không? Đến cùng là lôi linh có mục đích gì và người này là ai? Đây là chuyện mà bọn họ muốn biết. Cá côn con vẫn đang đuổi theo, nhẹ nhàng vẫy đuôi, xem hư không này như là biển rộng, tốc độ bơi tới rất nhanh. Cá con nguyên thủy, cá côn con, lôi linh đều là những ấu thể. Có liên hệ gì không đây, cũng muốn đi đường này để tiến hành lột xác ư. Thạch hạo sinh ra rất nhiều liên tưởng. Cuối cùng lôi linh cũng ngừng lại, nghỉ chân trước một ngôi mộ bằng đất màu đen, và di chuyển xung quanh ngôi mộ đó ngôi mộ này rất lớn tựa như một ngọn núi lớn vậy đứng nguy nga sừng sững ở đó sau khi dừng lại chúng nó cảm ứng cẩn thận như là đang tìm kiếm cái gì đó cuối cùng chúng nó càng là phá tan mộ lớn nâng thi thể trên chiếu muốn tiến vào trong mộ chúng nó muốn chôn người nọ ở đây ư ừ, mấy người kinh dị lôi linh đi một quãng đường rất xa dọc đường đau khổ khóc lóc chính vì muốn chọn cho người nọ một ngôi mộ mới và chôn cất hắn ngôi mộ này không bình thường ta đã cảm ứng được mùi vị của táng sĩ tuyệt đối đã từng chôn táng sĩ có quá khứ không tầm thường tam tạng nói với giọng chắc nịch chuyện trở nên phức tạp rồi còn dính dáng đến táng sĩ thế nhưng mộ lớn rung động một đám lôi linh phá mộ lao ra làm cho một mảng lớn đất đen của ngôi mộ bay lên chúng nó nâng thi thể trên chiếu tiếp tục lên đường lần nữa đi xa tại sao lại đi mà không dừng lại không hề chôn cất người kia ở đây cá côn con vẫy đuôi sông vào trong mộ đầu tiên hình như nó cũng đang tìm cái gì nhưng rồi lại xông ra ngoài. Tam tạng cùng thần minh đương nhiên sẽ không bỏ qua nơi này, đây có thể là nơi nghỉ chân của táng sĩ. Có sức mê hoặc bọn họ đến mức có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng thì bọn họ cũng tiến vào bên trong mộ lớn, cẩn thận tìm tòi. Mộ lớn cổ xưa, đất mộ cũng cổ xưa. Bên trong có một quan tài cổ đã mục nát từ lâu, nhìn dáng vẻ thì dường như là đá, thế nhưng qua năm tháng đã phong hóa từ lâu, trộn lẫn vào trong đất của ngôi mộ. Mộ cổ đã không còn sức sống, tam tạng biến sắc, Bên cạnh, Thạch Hạo nghe mà không biết phải nói gì, một ngôi mộ mà thôi, lại còn mất sức sống, thật sự khiến hắn không biết phải nói gì, chẳng phải mọi ngôi mộ đều là chỗ ở của người chết sao? Ta đã cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc, Thần Minh giải thích rõ thêm. Bên trong khu mai táng có một táng vương, chính là có loại khí thế này, mà hắn cũng đã từng đến ngoại giới. Trong mộ có đại dược bị hái đi rồi, Tam Tạng tin chắc vào suy đoán này. Nghe nói, ngày xưa Vị táng sĩ kia cưỡi cá con nguyên thủy rời khỏi dị vực và tiến vào ngoại giới, thì rất lâu sau hắn mới trở thành táng vương, vận mệnh của hắn lẽ nào chính là đạt được ở khu vực này. Thần minh suy đoán, trong mộ từng có, đại dược, tam tạng cảm thán, cũng thật đáng tiếc. Chờ chút, ta không biết các người đang nói cái gì, thạch hạo chen ngang, đại dược gì, sinh trưởng trong mộ gì. Đại dược trong mộ chẳng có tác dụng gì với ngươi, chỉ có hiệu quả với chúng ta, có thể làm cho chúng ta lột xác, cả thế gian mênh mông, tìm khắp cả các thế giới cũng không tìm được một đại dược trong mộ như vậy thần minh thở dài thạch hạo không còn gì để nói hắn chẳng chút hứng thú với thứ này lẽ nào lôi linh mang theo người kia tiến vào nơi này là cũng đang tìm kiếm đại dược trong mộ nhưng không đúng người kia không phải là táng sĩ vô dụng với hắn mới đúng chứ hay là chúng nó đơn giản chỉ là đang tìm một nơi chôn cất vị đại đế kia thôi sai đại dược trong mộ vẫn có thể làm thuốc dẫn bọn họ muốn luyện khởi tử hồi sinh đan sao hai tên táng sĩ Hoàng Kim đang thảo luận. Có thể giải thích tỉ mỉ một chút được hay không? Cái thứ gọi là đại dược trong mộ kia đến cùng là thứ gì? Thạch Hạo muốn hỏi cho rõ. Đại dược trong mộ chính là một loại tinh hoa huyết dịch mạnh nhất được tích lũy ít nhất ba kỷ nguyên, sau đó hóa sinh thành dược thảo, còn được gọi là tam sinh dược. Tàn tạng nói, loại đồ vật này với táng sĩ mà nói thì là báu vật vô giá, là trí bảo vô thượng, lấy cái gì cũng không đổi được. Bởi vì vật kia có tác dụng to lớn với bọn họ, hơn nữa điều kiện hình thành quá khó khăn. Một ngôi mộ, tồn tại ba kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên đều phải được tưới bằng máu, được mưa máu của thần linh các thế giới nhiễm dẫn. Tích lũy, trong mộ, từ từ trở thành tinh túy và sau đó thành thuốc. Nghe nói, những sinh vật khác dùng tam sinh dược sẽ lập tức bị nổ chết, hình thần đều diệt. Thế nhưng, có vài phương pháp kỳ lạ, có thể tinh luyện làm thuốc dẫn, có thể luyện ra vài loại đan dược khó thành công nhất. Thế gian thật sự có khởi tử hồi sinh đan sao? Thần Minh hoài nghi. Không có, ta đã xem qua một cuốn sách cổ, cái gọi là khởi tử hồi sinh đan, là tên gọi chung của rất nhiều thuốc, là một loại ca ngợi chứ thật ra không tồn tại, muốn dùng thứ này để cứu sống vị đại đế cổ xưa này là chuyện không thể nào." Tam Tạng nói. "Cuối cùng ta cũng biết, vị Táng Vương kia, trước khi thành đạo đã rời đi xa, vì sao đã thay đổi quỹ tích vận mệnh của mình, cuối cùng dẫn đến trở thành Táng Vương, bởi vì ở đây đã nảy mầm một cây tam sinh dược đó." Thần Minh thở dài, dị vực vị cường giả cưỡi cá con nguyên thủy đi xa kia lúc trở về đã trở thành táng vương tam sinh dược với táng sĩ mà nói thì giá trị vượt qua 10 cây tiên dược cộng lại còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân nói như vậy là lôi linh khiêng thi thể trên chiếu có thể là đào hắn từ bên trong mộ cổ được chôn trước thiên cổ sau đó mang hắn theo và tìm kiếm biện pháp phục sinh ư thạch hạo mở miệng cho ra phán đoán như vậy thế nhưng chuyện này cũng quá kỳ lạ đấy chứ một người chết từ thời thiên cổ dù khi còn sống hắn có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể sống lại mới đúng xuống dưới thôi có lẽ còn có thể có phát hiện kinh người không thể không nói khối khu vực này rất lớn mộ cổ ngang dọc những tấm bia to lớn đứng sừng sừng được sương mù bao phủ ở trong tinh không này có vẻ quá thần bí rồi bọn họ đi theo lôi linh đồng thời tam tạng cùng thần minh cũng thỉnh thoảng tiến vào bên trong một vài ngôi mộ lớn muốn tìm kiếm vận may của chính mình có điều sắc mặt của bọn họ u ám không có thu hoạch gì Âm. âm thanh lớn chuyển đến tiếng khóc lóc đau khổ càng vang cao không biết bao nhiêu lần loáng thoáng phảng phất như đang nhìn thấy vô số tiên dân thượng cổ đang quỳ sát đang dập đầu đang cầu khẩn đang tế lễ chính là ở chỗ lôi linh chiếc chiếu mà chúng nó khiêng phát ra ánh sáng yếu ớt đang tái hiện lại chuyện xưa thời thượng cổ đây là thế nào đã xảy ra vấn đề gì mấy người phía sau đều rất giật mình mau nhìn có thời gian trôi qua có dòng sông năm tháng giới bích nơi đó bất ổn chiếu lại rất nhiều chuyện thượng cổ thần minh nói với những táng sĩ hoàng kim ngủ một giấc là rất nhiều vạn năm thậm chí có khi cả nửa cái kỷ nguyên nên thượng cổ mà bạn họ nói tới thì có trời mới biết đó là niên đại nào bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé nơi đó rất mơ hồ những bóng sinh linh kỳ quái lạ lùng xuất hiện càng nhiều là chuyện năm xưa khu mộ cổ này có gì đó quái lạ lại khiến cho thi thể trên chiếu khi được khiêng ngang qua thì phát sinh chuyện như vậy rất nhanh thạch hạo hóa đá bởi vì sau khi hắn nhìn thấy một vài hình ảnh thì ngần cả người hắn đã nghe tiếng la hét đã thấy một tên đạo sĩ béo ở đó lăn qua lăn lại cảnh tượng quá quen mắt tên kia không phải là tàu vũ sinh lúc trưởng thành sao răng rắc một luồng tia chớp màu đỏ ngòm đập tới khiến cảnh và người ở đó rõ ràng hơn rất nhiều đương nhiên tam tạng cùng thần minh cũng đã phát hiện ra cao thủ ít nhất thành tiên rồi sắc mặt thần minh trắng bệch nhìn chằm chằm phía trước đó là người thật ư không giống như là cảnh tượng cổ đại hư ảo tam tạng mở miệng thần sắc nghiêm túc vô cùng nghiêm nghị tam sinh dược đâu ở đâu đạo gia ta muốn chế thuốc đấy cần phải đi ngược lại trời đạo sĩ béo bớt sợi tóc trên đầu ở cách đó không xa vẫn còn một con yêu thú to lớn toàn thân đen bóng bộ lông phát sáng tuy nhiên cũng mang theo những mảng máu lớn con vật đó vậy mà là một con chó lớn đầu vuông tai to mắt như chuông đồng cũng giống như đạo sĩ béo toàn thân là máu hiển nhiên đã bị thương nặng đã xảy ra chuyện gì thạch hạo lẩm bẩm đột nhiên con chó lớn kia há mồm cái miệng lớn như chậu máu rất đáng sợ hướng về cái mông của đạo sĩ béo táp tới tiên sư nó chó chết lại cắn ta thạch hạo trợn mắt ngoác mồm nhìn lấy trận đại chiến giữa người và chó rượt đuổi khắp tinh không lan lộn khắp các ngôi mộ chó chết sớm muộn gì cũng thịt người đạo sĩ béo tức đến nổ phổi đừng cắn nếu tiếp tục không tìm được tam sinh dược thì sẽ không còn hy vọng cứu sống hắn chế tạo không được viên thuốc trong truyền thuyết kia thì thật sự sẽ kết thúc đạo sĩ béo thương cảm tình huống thế nào thạch hạo đờ ra chuyện này là thế nào tâm tư thạch hạo ngổn ngang lại thấy đạo sĩ béo hơn nữa còn thêm một con chó đen đầu vuông tai to nữa đó chính là tào vũ sinh lúc trưởng thành hay có thể nói là đạo sĩ béo của vô tận tháng năm sau này sau khi bị người chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm lại thấy ánh mặt trời thời không hỗn loạn kia không chỉ là những việc ở thượng cổ mà còn có một vài sự kiện không thể đoán được xảy ra khoảng thời gian nào khi sông dài năm tháng vỗ vào hai bên bờ tam tạng mở miêng con chó kia quá uy mãnh nước da đen bóng như một dải ngân hà lấp lánh ánh đen hình thể khổng lồ như một ngọn ma sơn thời thái cổ đây là giống vật gì mà khí tức còn hung mãnh hơn cả hung thú thời tiền sử hay là mấy loài có thể dễ dàng nuốt sống thao thiết ăn sống toàn hống thần minh lộ vẻ kinh ngạc tam sinh dược quý giá đến thế sao cuối cùng thì thạch hạo cũng ý thức sâu sắc được vật kia không đơn giản hắn còn tưởng chỉ có táng sĩ mới xem nó là trí bảo thôi chứ không hề nghĩ rằng ngay cả đạo sĩ béo kia cũng như vậy đối với táng sĩ hoàng kim mà nói thì tam sinh dược chính là đệ nhất kỳ chân từ cổ trí kim sở hữu một cây liền mang ý nghĩa có thể tiến hóa thành táng vương nếu tên mập có phát hiện chúng ta có thể chặn cướp Thần minh mỉm cười, bởi vì bọn họ biết rõ, cái kia chẳng qua là mảnh vỡ thời gian của tương lai, chứ không phải thật sự là chuyện xảy ra trước mắt, dù cho đối phương có là chân tiên thì cũng không làm gì được bọn họ. Mộ lớn san sát, ngang dọc trong hư không, tương đối kỳ lạ. Một người một chó kia ngang dọc, vượt qua từng ngôi lại từng ngôi mộ cổ, thế nhưng bọn họ phải thất vọng rồi, không thu hoạch được gì. Hư không bất ổn, rất nhanh bọn họ trở nên mơ hồ không thể hiện ra trong thời gian dài được nữa có điều thỉnh thoảng vẫn còn có tiếng chó rồi cùng tiếng quát mắng của đạo sĩ béo ngoài ra còn có tiếng bi thiết thê thảm cuối cùng trong đó có cả tiếng của con chó đen to lớn kia bọn họ đã thất bại không hề tìm được tam sinh dược muốn cứu người nào bọn họ lại tìm cả đến nơi này đây chính là giới ngoại ở ngoài tất cả mọi thế giới trong quá trình này tam tạng cùng thần minh đang nhanh chóng ra tay càn quét chung quanh bên trong từng ngôi mộ cổ đều lưu lại hình bóng của bọn họ nơi này rất quái lạ rõ ràng ở trong tinh không nhưng tại sao lại có thể có nhiều ngôi mộ như vây thế nhưng tất cả các ngôi mộ đều trống trơn bên trong có quan tài nhưng không hề có táng sĩ ngủ say càng không có hài cốt của bất kỳ sinh linh nào trống rỗng không có sinh linh thì hài cũng không có nơi này quá trống trải rồi lôi linh vẫn đang tìm kiếm khiêng thi thể đặt trên chiếu kia càn quét khắp toàn bộ khu mộ cổ cuối cùng không có thu hoạch gì lại tiếp tục tiến về phía trước con đường sau đó phảng phất như đã đến bên rìa vũ trụ giới bích rách nát vết tích thời gian dày đặc còn có từng cái khe hở đáng sợ ở trong hư không ở trên những ngôi sao chết ở trên giới bích vết nứt không ngừng lan tràn tựa hồ nếu có người hét lớn một tiếng thì nơi này sẽ đổ nát tuy nhiên khi tam tạng thử đánh một quyền thì hắn lại phát hiện chắc chắn hơn tưởng tượng nhiều ít nhất còn có thể trường tồn nhiều vạn năm nữa nơi này sẽ không hủy diệt ồ tế đàn các ngươi xem nơi có có một tế đàn vô cùng cổ xưa. Chúng nó đã leo lên đó, là muốn đi đâu? Thần Minh kinh dị nói. Ở nơi tàn tạ bỏ đi này, lại có một cái tế đàn được luyện chế từ loại xương, không biết tên, lóe lên ánh sáng lộng lẫy lờ mờ, hình thành một cái tế đàn cổ. Phương pháp mở ra rất đơn giản, chỉ cần khống chế pháp lực, truyền năng lượng vào là có thể kích hoạt. Ánh sáng năm góc lóe lên, mấy trăm con lôi linh khiêng bộ thi thể vô thượng kia cứ thế biến mất rồi. Đuổi theo nữa không? Thần Minh mang theo vẻ hoài nghi chính bọn họ cũng không biết tới nơi nào thật sự đã rời đi đủ xa từ hải bộc ở dị vực siêu thoát ra ngoài tiến vào hư không cổ không biết bọn họ đã nhìn thấy lôi linh khiêng thi thể và theo sát phía sau đã nhìn thấy vô sổ mộ lớn hiện giờ lại càng sắp vượt qua thiên địa muốn tiến vào một nơi không thể nào đoán trước nữa sao nhìn cá côn con vẫn đang theo vào thạch hạo nói con cá kia rất kiên định từ đầu đến cuối đều đi theo không hề có ý tứ rời đi có lẽ con đường trở về của cá con nguyên thủy vẫn còn đang tiếp tục. Nó muốn trở về nơi đầu nguồn. Chúng ta cũng theo vào. Tam Tạng nói. Dựa theo lý giải của hắn thì cá con nguyên thủy từ đầu nguồn đi ra, bơi đến các nơi như trong hải bộc, đến giai đoạn hơi trưởng thành nhất định sẽ dọc theo đường cũ quay về. Chỉ là, con đường này cũng quá đặc biệt, không phải đầm nước, không phải sông lớn, mà là tinh không, còn có cả tế đàn. Cuối cùng, bọn họ nhanh chóng theo vào, sợ mất dấu đám lôi linh đã bước lên hành trình mới ánh sáng ở năm góc lấp lóe bọn họ đã xuất hiện trên một bình đài xung quanh tràn ngập khí hỗn độn khắp nơi đều là những ngôi sao tàn tạ nơi này vẫn là một khu vực bị bỏ rơi cách đó không xa vẫn là một tế đàn có thể cảm ứng được nơi đó có gợn sóng và khí tức còn lại của lôi linh sau khi rời đi đi nơi nào đây mà không ngừng sử dụng tế đàn chúng ta còn có thể trở lại sao dù bình tĩnh như tam tạng thì vào lúc này cũng đau cả đầu đã hơi hoài nghi rồi thế nhưng còn có lựa chọn sao bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi tiếp tục lên đường lần này sau khi ra khỏi tế đàn truyền tống thì bọn họ phát hiện đang ở trên một gốc cổ thụ nó vô cùng to lớn nhưng toàn thân lại khô héo không có cành lá thần thụ khô héo đã chết trong quá trình tiến hóa thành thế giới thụ vùng tinh không này cũng vì thế mà đều khô cạn theo vẻ mặt tam tạng nghiêm túc điều này làm cho bọn họ nghi ngờ những nơi đi qua đều là những thế giới cổ xưa tàn tạ mà không giống như một biển sao một thế giới khác cứ thế bọn họ vẫn không ngừng lướt qua sau mỗi một lần ra ngoài đều có thể nhìn thấy một cái tế đán tất cả đều có trận phán phức tạp có lẽ có thể dẫn đến những thế giới không giống nhau cứ thế bọn họ liên tục vượt qua nhiều lần tổng cộng bước lên chín cái tế đàn lúc này mới tới gần chỗ cần đến nói là chỗ cần đến bởi vì bọn họ phát hiện lôi linh đã ngừng lại hơn nữa nơi này cũng đã không còn tế đàn để tiếp tục lên đường đây là nơi nào mà càng thêm trống trải mờ mịt dường như là thế giới lúc sơ khai vạn vật chưa xuất hiện, không thấy sinh linh, tất cả đều nguyên thủy như vậy. Khí thái sơ chuyển động, âm dương đan sen. Thật cổ quái. Bọn họ không chắc có thể còn trở lại được không, bởi vì những tế đàn kia là một chiều, không thể qua lại. Lôi linh đứng đó trần chờ, cuối cùng đồng thời vèo vèo chuyển động, xuyên qua một mảng sương mù, tiến thẳng trong hư không. Hình như chúng nó rất kích động. Đã tìm được chỗ cần đến ư, tam tạng lộ ra sắc mặt khác thường. Con đường phía trước rất đặc biệt, cũng rất quái lạ chiến kích sứt mẻ dìu đá vỡ nát còn có chiến hạm thùng trăm ngàn lỗ lại hiện lên một cách đột ngột bên trong sương mù hỗn độn ở trên đường đi càng lúc càng xuất hiện nhiều loại chiến thuyền bỏ đi cùng với các loại binh khí gãy vỡ rất rõ ràng nơi này đã từng xảy ra đại chiến rất đáng sợ tuy rằng các loại binh khi kia đã hoàn toàn hư hại phù văn cũng đã bị người xóa đi thế nhưng có thể nhận ra chúng nó đã từng vô cùng mạnh mẽ tiên khí cũng không ít thần minh cho ra phán đoán có vài thứ từng là binh khí tuyệt thế nhưng đã bị hủy diệt rồi hơn nữa vết tích còn bị hoàn toàn xóa đi đáng tiếc là tinh hoa kim loại tiên đạo ẩn chứa bên trong đều bị lấy đi rồi đã đến chỗ đó có hai cánh cửa cửa lớn như vậy đó là hai cánh cửa đá thật sự quá lớn rồi ở trước mặt nó ngôi sao đều có vẻ rất nhỏ đứng sừng sững trong hư không như thế không biết dẫn đến nơi nào mà trước cánh cửa này các loại đồ vật càng nhiều hơn ngoại trừ chiến hạm ra thì còn có hòn đảo rách nát nói là hòn đảo nhưng lại giống thiên thạch đã bị luyện chế hơn ngoài ra còn có hải cốt có cái rất lớn như một xương sọ trắng tinh giống như một ngôi sao thậm chí còn lớn hơn có điều chúng không có phủ văn cũng không có sóng thần lực đều đã bị lấy sạch tinh hoa chỉ để lại xương cốt một ít binh khí như cây búa màu tím lớn như mặt trăng vậy cũng đã bị chém đứt một nửa mất hết tinh hoa cũng rơi rớt ở nơi này từng bộ từng bộ thi hài còn sót lại cho biết lúc trước từng mạnh mẽ đến cỡ nào nhưng hiện giờ chỉ còn sót lại cái túi ra còn có những khúc dương bất hoại khó có thể tưởng được những thứ này đều là tuyệt đại cao thủ là sinh linh không thể nào tưởng tượng được lại chết đi không ít năm đó nơi này đã xảy ra chuyện gì chính là cái cánh cửa đá trước mặt này đã cắt đứt con đường phía trước của bọn họ sao thạch hạo hoài nghi các loại pháp khí ở nơi này cùng với các loại sinh linh cấp độ cao đến dọa người chỉ có điều không biết vì nguyên nhân gì mà đều bị người rút đi tinh hoa chém hết đạo tắc chỉ trở lại những khúc xương vỡ xóa hết huy hoàng từng có chờ một lát có chút mùi vị quen thuộc thạch hạo bỗng mở miệng cách đó không xa có một khối thiên thạch ngay trước cửa đá bên trên có một sinh linh đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm máu thịt khô héo tinh khí mất hết trước người hắn vẫn còn máu còn chưa khô cạn đây là một phát hiện kinh người tất cả sinh linh đã mất hết tinh hoa mà hắn lại còn giữ lại một phần đối với nơi này mà nói thì đó là kỳ tích là phát hiện trọng đại trước sinh linh kia có một vài chữ rất cổ xưa cũng rất thần bí là dùng máu để viết ra phần phía trước là máu màu vàng phần phía sau là máu màu đen thế nhưng thạch hạo không nhận ra về không được rồi tam tạng nói ra vài chữ như vậy hắn vậy mà nhận ra hơn nữa còn nói cho thạch hạo đó là tiên văn thật sự tiên văn thuộc về ngôn ngữ trường sinh ở bên này đế quan, sinh linh các tộc trên thế gian đều theo đuổi sự lột xác cực hạn, đó chính là chân tiên. Thiên thạch rất cứng rắn, hiện màu nâu xám, ngày xưa trải qua nhiệt độ cao đốt cháy đã từng nóng chảy ra, sau đó kết tình tựa như kim loại nhiều ánh sáng lộng lẫy. Đây là một sinh linh hình người, nằm trên mặt đất, thân thể khô gầy, huyết nhục khô quắt, sợi tóc như cỏ dại ố vàng, nằm yên ở đó không nhúc nhích. Vết máu trên mặt đất rất chói mắt vẫn phát ra ánh sáng lộng lẫy như cũ tất cả đều là máu của riêng mình hắn có thể nhìn thấy ngón tay bên phải của hắn vỡ tan dính những vết màu vàng tay trái chỉ có những đốm máu đen thui chữ viết kia là hắn dùng cả hai tay để viết một người đồng thời có hai dòng máu màu vàng và màu đen cùng nhau lưu truyền điều này tương đối quỷ dị làm người khác giật mình dòng dõi thủ hộ giả thạch hạo vô cùng chấn động ngay tức khắc hắn đã đoán được thân phận của người này bởi vì trên người sinh linh này hắn cảm ứng được khí thế rất giống với độc cô vân máu của hắn có thể vàng óng có thể đen thui độc cô vân từng biểu hiện qua đều nghe đồn dòng dõi thủ hộ giả không thuộc về cửu thiên mà là đến từ một địa phương kỳ dị bây giờ đã được chứng minh rồi là ở đây ngay sau cánh cửa cá đó nhưng mà bọn họ không thể quay về được rồi bộ tộc độc cô có một vài tộc nhân mạnh mẽ tuy rằng nhân khẩu hết sức ít ỏi nhưng tuyệt đối không đơn giản chỉ một hai người người này gian nan về tới đây cũng không ngạc nhiên mấy nhưng hắn vẫn phải mang theo tiếc nuối mà qua đời rồi khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ. Đây là phán đoán của Tam Tạng, người có thể viết ra tiên văn, sao có thể là hạng người phàm tục được. Thế nhưng, người này cũng giống như tất cả mọi sinh linh chết ở nơi vậy, gặp phải phiền phức như nhau, hay còn gọi là tai ách. Lúc chết, tinh khí toàn thân mất hết, ngay cả đạo tắc và phủ văn trên thân thể cũng đều biến mất cả. Lúc này, hắn không hề có chút pháp lực nào sót lại, mất sạch sóng thần lực. Nếu không, thi thể của tuyệt đại cao thủ cỡ này lưu lại thì dù cho đã qua một kỳ nguyên lâu, như vậy cũng sẽ rất khó đến gần, sẽ có khí thế khủng bố tràn ngập. Thạch Hạo xoay hắn lại đây, tuy rằng da thịt của hắn đã khô quắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một người trung niên, đạo hạnh của hắn khi còn sống hết sức khủng khiếp. Có thể tưởng tượng là dòng dõi thủ hộ giả, có thể viết ra tiên văn, có thể xuất hiện ở đây, thì sẽ siêu phàm thoát tục đến mức nào. Năm đó, đây tuyệt đối là một vị cao thủ cái thế. Đáng tiếc lại mang theo tiếc nuối chết đi như thế. Sau lưng cửa đá là một thế giới ư. Lối đi này thật sự thông đến đâu Cố hương của thủ hộ giả ngay phía sau kia ư Thế gian đồn rằng Ở thế giới kia Thủ hộ giả chẳng qua cũng chỉ là một bộ tộc trong số đó Còn có những gia tộc cổ xưa và mạnh mẽ khác Vô cùng khủng khiếp Bạn đang xem thế giới hoàn mỹ Được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim Truy cập kênh youtube Di Các Phim Để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim Viết liền không giấu nhé Nếu là như vậy thì vùng đất cổ kia quả thực không thể tưởng tượng đến cùng là một nơi như thế nào mà một vài gia tộc cổ lão như vậy dừng chân một phần nhỏ đội ngũ trong một bộ tộc từ đó đi ra từng được gọi là thủ hộ giả ở cửu thiên đây là chuyện khủng khiếp đến bực nào đồng thời thạch hạo cũng biết đám người cứu viện mà sinh linh đế quan đang chờ đợi chắc chắn cũng đến từ nơi đó chẳng hạn như kim thái quân thể sống thể chết nói 500 năm sau cường viện ở một nơi bí ẩn nào đó sẽ xuất hiện sẽ đến tự nhiên cũng là nơi đó ngoài ra theo suy đoán thì năm đó cửu thiên thập địa bị dị vực đánh bại kỵ binh tiến quân thần tốc thì cuối cùng bị ngăn chặn lại cũng có thể là sinh linh đến từ chỗ đó đã ra tay cửu thiên còn có thể có sinh linh ngủ đông nào có thể chống cự lại vương bất hủ của dị vực chứ chỉ cần ngẫm nghĩ liền biết cái nhóm người bí ẩn đến từ mảnh đất bí mật kia người có biết phía sau cửa đá là vùng đất bí mật nào không thạch hạo hỏi tam tạng cố thổ của tiên cuối cùng hắn cũng đưa ra đáp án ở táng địa có một ít lời đồn và cao tầng đều biết rõ hiểu rõ có một vùng đất cổ xưa như vậy thần minh giải thích tuy bọn họ còn không được tính là cao tầng thế nhưng vì là táng sĩ hoàng kim với số lượng cực kỳ ít ỏi nên địa vị có thể còn cao hơn đời sau của đế tộc như mấy người xích mông hoàng dư vũ một chút vì vậy hai người này biết một số bí ẩn nó có không ít tên như cố thổ của tiên lĩnh vực tiên gia tịnh thổ cố hương của tiên tam tạng mở miệng đồng thời hắn cũng nói thẳng chỗ đó rất thần bí hầu như không thể đến được bởi vì ngay cả sinh linh từ nơi này đi ra cũng đều phải hết sức cẩn thận chỉ cần đi ra khỏi đó thì hơn phân nửa là sẽ không thể trở về được cố hương của tiên thạch hạo lộ ra sắc mặt khác thường hắn đã từng thấy cây tiên dược là bạch quy đà tiên con rùa già từng nói nó muốn trở về cố hương của tiên cái gọi là cố hương lại là lĩnh vực tiên gia có một nơi như vậy thì vì sao lại bí mật như thế còn nữa vì sao sinh linh nơi đó rời đi lại không thể quay về cho dù chân tiên thoát khỏi nơi đó cũng không cách nào trở về ư trong lòng thạch hạo có quá nhiều nghi hoặc táng vương đã nói đó là cội nguồn của tiên sợ bị ô nhiễm bản nguyên nên sinh linh rời khỏi nơi đó thì liền không thể quay về nữa nơi đây dính dáng đến những bí mật ẩn chứa những đại sự kinh khủng nhất trên thế gian thần minh càng nói ra mấy câu như vậy điều này làm cho thạch hạo sờn cả tóc gáy đến cùng là vấn đề gì mà đáng để ẩn giấu như vậy lẽ nào là vùng thế giới hiện nay chẳng hạn như cửu thiên thập địa nhưng cũng không đúng lắm có mầm họa dựa theo tam tạng và thần minh từng nói thì mấy vị vương bất hủ của dị vực đều biết cố hương của tiên bọn họ đang chuẩn bị chiến tranh nên kiêng kỵ chính là sinh linh nơi đó vô tận năm tháng trước đây cố hương của tiên có đường nối thông với cửu thiên hai bên có thể qua lại sau đó xảy ra một ít chuyện nên con đường bị cắt đứt đồng thời bên trong lĩnh vực tiên gia này đã xảy ra biến hóa kịch liệt lời nói đó khiến thạch hạo khá là giật mình trước năm tháng dài đằng đẵng một vài chuyện mà trước kia cả thế gian đều biết trải qua dòng sông thời gian gột rửa bây giờ đã trở thành truyền thuyết hóa thành lời đồn thần minh cảm thán khi người đời sau nói về đời chúng ta hiện giờ thì cũng sẽ như vậy chỉ hiểu được chút ít bề ngoài còn sự thật sớm đã bị che giấu vẻ mặt tam tạng lạnh lẽo đúng đấy có thể ở đời sau thời đại tiên cổ sẽ bị cho là thời đại chân tiên không biết đời chúng ta sẽ bị gọi là gì đại thế hắc ám hay là thời loạn lạc thạch hạo cảm khái có táng vương từng thở dài chúng ta đều sắp trở thành bụi mù lịch sử tam tạng nói tại sao Thạch Hạo cảm thấy có một luồng khí lạnh vèo vèo kéo tới. Kỳ nguyên này, toàn bộ sự thật đều sẽ bị chôn vùi, rất nhiều nhân vật tuyệt đại sẽ trở nên vô danh, dập tắt trong tháng năm hắc ám, khiến cho hậu thế không có chút rung động nào. Tam Tạng nói, phải sống sót, nhìn tất cả sự thật để xem ai mới thật sự chôn vùi. Thạch Hạo bình tĩnh nói, hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở thành sinh linh có thể tiếp tục trường tồn, mà không phải là binh sĩ bị diệt theo kỳ nguyên. Sau khi một kỷ nguyên bị diệt thì tự nhiên sẽ có người gieo hạt giống lưu lại một phần đạo thư truyền thừa cùng với cái gọi là sự thật lịch sử sau đó lại bắt đầu một lần luân hồi tam tạng nở nụ cười rất u thảm hai mắt trống rỗng chẳng chút tương xứng với khí chất thánh khiết của hắn luân hồi lại sắp mở ra rồi sao mà vào lúc này thần minh cũng thăm thẳm thở dài cặp mắt thâm thúy đến đáng sợ không biết vì sao da đầu của thạch hạo lạnh lẽo lồng tóc dựng đứng không phải kinh sợ về những ngôn luận của bọn họ mà là cảm thấy khí chất của hai người có gì đó sai sai lời nói cuối cùng khiến người ta cảm thấy đây không phải là hai sinh linh trẻ tuổi mà giống với hai người tang thương hơn thạch hạo không thể tránh được phải nghĩ đến lao tù hắc ám cái địa phương thần bí nhất có thể phóng xuất nguyên thần ra bên ngoài hai tên táng sĩ hoàng kim có lúc như là chính bọn hắn mà có lúc lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ pha lẫn chút sợ hãi ồ những con lôi linh kia đang làm gì xa xa mấy trăm con lôi linh đang bồng bềnh ở đó như đang cẩn thận tìm kiếm cái gì cuối cùng khiêng chiếc chiếu đặt trên một khối thiên thạch. Chúng nó bắt đầu sắp xếp tạo thành trận hình kỳ dị, trong miệng đang ngâm tụng một loại thần chú vô cùng cổ xưa nào đó, như là đang kêu gọi cái gì. Bọn chúng muốn tiến vào thế giới sau cánh cửa đá kia, Tam Tạng nói. Đến lúc này thì Thạch Hạo đã tin chắc, chỗ kia quả thực là một vùng thế giới rộng lớn, rất có thể vừa xa cửu thiên thập địa, rộng lớn vô ngần. Có điều, chân tướng vẫn bị giấu kín, không cho người biết. Tiên cổ bị diệt vong, sinh linh của cửu thiên thập địa hầu như chết hết không biết những chuyện xa xưa kia cũng là chuyện bình thường lôi linh muốn mang theo thi thể trên chiếu tiến vào cố hương của tiên ư đáng tiếc cửa đá đóng chặt dù những lôi linh này vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không thể lay động thần chú mà bọn chúng ngâm tụng cũng vô hiệu ồ thần minh kinh ngạc thốt lên nhìn thấy sự khác thường của lôi linh chúng nó nhấc lên một góc của chiếc chiếu rồi dập đầu không ngừng quỳ lạy cuối cùng có một chùm sáng từ chiếc chiếu bay lên trời phát ra ánh sáng chói mắt sau đó chùm ánh sáng kia lóe lên và xuất hiện ở trước cửa đá đó là cái gì trí bảo trên người vị đại đế cổ là binh khí của hắn sao chuyện khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra chùm sáng kia chạm vào trên cửa đá khiến nó phát ra ánh sáng lộng lẫy yêu dị không còn cổ xưa không còn yên tĩnh mà cửa đá gần như trong suốt tiếp theo hoa văn vô tận trên cửa đá đang lan tràn đang bừng tình tựa như nước thép đang chảy xuôi ầm đột nhiên hai cánh cửa đá kia lập tức óng ánh lên ánh sáng của nó soi sáng vạn cổ vĩnh hằng bất hủ đã xuất hiện hai chữ thạch hạo giật mình dù đứng rất xa nhưng vẫn thấy rất ràng trên cửa đá có hai chữ cổ ẩn chứa khí tức đại đạo trong tích tắc khiến rất nhiều thế giới đều đang run rẩy tiên vực tam tạng nhận ra và nói lên hai chữ như vậy tiên môn thức tỉnh bên trong sinh linh xuất hiện chỉ là tiên lộ cứ điểm trên này vài tên nam nữ trẻ tuổi quá cao ngạo mang theo lạnh nhạt vẻ có loại siêu nhiên ở trên, nhìn xuống chúng sinh hờ hững, còn mang theo một ít khinh bỉ. Bọn họ nhìn thấy thạch hạo, tam tạng chờ người, mới đầu lộ ra kinh dị, nhưng rất nhanh sẽ là loại kia duy ngã độc tôn, hồn nhiên không đem hạ giới sinh linh để vào trong mắt ngạo nhiên. Tuy rằng bọn họ sau đó bọn họ nỗ lực duy trì ôn hòa, thậm chí lộ ra mỉm cười, nhưng vẫn là khó có thể che giấu trước kia chân thực ý nghĩ, vậy thì là tuyệt đối xem thường bên ngoài sinh linh. Ha ha, thú vị, tam tạng cười thầm, chỉ là có chút lạnh, không có biểu lộ ở bên ngoài chỉ có tâm tình chập chờn bị thạch hạo cảm ứng được thần minh cũng là như vậy cũng mang theo cười chỉ là tuyệt đối không phải thật lòng bọn họ là hoàng kim táng sĩ ở đây lại bị người xem thường hơn nữa ánh mắt càng là như vậy khinh bỉ xem thường điều này làm cho hai người trong lòng cười gằn bất luận thần minh vẫn là tam tạng đều địa vị không phải bình thường hoàng kim táng sĩ cực kỳ ít ỏi cùng táng vương có quan hệ hơn nữa cùng thạch hạo đồng thời tham táng uyên nhìn thấy khởi nguyên cổ khí có trải nghiệm này cùng kỳ ngộ bọn họ thì càng thêm không bình thường hiện tại vài tên người trẻ tuổi lại như thế nhìn xuống dường như nhìn ăn mày cao như vậy cao ở trên tự nhiên để hai đại hoàng kim táng sĩ đáy mắt nơi sâu xa rét run thạch hạo không nói gì liền như vậy lẳng lặng quan sát những người kia trên tường thành còn có một chút binh sĩ đều ăn mặc giáp trụ không nhìn ra cấp bậc nhưng tuyệt đối là cao thủ cầm trong tay chiến mâu trường đao thiên mâu các loại đều tỏa ra đáng sợ sát khí. Dù cho có cứ điểm ngăn cản, có phủ văn hình thành màn ánh sáng bảo vệ, nhưng phảng phất vẫn có thể xuyên thấu đi ra. Này vài tên nam nữ trẻ tuổi, nói riêng về thân phận khẳng định cao hơn nhiều những binh sĩ kia, có một người mặc áo bào vàng, mang theo hoàng kim quan, anh tư bộc phát, xem ra cũng là hai mươi mấy tuổi, ánh mắt như điện, từ thạch hạo chờ người trên người từng cái đảo qua. Ở sau đầu của hắn, có một luân kim sắc chói trang, dọi sáng ra hừng hực liệt diễm, Phảng phất có thể nhen lửa chư thiên, thần tư khiếp người. Thạch Hạo hoài nghi, khả năng này là một con kim ô, vượt qua trên 9 tầng trời những kia hậu duệ, so với hiểu biết đến tối thuần huyết còn muốn huyết thống nồng nặc rất nhiều lần. Quả nhiên, cẩn thận nhìn chăm chú giờ, hắn sau đầu này, luân kim sắc chói chang trong loáng thoáng có một con kim ô hiện lên. Vô cùng đáng sợ cùng mạnh mẽ người trẻ tuổi, mang theo tiên khí, tuy rằng còn không là chân tiên, nhưng cái đó huyết thống tuyệt đối cùng tiên có quan hệ. Hắn như là một tên thái tử có loại uy nghiêm, còn có một loại kiêu căng, trong khi chớp con mắt, màu vàng tia điện lóng lánh, ánh lửa cuồn cuộn. Ở tại bên người có một nữ tử, mỹ lệ có chút không chân thực, tóc bạc như tuyết, ánh sáng dịu dịu, thần tài đường cong chập trùng, mặt trái xoan, trắng loãn như ngọc thạch, môi đỏ tươi đẹp, mũi ngọc tinh xảo vành cao, con mắt linh động, càng là ngân đồng. Ở sau thân thể hắn, có một mảnh thần thánh đồ án, như là vầng sáng, vừa giống như là tế linh đồ ở trong có một con bạch khổng tước ở thần hoàn trong như ẩn như hiện thạch hạo suy đoán này quá nửa là thần thánh khổng tước nhất tộc cô gái trẻ địa vị cực cao ngoại trừ một nam một nữ này ở ngoài còn có hai nam một nữ địa vị cùng bọn họ ngang ngửa chỉ có điều lúc này có tiên sương mù mạn quá bóng người có chút mơ hồ trong tiên vực người trẻ tuổi sao cũng thật là đáng sợ tu vị đáng sợ thần minh nói rằng thạch hạo cảm thấy nàng cũng không muốn than thở nhưng này vài tên người trẻ tuổi thành tự sát thực rất khủng bố, là một sự thật. Càng là Lôi Linh, nhiều như vậy. To lớn trên lâu thành truyền đến âm thanh, mang theo ngạc nhiên, này vài tên người trẻ tuổi chú ý tới Lôi Linh cùng với bọn chúng số lượng mặt sau sắc phát sinh biến hóa, không phải bình tĩnh như vậy. Lôi Linh, từ bốn phía tụ tập cùng một chỗ, mấy trăm con toàn bộ cung đứng dậy tử, hiện nay hợp lại cùng nhau, quá dễ thấy. Loại sinh vật này cực kỳ hiếm thấy, nhiều như vậy tụ tập cùng nhau, quá hiếm có. Tối thiểu ở bên ngoài là như vậy, vì lẽ đó trên cửa thành mấy người trẻ tuổi đều thay đổi sắc mặt, lưu lo. Lôi Linh phát sinh kỳ dị thanh âm, yêu cầu mở cửa thành, mỗi một người đều căng thẳng thân thể, cả người phát sinh lôi điện thần mang, trói mắt cực kỳ. Thú vị, lập tức xuất hiện nhiều như vậy lôi linh, vừa nãy là các ngươi kích hoạt rồi cửa thành sao? Này Kim Bảo nam tử mở miệng, sau đầu đại nhật phát sáng. Cái đó âm lớn lao, ở đây chấn động, bất quá loại kia ngôn ngữ quá cổ lão không có cách nào nghe hiểu sở dĩ lý giải ý nghĩa là bởi vì thần niệm chuyển ra tiên vực cánh cửa không thể kích hoạt hơn một nửa cái kỷ nguyên tới nay cũng như này không có ai có thể lay động hôm nay cửa này phát sáng gần như trong suốt hoàn toàn là cái trường hợp đặc biệt không phải vậy nơi này vĩnh viễn cũng sẽ không hiển hiện ra sinh linh điều này cũng chính là tam tạng còn có thần minh hoàng sợ địa phương hôm nay quá đặc biệt mở thành đây là lôi linh yêu cầu bọn nó ngôn ngữ càng đặc biệt sóng thần niệm kịch liệt, đem loại kỳ yêu cầu biểu đạt rất rõ ràng. Các người nói ra liền mở, coi nơi này là nơi nào, còn có này mấy cái phẩm nhân, bọn người cũng muốn vào tiên vực sao, dường như thái tử giống như kim bảo nam tử lạnh lùng hỏi. Ta đối với tiên vực ngóng trông đã lâu, khát cầu đi vào, tam tạng mở miệng, không biết là thật lòng hay là giả dối, nói như vậy nói. Ha ha! Trên lâu thành, một người khác người thanh niên trẻ cười to, lộ ra tử kim chiến y, mang theo mịt mờ tiên khí, oai hùng kiên cường, tóc dài tung bay. Hắn nơi đó có chút mơ hồ, thế nhưng như trước có thể cảm nhận được một luồng khủng bố cảm giác ngột ngạt. Nam tử này như vậy tuổi trẻ, thế nhưng cả người tinh lực quá dồi dào, vượt qua lẽ thường. Tiên vực khép kín, hai giới tách ra, nơi này không phải bọn người nên đến địa phương, lòng có long xào, kiến có tổ kiến, thành thật cùng bản phận ở, ở lại hạ giới, ở tại các ngươi nên ngốc địa phương, không muốn hy vọng sao vời cùng báo mơ mộng hão huyền. Từ bào người thanh niên trẻ nói rằng Hắn đứng ở phía trên, nhìn xuống nơi này Lấy phi thường lạnh lùng ngữ khí nói rằng Cái gọi là kiến có tổ kiến Nói quá rõ ràng Đây là tỷ dụ tam tạng Thạch hạo mấy người nên ngốc địa phương Tiên, rất mạnh sao Tiên vực là trí cao tịnh thổ sao Tam tạng nở nụ cười Có chút lạnh, cũng có chút tàn khốc Ánh mắt lạnh lùng Người muốn nói cái gì Trên lâu thành, tử bào người thanh niên trẻ lạnh lùng hỏi Chính là kim ô, bạch khổng tức tiên tử mấy người cũng đều chú ý nhìn về phía tam tạng thạch hạo ngăn cản hắn tránh khỏi hắn nói ra sắc bén lời nói bởi vì hắn có chuyện nhờ tiên vực có thể tìm đến nơi này đúng là vượt qua dự liệu muốn cầu viện thạch hạo ôm quyền phi thường thành khẩn báo cho thân phận của chính mình đến từ biên hoang hắn ăn ngay nói thật dị vực lần thứ hai khấu quan máu tanh lại muốn thứ giáng lâm cửu thiên thập địa trên mặt đất sắp phong hòa khắp nơi sinh linh đổ thán xin mời tiên vực ra tay, ngăn cản dị vực gót sắt. Ha ha, không phải vẫn không có phá quan sao, ngươi trở về đi thôi, những này chúng ta biết rồi, Kim Bảo Nam Tử nói rằng. Hắn mang theo cười, phi thường qua loa, căn bản cũng không có một điểm để ý sáng vẻ. Điều này làm cho Thạch Hạo trong lòng lúc này chính là chìm xuống, từ khi gặp mặt, trên lâu thành mấy người liền rất ngạo khí, vốn là lấy cự long nhìn xuống sâu kiến tư thái ở nhìn bọn họ. Tuy rằng trên lâu thành vài tên người trẻ tuổi cũng đang cười, mà lại còn hơi hơi che giấu một thoáng mình vẻ mặt thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra bọn họ trong xương khinh bỉ căn bản là không lọt mắt cửu thiên thập địa sinh linh này cùng thạch hạo trước kia suy nghĩ hoàn toàn khác nhau đây chính là đế quan bên trong các tộc tu sĩ cầu nguyện phán viện quân sao nhân ra căn bản là không thèm để ý ngoại giới người cùng sự tình đặc biệt là thạch hạo nghĩ đến đi qua tiên cổ kỷ nguyên cuối cùng cuộc chiến làm đế quan bị công phá các tộc sinh linh cơ hồ bị diệt tận giờ cũng không gặp tiên vực môn hộ mở ra. Cuối cùng, xác thực có người ra tay rồi, thế nhưng, vào lúc ấy cửu thiên thập địa đã diệt, sinh linh hầu như chết hết, bọn họ mới xuất hiện, Hoan thai đến muộn. Trở về đi, chúng ta có mình suy tính, lúc nên xuất thủ sẽ xuất thủ, hết thảy tất cả, chúng ta đều biết, kim bảo nam tử thiếu kiên nhẫn phất phất tay, loại kia vẻ mặt, loại kia thần thái, quá tùy ý, mang theo vẻ chán ghét. Thời khắc này, thạch hạo vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt thâm thúy, hắn không nói gì thêm trước kia ôm hy vọng càng là một kết quả như thế đây chính là đế quan phải đợi chờ cứu viện người nếu không có khắc chế thạch hạo thật muốn giết tới thành lầu đi bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé sau đó kim bào người thanh niên trẻ nhìn về phía lôi linh nói còn có các ngươi tuy rằng bất phàm là lôi linh nhưng thất lạc ở cái này tàn tạ mà bị ô nhiễm thế giới, không thể trở về về. Còn có, các ngươi lại mang theo một kẻ đã chết, muốn táng ở tiên vực sao, này càng thêm buồn cười, từ nơi nào tới thì về nơi đó đi. Kim bảo nam tử mở miệng, khoát tay áo một cái, cực kỳ căm ghét, như là ở đuổi con ruồi. Lôi linh bị làm tức giận, bọn nó tính khí rất sông lên, biểu đạt cực kỳ trực tiếp, từng cái từng cái cung đứng dậy tử, dường như thần tiễn giống như vậy, liền muốn nhằm phế tường thành ta cảnh cáo các ngươi dám tiến công tiên vượt cánh cửa giết không tha này người đàn ông áo bào tím mở miệng âm thanh lãnh khốc lôi linh từng cái từng cái phải mở ra long văn hiện ra tất cả đều phẫn nộ rồi lôi đình hiện lên đinh tai nhức óc muốn bị hủy diệt sao kim bảo nam tử tiến lên lạnh giọng nói lôi linh cũng không có lỗ mãng lùi tới chiếu nơi đó đem người kia giơ lên bảo vệ ở trung ương bọn chúng kích hoạt rồi cửa thành nhất định có tín vật chúng ta muốn xem xét tỉ mỉ hay là thật sự có thể vào thành lúc này cái kia tóc bạc tuyệt đại mỹ nhân mở miệng ở sau thân thể hắn pháp lực ngưng tụ thành óng ánh ánh sáng có một con bạch khổng tước như ẩn như hiện âu nhĩ rồi lôi linh cùng xuất hiện thanh âm giống như tại tế tự phát sinh lớn lao âm thanh mang theo bi thương lúc này chiếu trên người kia ngực phát sáng hắn chí bảo lần thứ hai hiện lên nhưng như trước không thấy rõ từ nhuốm máu rách nát chiến y trung phi ra nhằm phía cửa đá Chờ một chút, đó là... Cô gái tóc bạc kinh ngạc thốt lên. Âm. Chí bỏ va trên cửa đá trên, phát sinh chói mắt phủ văn. Mở cửa thành, nhưng vào lúc này, trong thành truyền ra gầm thét thanh âm, âm thanh giả nua. Bất kể là cửa đá còn bức tường đều óng ánh trong suốt, lộ ra sau lưng cảnh tượng. Này không phải thành, bên trong là ngàn tỷ dạm hà sơn, tiên sương mù tràn ngập, khắp nơi bao la, núi sông bao la, một chút không nhìn thấy một bên. Quả nhiên là một cái đại thế giới là tiên vực so với cửu thiên thập địa không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần cứ điểm trên mấy người trẻ tuổi khiếp sợ lúc này cửa đá mở ra bị người mở ra lôi linh dơ lên chiếu trên người kia phát sinh khóc lóc đau khổ thanh âm tiến vào tiên vực tam tạng con người nhanh chóng co rút lại trong lòng rung động tiên vực cánh cửa căn bản không thể mở ra làm sao sẽ bởi vì một bộ thi thể ngoại lệ khó mà tin nổi rất rõ ràng người kia có lai lịch ghê gớm đi vào thần minh mở miệng hỏi thạch hạo còn có tam tạng cho tới côn miêu đã sớm theo lôi linh đồng thời trà trộn vào đi tới không có bị nghẹt cản thạch hạo cất bước đi về phía trước hai vị hoàng kim táng sĩ cũng theo vào đứng lại kim bảo nam tử quát lên ngăn cản bọn họ đón lấy vài tên người trẻ tuổi hiện lên chặn ở nơi đó tiên môn thức tỉnh sinh linh bên trong xuất hiện có điều vài tên nam nữ trẻ tuổi trên con đường cứ điểm của tiên kia cũng quá kiêu ngạo họ mang theo vẻ lạnh nhạt có một loại hờ hững siêu nhiên bên trên nhìn xuống chúng sinh còn mang theo cả một tia khinh bỉ bọn họ đã nhìn thấy mấy người thạch hạo tam tạng lúc đầu còn lộ vẻ kinh dị nhưng rất nhanh lại là loại dáng vẻ duy ngã độc tôn ngạo nghễ tuyệt nhiên không để sinh linh hạ giới vào trong mắt tuy rằng sau đó bọn họ cố gắng giữ thái độ ôn hòa thậm chí còn mỉm cười nhưng vẫn khó có thể che giấu ý nghĩ thật sự trước đó chính là tuyệt đối xem thường sinh linh bên ngoài ha ha thú vị rồi tam tạng cười thầm có điều hơi lạnh nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài chỉ có tâm tình chập chờn bị thạch hạo cảm ứng được thần minh cũng như thế cũng lộ vẻ tươi cười nhưng tuyệt đối cũng không phải là thật lòng bọn họ táng sĩ hoàng kim vậy mà ở đây lại bị người xem thường hơn nữa ánh mắt lại càng khinh bị coi rẻ như vậy khiến hai người cười gàn trong lòng bất luận là thần minh hay là tam tạng thì địa vị đều không bình thường táng sĩ hoàng kim cực kỳ ít ỏi lại có quan hệ với táng vương hơn nữa còn cùng thạch hạo đồng thời tìm hiểu vực mai táng nhìn thấy cổ khí nguyên thủy có trải nghiệm và kỳ ngộ này khiến bọn họ càng thêm không bình thường hiện giờ vài tên trẻ tuổi lại nhìn xuống như nhìn ăn mày cao cao tại thượng như vậy đương nhiên khiến cho nơi sâu trong đáy mắt hai vị táng sĩ hoàng kim rét run thạch hạo không nói gì chỉ đứng lẳng lặng quan sát những người kia trên tường thành còn có một đám binh sĩ đều mặc giáp trụ không nhìn ra cấp bậc nhưng tuyệt đối là cao thủ các loại chiến mâu trường đao thiên mâu trong tay đều tàn ra sát khí đáng sợ dù cho có cứ điểm ngăn cản có phủ văn hình thành màn ánh sáng bảo vệ nhưng phảng phất vẫn có thể xuyên thấu qua vài tên nam nữ trẻ tuổi này nói riêng về thân phận thì chắc chắn là cao hơn nhiều những binh sĩ kia có một người mặc áo bảo màu vàng đội nón hoàng kim anh tư rạng rỡ trông cũng đã hai mươi mấy tuổi ánh mắt như điện lướt nhìn từng người nhóm thạch hạo sau đầu của hắn có một vầng mặt trời trói trang vàng óng chiếu ra ánh lửa hừng hực nóng bỏng tựa như có thể đốt cháy cả thế giới, thần tư khiếp người. Thạch Hạo hoài nghi đây có thể là một con kim ô đã vượt xa những hậu duệ ở cửu thiên bên kia, huyết thống nồng nặc hơn những con thuần huyết nhất được biết đến rất nhiều lần. Quả nhiên, quan sát cẩn thận thì bên trong vòng mặt trời trói trang vàng óng sau đầu của hắn, loáng thoáng có một con kim ô hiện lên. Người trẻ tuổi mang theo tiên khí này vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ, tuy rằng còn không phải là chân tiên, nhưng huyết thống của hắn tuyệt đối có quan hệ với tiên. Hắn như là một vị thái tử, có một loại uy nghiêm cùng với một loại kiêu căng trong lúc chớp mắt thì có tia điện màu vàng lóng lánh ánh lửa cuồn cuộn bên cạnh hắn có một cô gái đẹp đến mức không chân thực tóc bạc trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng dịu dịu đường con mỹ miều gương mặt trái xoan trắng trong như ngọc thạch trước mũi ngọc tinh xảo vành cao đôi mắt linh động con người càng là màu bạc sau thân thể nàng có một hoa văn thần thánh vừa giống như là một vầng sáng lại vừa giống như là một bức tranh tế linh bên trong có một con khổng tức màu trắng như ẩn như hiện thạch hạo suy đoán đây chắc chắn là một cô gái trẻ của bộ tộc khổng tức thần thánh địa vị cực cao trừ một nam một nữ này thì còn có hai nam một nữ với địa vị ngang ngửa với bọn hắn chỉ có điều lúc này có tiên vụ bay qua bóng người có chút mơ hồ rồi người trẻ tuổi trong tiên vực sao thật là đáng sợ tu vi đáng sợ thần minh nói thạch hạo cảm thấy nàng cũng không phải là khen ngợi nhưng thành tựu của mấy người trẻ tuổi này quả thực rất khủng khiếp đó là sự thật vậy mà là lôi linh nhiều như vậy trên tòa thành to lớn chuyển đến âm thanh mang theo sự ngạc nhiên. Sau khi mấy tên trẻ tuổi chú ý đến lôi linh và số lượng của chúng thì vẻ mặt xảy ra biến hóa chứ không còn bình tĩnh như vậy nữa. Lôi linh từ bốn phía tụ tập lại cùng một chỗ, toàn bộ mấy trăm con đều đứng thẳng lưng, hiện giờ lại tập trung cùng nhau thì quá bắt mắt rồi. Loại sinh vật này cực kỳ hiếm thấy, nhiều con tụ tập lại cùng nhau như vậy lại càng hiếm có hơn, ít nhất ở bên ngoài là như vậy, vì lẽ đó mà đám người trẻ tuổi trên tường thành đều phải thay đổi sắc mặt. Liếu lo lôi linh phát ra âm thanh kỳ dị yêu cầu mở cửa thành mỗi một con đều kéo căng thân thể cả người phát ra ánh sáng lôi điện cực kỳ trói mắt thú vị một lúc lại xuất hiện nhiều lôi linh như vậy lúc nãy là các người kích hoạt cửa thành đấy ư tên thanh niên mặc áo bào màu vàng mở miệng vòng mặt trời sau đầu phát sáng tiếng của hắn to lớn chấn động cả nơi đây tuy nhiên loại ngôn ngữ kia quá cổ xưa nên không cách nào hiểu được sở dĩ hiểu được là bởi vì thần niệm chuyển ra cánh cửa tiên vực không thể kích hoạt hơn nửa kỳ nguyên tới nay cũng đều như thế, không ai có thể lay động. Hôm nay cánh cửa này phát sáng gần như trong suốt, hoàn toàn là một trường hợp đặc biệt, nếu không, nơi này vĩnh viễn cũng không có sinh linh hiện ra. Đây cũng chính là điều mà Tam Tạng cùng thần minh hoảng sợ, hôm nay quá đặc biệt rồi. Mở thành Đây là yêu cầu của lôi linh, ngôn ngữ của chúng nó càng đặc biệt hơn, sóng thần niệm kịch liệt biểu đạt loại yêu cầu kia một cách rất rõ ràng. Các người nói mở liền mở hả, coi nơi này là đâu, còn có mấy tên người phàm kia, bọn người cũng muốn tiến vào tiên vực sao tên thanh niên mặc áo bảo màu vàng tựa như thái tử kia lạnh lùng hỏi tả hướng về tiên vực đã lâu khát vọng được vào tam tạng mở miệng không biết là thật lòng hay giả vờ nói như vậy ha ha trên tường thành một tên thanh niên trẻ khác cười to lộ ra chiến y màu vàng tím mang theo tiên khí mở mịt kiên cường oai hùng tóc dài tung bay nơi hắn đứng có chút mơ hồ thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng cảm giác ngột ngạt khủng khiếp thanh niên này trẻ tuổi như vậy thế nhưng tinh lực toàn thân lại quá dồi dào, vượt quá lẽ thường. Tiên vực phong bế, hai giới tách ra, nơi này không phải là chỗ bọn ngươi nên đến, rồng có hang rồng, kiến có tổ kiến, thành thật yên ổn ở lại hạ giới, ở tại địa phương các ngươi nên ở lại, không nên hy vọng xa vời cùng mơ mộng hão huyền, tên thanh niên trẻ mặc áo bào màu vàng nói. Hắn đứng ở phía trên và nhìn xuống dưới này, dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng để nói, cái gọi là kiến có tổ kiến đã chỉ quá rõ ràng, đây là ví dụ về địa phương, mà mấy người tam tạng thạch hạo nên ở lại tiên rất mạnh sao tiên vực là tịnh thổ trí cao sao tam tạng nở nụ cười có chút lạnh lẽo cũng có chút tàn khốc ánh mắt lạnh lùng người muốn nói gì trên tường thành tên thanh niên trẻ tuổi mặc áo bào vàng lạnh lùng hỏi ngay cả mấy người kim ô khổng tức tiên tử cũng đều chú ý nhìn về phía tam tạng thạch hạo ngăn hắn lại phòng ngừa hắn nói ra những lời khó nghe bởi vì hắn có chuyện muốn nhờ tiên vực muốn cầu viện có thể tìm đến nơi này thật sự là đã vượt qua dự liệu. Thạch hạo ôm quyền, vô cùng thành khẩn, báo ra thân phận của chính mình đến từ biên hoang. Hắn ăn ngay nói thật, dị vực lần thứ hai muốn phá quan, mó tanh lại sắp giáng xuống cửu thiên thập địa lần nữa. Chiến tranh sắp nổi lên khắp nơi, sinh linh đổ thán, xin tiên vực ra tay ngăn cản gót sắt của dị vực. Ha ha, chẳng phải vẫn chưa phá quan sao, người trở về đi thôi, những chuyện này chúng ta biết rồi, tên thanh niên mặc áo bào vàng nói. Hắn cười cợt qua loa, căn bản không có chút dáng vẻ nào là để ý cả điều này làm cho tâm tình thạch hạo chìm xuống từ khi gặp mặt mấy người trên thành đều rất kiêu căng luôn dùng tư thái của những con rồng to lớn nhìn xuống sâu kiến để quan sát bọn họ tuy rằng vài tên thanh niên trẻ tuổi trên tường thành cũng đang cười lại còn hơi che giấu vẻ mặt của mình thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự khinh bỉ từ xương tủy của bọn họ căn bản là không thèm để mắt sinh linh của cựu thiên thập địa điều này khác xa với suy nghĩ trước đây của thạch hạo đây chính là viện quân mà tu sĩ các tộc trong đế quan mong mỏi cầu nguyện ư? Người ta căn bản là không thèm để ý đến người và sự việc ở ngoại giới. Đặc biệt hơn khi Thạch Hạo nghĩ đến quá khứ, cuộc chiến cuối cùng kỳ nguyên tiên cổ, khi đế quan bị công phá, sinh linh các tộc cơ hồ bị diệt sạch thì cũng không thấy cánh cửa tiên vực mở ra. Cuối cùng quả thực cũng có người ra tay, thế nhưng đến lúc cửu thiên thập địa đã bị tiêu diệt, sinh linh hầu như đã chết hết thì bọn họ mới xuất hiện, khoan thai đến chậm. Trở về đi chúng ta có suy tính của chúng ta lúc cần ra tay sẽ ra tay tất cả chúng ta đều biết tên thanh niên mặc áo bảo màu vàng phất phất tay tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn cái vẻ mặt và thần thái kia quá tùy tiện mang theo cả vẻ chán ghét giờ phút này vẻ mặt thạch hạo lạnh lẽo ánh mắt thâm thúy hắn không nói gì thêm trước kia ôm hy vọng kết quả lại là như thế đây chính là những người cứu viện mà đế quan chờ đợi ư nếu không phải đang khắc chế thì thạch hạo thật muốn giết thẳng lên thành rồi sau đó tên thanh niên mặc áo bảo vàng nhìn về phía lôi linh nói còn các người nữa tuy không tầm thường là lôi linh nhưng đã thất lạc ở cái thế giới tàn tạ và bị ô nhiễm này rồi không thể quay về được nữa hơn nữa các ngươi lại mang theo một kẻ đã chết muốn chôn cất ở tiên vực sao chuyện này càng thêm buồn cười ở đâu thì về chỗ đó đi tên thanh niên áo bảo vàng mở miêng đồng thời khoát tay áo một cái như đang đuổi ruồi cực kỳ căm ghét lôi linh đã bị làm cho tức giận tính khí chúng nó rất táo bạo biểu đạt cực kỳ trực tiếp, từng con từng con đứng bật dậy như những mũi tên thần, xông thẳng về phía tường thành. Ta cảnh cáo các ngươi, dám tấn công cánh cửa tiên vực, giết không tha. người đàn ông áo bảo tím kia mở miệng, âm thanh cay nghiệt. lôi linh, từng cái từng cái vẩy mở ra, long văn hiện lên, lôi đình hiện lên, đinh tai nhức óc, tất cả đều phẫn nộ rồi. muốn bị hủy diệt hả? tên thanh niên áo bảo vàng tiến lên, lạnh giọng nói. lôi linh cũng không lỗ mãng lùi đến chỗ chiếc chiếu rồi nâng người kia lên, bảo vệ ở giữa. Chúng nó kích hoạt được cửa thành thì chắc chắn có tín vật, chúng ta cần phải xem xét cẩn thận, có lẽ có thể vào thành. Lúc này, cô gái tóc bạc đẹp tuyệt trần kia mở miệng, ở phía sau thân thể của nàng, pháp lực ngưng tụ thành ánh sáng óng ánh, có một con khổng tước màu trắng khổng lồ như ẩn như hiện. Âu nhĩ lạp, lôi linh đồng thanh lên tiếng như đang cùng nhau cúng tế, phát ra âm thanh lớn lao mang theo sự bi thương. Lúc này, ngực của người trên chiếu phát sáng, Chí bảo của hắn lần thứ hai hiện lên nhưng vẫn không thấy rõ lắm từ trong chiến y rách nát nhuốm máu bay ra và nhằm về phía cửa đá chờ một chút đó là cô gái tóc bạc kinh ngạc thốt lên ầm trí bảo đánh vào trên cửa đá phát ra phủ văn trói mắt mở cửa thành đúng vào lúc này trong thành chuyển ra tiếng gầm thét âm thanh giả nua dù là cửa đá hay là tường thành đều óng ánh trong suốt lộ ra cảnh tượng phía sau nơi đó không phải là thành trì bên trong là non sông ngàn tỷ dặm tràn ngập tiên vụ mặt đất rộng lớn núi sông bao la không nhìn thấy bến bờ quả nhiên là một thế giới rộng lớn là tiên vực không biết phải lớn hơn cửu thiên thập địa bao nhiêu lần mấy người trẻ tuổi trên cứ điểm khiếp sợ lúc này cửa đá mở ra được người mở ra rồi lôi linh khiêng người trên chiếu kia phát ra tiếng khóc lóc đau khổ và tiến vào tiên vực còn người tam tạng nhanh chóng co rút lại trong lòng rung động cánh cửa tiên vực căn bản không thể mở ra làm sao sẽ vì một bộ thi thể mà ngoại lệ khó mà tin nổi rất rõ ràng người kia có lai lịch ghê gớm vào không thần minh mở miệng hỏi thạch hạo cùng tam tạng còn như con cá côn con thì đã sớm theo lôi linh trà trộn đi vào rồi không có bị ngăn cản thạch hạo cất bước tiến về phía trước hai vị táng sĩ hoàng kim cũng theo vào đứng lại tên thanh niên áo bảo vàng quát lên ngăn cản bọn họ tiếp theo vài tên trẻ tuổi hiện lên chắn ở nơi đó bọn chúng có thể tiến vào các ngươi thì không tên thanh niên áo bảo vàng nói đối xử khác với người trên chiếu vẫn lạnh nhạt như trước không để mắt mấy người thạch hạo cùng với tam tạng vẫn cứ như là những cự long thần thoại thời tiền sử lơ lửng trên bầu trời cúi đầu nhìn sâu kiến trong bùn đất mang theo vẻ ngạo nghẽ cùng sự ghét bỏ thậm chí còn có từng tia cam ghét không nói rõ được cũng không tả rõ được bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sệt giờ viết liền không giấu nhé loại tư thế này loại vẻ mặt này thực sự khiến trong lòng thạch hạo giận run trong cơ thể có một luồng chiến huyết cuồn cuộn dâng trào không phải là tên vực sao lại khinh thường sinh linh ngoại giới như vậy sắc mặt tam tạng âm u mái tóc dài màu vàng óng cùng với gương mặt đẹp trai phẳng phất bí xị lại khí chất thần thánh hoàn toàn ẩn đi hắn đã tức giận rồi còn như thần minh là một vưu vật tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành khi nào từng bị người khác coi thường như vậy chứ đôi mắt đẹp lấp lóe bán ra thần mang mái tóc dài đỏ đậm như một ngọn lửa nhấp nháy. Tuy nhiên, cũng có thể nhìn thấy tên thanh niên mặc áo bào màu vàng vẫn có vài phần kính trọng thần minh, bởi vì nàng vô cùng mỹ lệ, đường cong mông lung, sáng người mê hoặc, khuôn mặt tinh xảo đến cực điểm. Mặc dù là táng sĩ hoàng kim thế, nhưng nàng lại giống như là tiên tử bị sa ngã. Có một loại mê hoặc điên đảo chúng sinh khiến ngay cả những thanh niên trẻ tuổi của tiên vực nhìn thấy cũng đều lộ vẻ khác lạ. Tiên vực là thế giới của tất cả mọi tu sĩ, không phải là thế giới của một tộc nào, một quần thể nào. Tại sao chúng ta không thể đi vào? Thạch Hạo đặt câu hỏi. Hắn kiềm chế tức giận, lời nói vẫn bình tĩnh thế, nhưng đã mang theo một luồng ý lạnh. Nếu đối phương đã không nể mặt như thế, thì hắn cần gì phải khách khí, không cần phải lấy lòng. Người nói sai rồi, tiên vực chính là thế giới của chúng ta, là tịnh thổ của bộ tộc chúng ta. Còn bọn ngươi không có tư cách đặt chân vào, nơi này không có quan hệ gì với các ngươi cả. Thanh niên áo bảo vàng mang theo vẻ kiêu ngạo nói. Rất thẳng thắn, không che giấu cho thấy tiên vực là thuộc về bọn họ không thuộc về người bên ngoài không quan hệ gì với tu sĩ của những nơi khác thực là buồn cười tiên vực là vùng đất thánh của những người thành tiên là nơi tụ tập của cường giả là chỗ cần đến của những người sau khi phi tiên từ xưa tới nay làm sao lại trở thành nơi của các ngươi hả tam tạng cười gằn không thèm nhịn nữa hắn đến từ khu mai táng táng vương ở nơi đó có địa vị tôn sùng căn bản không hề sợ tiên vương dựa vào cái gì mà những tên trẻ tuổi này có thể nhìn xuống táng sĩ hoàng kim buồn cười sau khi đường nối thế giới bị cắt đứt làm gì có phàm dân nào còn có thể đi vào tiên vực chuyện này từ lâu đã trở thành nhận thức chung đó là thành tiên muốn tiến vào tiên vực cũng cần phải có thời gian và địa điểm chính xác phải qua thời gian chờ đợi rằng giặc mới có thể tiến vào rất không khéo hiện tại không phải thời gian chính xác mời các ngươi trở về cho tên thanh niên mặc áo bào vàng lạnh giọng nói mấy người khác không nói gì thế nhưng thái độ lạnh lùng của tên thanh niên mặc chiến y màu tím cùng với những người khác kia hiển nhiên là thừa nhận cách nói này. Cô gái trẻ tuổi tóc bạc tuyệt đẹp kia thì hơi không đành lòng, há miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn khép lại đôi môi đỏ xinh, đồng thời cái bóng khổng tước màu trắng mờ ảo bên trong vòng tròn, sau lưng nàng cũng nhắm mắt theo. Tiên vực mênh mông, vô cùng vô tận, rất nhiều cao thủ khủng khiếp ẩn cư, còn cất giấu những bí mật của nhiều thế giới, ngay cả thế lực phía sau các ngươi đều không tìm được phần cuối, ngươi dựa vào cái gì tự cho rằng đây là tiên thổ của các ngươi. Thần minh chất vấn Tiểu thư, người nghĩ quá ngây thơ rồi. Quả thực danh giới của tiên vực là rộng lớn vô ngần, nhưng không thể vì vậy mà tùy ý để mặc người bên ngoài đi vào. Ít nhất, bên trong những khu vực đã thăm dò được cho tới giờ, ý chí của các đại tiên lão đều thống nhất, sớm có nhận thức chung. Tên thanh niên áo bào vàng nói. Ở sau lưng có một vòng mặt trời vô cùng trói mắt cao ngang với hắn, bên trong có một con kim ô lơ lửng, mang theo khí tức làm người ta sợ hãi, dường như một vị đế vương ẩn hiện. Hiển nhiên bộ tộc này vô cùng mạnh mẽ, pháp tướng kim ô mà hắn bày ra là tượng tổ thần thánh của bộ tộc hắn đôi thời thái độ của hắn đối với thần minh rõ ràng tốt hơn thạch hạo và tam tạng đây chính là ưu thế của mỹ nhân khuynh quốc thế nhưng thần minh không chút cảm kích vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng cuộc đối thoại của tên thanh niên trẻ tuổi tựa như thái tử của tộc kim ô với táng sĩ hoàng kim đã để lộ ra một vài thứ kinh người ít nhất là những thứ mà trước đây thạch hạo không biết tiên vực mênh mông thậm chí ngay cả dân bản địa bên trong đều không thể thăm dò đến phần cuối ẩn chứa rất nhiều bí mật cổ xưa. Đây thật đúng là tin tức ngoài ý muốn, khiến Thạch Hạo suy nghĩ miên man. Dựa theo lời đối thoại của tên thanh niên tộc Kim Ô và táng sĩ Hoàng Kim, thì tiên vực tràn ngập rất nhiều điều không biết. Chẳng hạn như những bộ tộc thần bí ẩn cư, những cao thủ vô thượng ngủ đông cùng với các loại tuyệt địa. Có thể đoán được nơi sâu trong tiên vực rộng lớn còn có rất nhiều thứ mà sinh linh bên trong tiên vực cũng không biết. Thạch Hạo đang suy đoán, những sinh linh được xem là ẩn cư kia có phải là sinh linh của kỷ nguyên khác hay không? không thể nghĩ nhiều một khi suy nghĩ cẩn thận thì chuyện trở nên phức tạp rồi hiện tại đó không phải là những chuyện mà thạch hạo có khả năng quan tâm tốt cho cái cắt đứt đường nối thế giới các ngươi chặt mất con đường phía trước của chúng ta đây vốn là một loại thương tổn to lớn nơi thành tiên mà tất cả tu sĩ đều muốn tới thế giới thuộc về tiên đạo ngược lại bị các ngươi độc chiếm thế nhưng còn ngồi nhìn sinh linh đổ thán máu chảy thành sông đây là chuyện bất công đến cỡ nào thạch hạo nói ngoại giới đã bị ô nhiễm nếu để mặc toàn bộ sinh linh đi vào thì ngược lại sẽ là một tai họa lớn đến không tưởng tượng nổi. Cô gái tóc bạc kia than nhẹ, trên khuôn mặt tuyệt đẹp có vẻ không đành lòng, cho nên mới giải thích như vậy. Bạch không tức tiên tử, những việc này không thể nói với bọn họ. Tên thanh niên mặc chiến y màu tím nói, ngăn cản nàng nói tiếp, đồng thời ánh mắt như điện nhìn ra ngoài đề phòng mấy người thạch hạo, sợ bọn họ biết được càng nhiều. Ô nhiễm, ha ha, ha ha, tam tạng cười to. Người cười cái gì? Có người quát lớn ta đang cười vì các ngươi cảm thấy tiên vực rất cao thượng ngoại giới là nơi ô nhiễm vậy các ngươi có biết mình từ đâu đến biết nguồn gốc ở đâu không tam tặng cười gàn các ngươi chẳng hiểu gì cả chẳng biết gì cả không cần cố làm ra vẻ bí ẩn trước mặt chúng ta chúng ta hiểu rõ hơn các ngươi nhiều hiểu rõ tất cả tên thanh niên của tộc kim ô nói trong mắt mang theo vẻ chán ghét phất phất tài tựa như sợ nơi đây thật sự bị ô nhiễm các ngươi rời khỏi đây nhanh đi lát nữa nơi này cần được làm sạch Miễn cho lối vào bị bọn ngươi làm dơ." Hắn tiếp tục nói như thế, rất là chán ghét. Cao mày nhìn về phía mấy người Thạch Hạo, Tam Tạng đang đứng, tựa như nơi đó rất bẩn. Điều này làm cho sắc mặt của cả Thạch Hạo, Tam Tạng và Thần Minh thay đổi, trên trán hiện lên màu xanh, lại dám đuổi người kiểu đó, thật sự là quá xem thường. Lấy thân phận của bọn họ mà nói thì bất kể là đi tới đâu đều được coi là con cưng của trời, được người ca tụng, thế mà ở đây lại bị đối xử như thế. Lôi Linh đã đi xa, Chú nó khiêng người nằm trên chiếu tiến vào trong tiên vực Trên đường đi bị một luồng tiên quang bao phủ Hiển nhiên là đang được làm sạch Người trong tiên vực rất cẩn thận Sợ sinh linh mang vào không tinh khiết Mang theo vật chất kỳ lạ Có vài tên sinh linh tuyệt thế được tiên quang bao phủ tự mình dẫn đường lôi linh biến mất Đã bị mang đi Con cá côn con trả trộn trong đó cũng bị mang theo Hiện giờ chỉ có ba sinh linh hình người là thạch hạo Tam tạng Thần minh là còn bị ngăn cản ở nơi này Rõ ràng vài tên trẻ tuổi trước cổng vào tiên vực đang nhằm vào bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng cho họ qua bởi vì trước đó bọn họ ngạo mạn cả lôi linh kết quả cái thi thể có lai lịch gây gớm bên trên chiếc chiếu phát sáng dẫn đến cửa đá rung lên bần bật và đám lôi linh được tiến vào chuyện này tựa như khiến mấy người kia mất hết mặt mũi trước đó hai tên thanh niên trẻ còn đang trào phúng và giễu cợt cuối cùng ngược lại phải ngoan ngoãn cho đi qua từ thiên cổ tới nay cửa tiên vực mở ra được mấy lần hả đặc biệt là cận cổ mọi người có thể nhìn thấy cửa đá tận mắt thấy quá trình nó mở ra đã xem như là vận may trời ban nhanh chóng rời đi đi có người mở miệng quả thực tiên vực thần bí không thể đến gần không có cách nào đi vào sau khi đường nối thế giới bị cắt đứt nếu cánh cửa này không mở thì không ai có thể phi tiên và tiến vào thế giới kia hiện giờ bị người nhìn thấy cửa này mở ra nếu là truyền tới ngoại giới thì tự nhiên là chuyện lớn gợi ra náo động đến cực điểm rất có thể sẽ được cho là một trong những sự kiện kinh người nhất kỷ nguyên này được ghi vào trong sử sách. Thế nhưng thái độ của những tên trẻ tuổi kiệt xuất của tiên vực này quả thực quá tệ, khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Vốn là một việc lớn đáng để người kích động nhưng hiện tại, sau khi cánh cửa tiên vực mở ra lại làm cho ba thạch hạo, tam tạng cảm thấy cam phẫn, từ đầu đến cuối đều bị người khinh thường. Đối với táng sĩ Hoàng Kim mà nói thì đây là nhục nhã, là một điều không thể tiếp thu. Tiên vực mà thôi, không phải ai cũng muốn đi vào, các ngươi xem là đất thánh nhưng trong mắt chúng ta chẳng qua chỉ là phù hoa mà thôi chẳng là cái gì thần minh nói không phải là tiên vực sao cũng chỉ đến thế cái loại như ngươi nếu ở bên ngoài không chừng đã trở thành thức ăn trong miệng hắn từ lâu rồi tam tạng càng không thèm khách khí lại dám coi rẻ tiên vực bọn ngươi thật sự cho rằng có chút bản lĩnh là có thể ăn nói ẩu tả ở đây sao tên thanh niên mặc chiến ý màu tím quát lên hừm đã rất nhiều năm rồi tiên vực chưa từng hiển uy tại ngoại giới đúng lúc ta cũng muốn ước lượng một chút hiểu thêm sinh linh của ngoại giới đến cùng là yếu ớt đến mức độ nào Người trẻ tuổi của Tộc Kim Ô mỉm cười, áo bào vàng phần phật bay lượn, hắn bước lên phía trước. "Mời sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa tới trước, để ta nhìn một chút bọn ngươi tu hành như thế nào." Hắn mở miệng, tập trung vào Thạch Hạo và Tam Tạng. Tam Tạng vốn định ra tay, thế nhưng người này muốn ước lượng tu sĩ của Cửu Thiên Thập Địa, điều này là cho khoái miệng của hắn lộ ra nụ cười mang ý tứ sâu xa. Hắn liếc nhìn Thạch Hạo, bởi vì hắn biết tên nhân tộc trẻ tuổi này vô cùng độc ác, tàn nhẫn. Không biết sau khi gặp gỡ sinh linh của tiên vực thì sẽ như thế nào. Thạch Hạo lạnh lùng tiến về phía trước, tuy nhiên khuôn mặt của hắn rất thanh tú, lúc này sợi tóc màu đen lay động, khiến bên trong vẻ lạnh lùng hắn cũng còn mang theo khí thế siêu phàm thoát tục. Còn trẻ như vậy à? Thanh niên áo bào vàng nheo mắt lại, con ngươi màu hoàng kim bắn ra trùng sáng như hai tia chớp, hắn cẩn thận nhìn chăm chú, phát hiện tuổi tác của Thạch Hạo quả thực rất nhỏ, bề ngoài cùng tuổi tác thật sự tương xứng. Thạch Hạo không nói gì, lạnh nhạt nhìn hắn. Kỳ thực hắn đã sớm muốn ra tay rồi, càng muốn ước lượng đối thủ hơn đối phương nữa. Trước mắt chính là có cơ hội nên tất nhiên là sẽ không muốn bỏ qua. Ta cũng không bắt nạt ngươi, chỉ một đòn cảnh giới chạm ngã đỉnh phong. Nếu như ngươi có thể đỡ được thì liền để cho các ngươi rời đi. Người trẻ tuổi mặc áo bào vàng nhìn Thạch Hạo và nói. Ngươi có gì muốn nói không? Hắn nhìn Thạch Hạo chằm chằm và hỏi như vậy. Ý của hắn là nếu không được thì có thể nới rộng điều kiện, càng tỏ rõ sự ngạo mạn, tự phụ của hắn với sinh linh ngoại giới trở về đi nói trưởng bối của ngươi cho mượn một cái trí bảo để che thân nếu không ta sợ không cẩn thận sẽ thương tổn đến ngươi thạch hạo tự nhiên cũng nổi giận trong lúc nói chuyện tuy không bày tỏ sự bực tức nhưng chống đối rất rõ ràng ngươi nói cái gì hai hàng lông mày của tên thanh niên tộc kim ô dựng đứng trong mắt bắn ra hai luồng ánh sáng màu vàng hắn đã nổi giận sinh linh hạ giới lại dám nói chuyện với hắn như thế ta sợ ngươi bị thương đến lúc đó lại gây ra các loại phong ba đại nhân nhà ngươi có lẽ sẽ tìm ta để tính sổ Thạch Hạo không mặn không nhạt nói. Ha ha, ha ha, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta như vậy. Tốt, ta cũng muốn xem thử người có bản lãnh gì mà dám tùy tiện như thế. Ngươi yên tâm, nếu thật sự ta thất bại, bị thương thì người bên trong tiên vực sẽ không tính toán với ngươi. Ngươi không cần kiêng rè, người trẻ tuổi tộc Kim Ô nói. Ngươi đã nói thế thì ta yên tâm rồi, làm ngươi bị thương cũng không cần lo đại nhân nhà ngươi tìm ta làm phiền. Mặt khác, nếu đánh bại ngươi thì chúng ta có thể tiến vào tiên vực hay không? Thạch Hạo hỏi sắc mặt của mấy tên trẻ tuổi đối diện rất đều khó coi tên thiếu niên thanh tú kia nói rất hừng hờ loại giọng điệu đó thực sự khiến người ta khó mà chịu đựng được bình thường bọn họ mắt cao hơn đầu vô cùng tự phụ kết quả cái tên trước mắt này lại còn kiêu căng hơn cả bọn họ sức lực đầy đủ nói chuyện tùy ý như vậy tựa như có thể dễ dàng đánh tên trẻ tuổi của tộc kim ô bị thương vậy trong mắt bọn họ tên này quá kiêu căng rồi đến đây đi thạch hạo ngoắc ngoắc ngón tay càng lúc càng ngạo mạn ngông cuồng ngoác ngoác tay với hắn như vậy khiến cái chán của tên thanh niên mặc áo bảo vàng hiện lên gân xanh trong mắt của người trẻ tuổi tộc kim ô thì tên tu sĩ nhân tộc này thật sự là quá kiêu ngạo rồi hậu duệ mang cho mình máu tiên ai dám khinh thường trong cơ thể chảy xuôi tiên huyết từng người từng người đều là tài năng ngất trời vù gió to gào thét tên thanh niên áo bảo vàng kia đi tới tựa như một con ác điều dương cánh từ trên trời lao xuống mang theo từng cơn gió lốc sức gió khiến cho núi lớn đều muốn bay lên Tên thanh niên trẻ tuổi mặc áo bào vàng ép người như thế, rõ ràng chỉ là đi về phía trước thế những tựa như có một đôi cánh hung cầm cao bằng trời đang vỗ, muốn hủy diệt núi sông vạn vật. Rất mạnh, thần minh đánh giá. "Ra tay đi." Tên thanh niên của tộc Kim Ô mở miệng, nhìn Thạch Hạo chằm chằm với sắc mặt nghiêm nghị, trong con người hiển lộ thần mang, trùng sáng màu vàng óng như là tia chớp bắn ra. "Kim Dương, cẩn thận một chút, mặc dù chỉ là ước lượng người hạ giới, nhưng cũng không nên chủ quan." Phía sau có người nhắc nhở trong giọng nói tràn đầy sự tự cao có một loại cảm giác ưu việt bẩm sinh với sinh linh ngoại giới mặc dù là đang nhắc nhở nhưng vẫn có thể nhận biết được loại ngạo nghệ kia ha ha tam tạng nở nụ cười hắn đứng đó yên lặng nhìn tình thế phát triển ta có chừng mực tiên vực nhiều năm không xuất hiện có lẽ đã khiến sinh linh ngoại giới đều quên mất sự mạnh mẽ của nó hôm nay xem như là bước ngoặt chúng ta hướng xuống phía dưới báo cho các tộc hạ giới rằng uy nghiêm của tiên vực không thể xúc phạm kim dương nói trong lúc mơ hồ sau lưng hắn xuất hiện một con kim ô áo bào của hắn bay phần phật hắn mang theo một luồng khí tức kinh khủng kim quang dâng trào toàn thân như là một ngọn lửa nóng rực đang bốc cháy nhìn kỹ thì những thứ đó đều là ký hiệu là do trật tự xây dựng nên ầm vòng mặt trời sau lưng hắn tỏa ra còn cao hơn cả hắn nó bao phủ hắn vào trong đó đồng thời có tiếng kim ô hót vang chấn động bầu trời phía sau sắc mặt thần minh thay đổi con kim ô này quả thực rất mạnh ở cảnh giới này mà hắn có thể thi triển ra được như vậy thì có thể nói đó là một nhân vật tuyệt thế. Thạch hạo lộ vẻ nghiêm túc không dám khinh thường, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón địch. Tiên vực và hạ giới tuy ngôn ngữ có khác, thế nhưng thần thức lại có thể thông suốt, có thể hiểu được ý tứ của nhau. Tu vi mà con kim ô này bày ra quả nhiên giống như những gì mà ý tứ nó muốn biểu đạt. Sấp xỉ tu vi cảnh giới chàm ngã đỉnh cao ở hạ giới Pháp lực cuồn cuộn dâng trào Chấn động tâm hồn Sức chấn động kia quá kịch liệt có thể nhìn thấy tựa như có chất lỏng giống dung nham đang sôi trào, đang dâng lên khắp nơi, sóng biển ngập trời. Đây là sức mạnh hỏa đạo, là thần năng thiên phú của bộ tộc Kim Ô. Thạch Hạo không chút trần trừ đón đánh, đấm thẳng ra một quyền, nhìn thì đơn giản nhưng trong đó lại ẩn chứa nhiều loại áo nghĩa, không cẩn thận sẽ bị thua bất ngờ. Hóa phức tạp thành đơn giản, uy thế một quyền này khiến thiên địa loạn động. Trong tiếng ầm vang, nơi này bùng nổ ra vạn vệt thần quang, mỗi một vệt thần quang đều là một quy tắc phủ văn, trong đó có ký hiệu côn bằng có cốt văn luân hồi quyền đan sen với nhau thần uy chấn động thế gian không nghi ngờ chút nào dưới cú đấm này đừng nói là cao thủ cung cấp cho dù là tất cả những người cảnh giới độ nhất hậu kỳ đều không tiếp nổi uy lực quá to lớn rồi thế nhưng tên thanh niên trẻ tuổi đối diện lại chặn được điều này khiến người ta tương đối kinh sợ người trẻ tuổi giống như thái tử của tộc kim ô đan chéo hai tay lại cả người bùng nổ ra ánh sáng vô lượng triển khai thần thông thông thiên động địa tiên vực là nơi cư ngụ của những sinh linh không thể tưởng tượng nổi từng người từng người mạnh mẽ thái quá siêu tuyệt đáng sợ đặc biệt là trong cơ thể chảy xuôi huyết thống của tổ tiên là tu sĩ hậu duệ của tiên nên càng khủng bố tuy rằng kim dương chỉ triển khai pháp lực của cảnh giới chảm ngã nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tu sĩ cảnh giới độ nhất bình thường bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé giống như thạch hạo hắn có thể lấy yếu thắng mạnh vượt cấp đại chiến đánh ngược lại đại tu sĩ cảnh giới độn nhất thì người trẻ tuổi của tộc kim ô trước mắt cũng có thể làm được như vậy từng sợi xích thần từ trên đỉnh đầu kim dương buông xuống và hiện lên xung quanh hắn có cả ngàn sợi đây là quy tắc là mô hình trật tự tiên đạo hắn rất thần thánh tắm trong ánh lửa điều khiển trật tự những xích thần kia phát ra ánh sáng màu vàng bắn vọt ra và bay về phía thạch hạo điều này rất kinh người tất cả những sợi xích thần không chỉ bảo vệ hắn chặt chẽ kỹ càng mà còn cùng một lúc phóng ra một sợi xích thần là một loại dấu ấn pháp tắc nghịch thiên kinh văn tiên giới tam tạng nói nhỏ ánh mắt như điện cẩn thận nhìn chăm chú kim dương đương nhiên không có bất cẩn vừa lên liền sử dụng tới diệu thuật được ghi chép bên trong cổ kinh thuộc về tiên đạo điều khác rất nhiều trật tự lên trên lông chim vàng óng hình thành xích thần đồng thời đây là hắn lấy nhu thắng cương dùng xích thần để ràng buộc quyền ấn cương mạnh nhất của thạch hạo phong kim dương quát lên toàn bộ những ký hiệu như những sợi xích sắt những thần quang trật tự này quấn lên nắm tay của thạch hạo không chỉ muốn bao phủ thần thông của hắn lại mà còn muốn chấn áp cả bản thân hắn kinh văn tiên đạo tuyệt học được ghi lại có tác dụng vô cùng kỳ diệu đạo cơ của những sinh linh chảy xuôi tiên huyết từ nhỏ đã rất thâm hậu bản lĩnh học được vượt quá sự tưởng tượng của người khác có thể nói các loại diệu thuật kinh văn mà bọn họ nắm giữ vượt xa ngoại giới. Đòn đánh này nhìn thì chỉ là một chiêu, thế nhưng bên trong lại thiên biến vạn hóa, bên trên mấy ngàn xích thần khắc ấn mấy ngàn loại ký hiệu là một loại thần thông tuyệt thế được gọi là diệu thuật. Sắc mặt thạch hạo nghiêm nghị, hắn đương nhiên sẽ không xem người này là một vị thần linh bình thường, nắm đấm phát sáng chấn động đầy mạnh mẽ. Thời khắc này, phù văn luân hồi của bản thân hắn cũng được vận chuyển và lóng lánh lên. Hắn đã phát hiện, bên trong xích thần của đối phương ẩn chứa nhiều loại áo nghĩa quan trọng của các tộc tương đối đáng sợ ầm um, một lát sau nắm đấm của thạch hạo phát sáng hàng trăm hàng ngàn vệt thần mang hiện lên đó là quy tắc đang bốc cháy đó là cốt văn đang hiện lên đang cuồn cuộn sôi trào lấy phủ văn luân hồi làm chủ châm lửa là lực côn bằng đốt cháy là tia chớp lôi đế cốt văn đan sen cộng hưởng cùng nhau phát ra thần uy tuyệt tại quả nhiên sau khi cốt văn đan sen và bốc cháy hình thành một chùm sáng kinh người nên đã thoát khỏi sự ràng buộc của xích thần đồng thời đánh gãi không ít dây xích liên quan đến thời gian sao kim dương ngạc nhiên bởi vì một khi đối thủ nắm giữ một bộ phận lĩnh vực thời gian thì sẽ rất khó chơi ầm thạch hạo chấn động quyền ấn lấy pháp lực ở cảnh giới này mà nói thì có thể gọi là cái thế đòn đánh này đã khiến vài tên trẻ tuổi của tiên vực phải biến sắc tuyệt đối không ngờ rằng chỉ một tên tiểu tử tới từ hạ giới mà lại đáng sợ đến như vậy. Trong hư không, lông thần màu vàng bay lượn, dấu ấn trên một vài xích thần biến mất và hóa thành lông chim bay lên, mưa ánh sáng màu vàng rơi rơi, cảnh tượng rực rỡ. ầm ầm hai đại cao thủ trẻ tuổi chấn động, từng người lùi ra sau. Không nghi ngờ chút nào, Kim Dương nói một chiều kết thúc chiến đấu là chuyện không thể nào, hắn không làm gì được đối phương. Phía sau, bạch không tức tiên tử. Tên thanh niên mặc giáp trụ màu tím cùng với hai người khác đều thay đổi sắc mặt và lộ vẻ khác thường, kết quả này nằm ngoài dự liệu của bọn họ thật tệ mà cái mà ngươi gọi là một đòn kia cũng không thể bắt được một tên tu sĩ nhân tộc đến từ hạ giới lạc hậu bị ô nhiễm như ta rồi có muốn đánh tiếp vài chiêu hay không thạch hạo ung dung hỏi ha ha kim dương nở nụ cười chỉ là có chút lạnh lùng hán thuận theo lời thạch hạo quyết đoán gật đầu và cũng đã ra tay phía sau thần minh kinh ngạc rất rõ ràng da mặt của tên cao thủ tộc kim ô không tệ tâm tính cũng vô cùng tàn nhẫn vẫn không bị ràng buộc bởi lời nói của mình sự quyết đoán miệng nam mô bụng một bổ dao găm như thế là nhân vật hung ác đây chính là quyết định phải cho thạch hạo biết mặt để hắn phải trả giá bằng máu ầm um, một vòng mặt trời màu vàng to lớn dâng lên đốt cháy các đại thế giới càng lúc càng to càng lúc càng óng ánh bên trong thai ngén một con chim thần khủng khiếp màu vàng óng và lúc này nó cất tiếng hót vang chấn động cả vòng trời sau đó vòng mặt trời màu vàng kia nổ tung biển lửa vô tận hàng ngàn hàng vạn phủ văn nằm dày đặc tạo thành một con tiên cầm màu vàng hung mãnh to lớn vô biên há miệng đớp về phía thạch hạo pháp tướng kim ô con hung cầm này thật sự rất to lớn hai cánh dương ra bao phủ cả bầu trời một đòn tùy ý đều có thể đánh rất mặt trăng mỗi một cái lông chim đều nặng nề và dài như những ngọn núi vậy vì thế mà lúc nó há mồm thì dường như muốn nuốt trọn cả thiên địa vậy thạch hạo cảm giác được một luồng sức hút to lớn giam cầm và muốn cuốn hắn vào trong miệng con kim ô kia ầm ầm hắn không chút do dự sau lưng hiện lên một con côn bằng trên thân thể hùng hồn mà sán lạn đó hiện lên rất nhiều những vằn màu đen phóng thẳng lên chín vạn dặm dương cánh phá đánh về phía bầu trời ầm lông chim bay tán loạn thần lực mênh mông khắp cả bầu trời đều là lông thần bay lượn hai con hung cầm khủng khiếp đụng mạnh vào nhau phát ra tiếng vang rung trời đây không phải là sự va chạm thân thể giữa hai cao thủ trẻ tuổi mà là sự chiến đấu giữa hai pháp tướng điều này vô cùng thê thảm theo máu tiên cầm còn có những chiếc lông chim to lớn rơi ra thì nơi này bị xé rách, bị đánh nát vô cùng khủng khiếp hạ giới cũng có thể nuôi dưỡng được nhân vật siêu tuyệt bậc này ư hắn trẻ tuổi như vậy ở cái nơi tinh khí khô héo và cằn cỗi đến mức độ kia thì làm sao lại nhanh chóng trưởng thành đến một bước này được chứ đôi mắt đẹp của bạch khổng tức tiên tử lóng lánh lộ ra ánh sáng nóng bỏng loại biểu hiện này của thạch hạo đã khiến cho vài tên trẻ tuổi của tiên vượt phải kinh ngạc và sợ hãi vẫn không được rồi vẫn không thể chấn áp được ta nếu không, người nghĩ coi còn có tuyệt học cấm kỵ nào không? Thạch Hạo mở miệng, sắc mặt rất là bình thản. Thế nhưng lọt vào trong tai của Kim Dương, thì không khác nào đổ dầu vào lửa, đốt cháy chiến ý cùng ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn. Đùng! Tựa như thần sơn thời tiền sử đang di chuyển, chấn động càn khôn. Trên đỉnh đầu Kim Dương xuất hiện một ngọn núi lửa màu nâu xám to lớn vô ngần, bên trong vẻ cổ điền là khí thế khủng khiếp, miệng núi lửa nứt ra, từng dòng từng dòng dung nham chảy xuống là hình chiếu của ngọn núi lửa cổ xưa có thể đốt cháy cả chân tiên kia sao? Ngay cả vài tên trẻ tuổi của tiên vực đều lộ ra vẻ kinh dị. Kim Dương lại đã trực tiếp vận dụng một chiêu này. Thạch Hạo giang hai tay ra, trong cơ thể vọt lên từng luồng từng luồng thanh quang, luân hải phát sáng, rồi đột ngột bùng phát, phóng thích các loại sức mạnh trong cơ thể. ầm. Giờ phút này, núi lửa và thanh quang đụng vào nhau phát ra huy năng vô tận, hoàn toàn nhấn chìm nơi này. Thần uy mênh mông, lan xa không biên giới. Cuối cùng hai người đối diện nhau trên tay thạch hạo cầm mấy cọng lông chim vàng nhuốm máu vẫn bình thản như cũ nói vẫn không được rồi tiếp tục đi điều này khiến người ta chấn động tu sĩ trẻ tuổi của bộ tộc kim ô đã bị thương ngược lại là do sinh linh hạ giới đánh bị thương đây là chuyện không thể nào tưởng tượng được tuy nhiên thạch hạo vẫn không hề bất cẩn chỉ có hắn mới biết vừa nãy đã trải qua trận chiến thế nào tuy rằng mỗi lần đều chỉ là một đòn thế nhưng lại vượt qua trăm nghìn thức cực kỳ hung hiểm cái tên hậu duệ trong cơ thể chảy xuôi tiên huyết này quả thực kinh khủng là một nhân vật nguy hiểm đầu thiên phần tiên công kim dương gầm nhẹ toàn thân bùng phát ra chùm sáng màu vàng óng từng cọng lông chim màu vàng nhuốm máu lơ lửng hắn đã động sát ý nên triển khai ra dự thuật cấm kỵ hả thạch hạo muốn dùng lục đạo luân hồi thiên công điều động vài loại bảo thuật sử dụng tới đòn mạnh nhất nhưng vào lúc này hắn lại ngừng lại bởi vì trong cơ thể cốt văn của loại trí tôn thuật thứ ba lóng lánh máu nơi ngực sôi trào và sáng rực lên đương nhiên cốt văn trong cơ thể hắn đã bị áp lực ở bên ngoài kích thích đã lại lần nữa tự động thức tỉnh soạt hắn chập ngón tay lại như kiếm lập tức chém thẳng ra ngoài căn bản chẳng cần áp xúc sức mạnh trực tiếp bùng phát ra ánh sáng rập trời phụt ánh máu lóng lánh những giọt máu màu vàng bắn lên rất cao dòng máu màu vàng ướt át nhưng lạnh lẽo hóa thành một đám lớn bắn lên rất cao mỗi một giọt đều vô cùng chói mắt tựa như hoàng kim nóng chảy ra vậy, rơi ở giữa không trung. Đây là máu kim ô. Kim ô là những con chim có ba chân và lông chim như lông quạ, nhưng hiện màu hoàng kim, huyết thống tổ tiên của nó bẩm sinh là tiên cầm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Kim dương, bị thương rồi, những người bên trong cánh cửa tiên kia hoảng sợ, tuyệt đối không ngờ rằng cao thủ trẻ tuổi của tộc kim ô bị thương nặng, máu tơi bay giữa không trung. Nên biết, Lưu Thiên Phần Tiên Công chính là một công pháp tiên đạo tiếng tăm lừng lẫy, uy lực mạnh mẽ một khi sử dụng thì bốn biển đều bị đốt cháy khắp trời đều là ánh lửa đến trình độ cao thâm có thể luyện chết chân tiên chính như tên gọi của nó không phải là không có căn cứ được xem là một trong những công pháp tuyệt thế thế nhưng lúc này kim dương lại thất bại chịu tổn thất lớn có thể nhìn thấy bảo vai của hắn xuất hiện một vết thương dọa người đang chảy máu lộ ra cả những mảnh xương màu vàng suýt chút thì bị chém nghiêng vai không phải đâu thiên phần tiên công không tốt mà là đã bị gián đoạn Kim Dương chưa kịp triển khai hoàn chỉnh, cái tên tới từ hạ giới kia rất lợi hại, người trẻ tuổi mặc chiến y màu vàng tím nói, sương mù trên mặt tan hết và lộ ra hình dáng, hàng chân mày dài đâm xéo tới tóc mai, có một luồng anh khí khiếp người. Kim Dương suýt chút thì chết, vết thương rất dài, dòng máu vàng chảy xuống, chuyện này thực sự làm người người phải kinh sợ, đường đường là cao thủ trẻ tuổi của Tiên vực, lại bị động như vậy. Bạch Không tức tiên tử lấy ra một cái bình ngọc bên trong chứa chất lỏng như cam lộ hiện lên màu xanh nhạt phát sáng óng ánh bôi lên trên vết thương của kim dương tuy nhiên hắn đã từ chối kim dương đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thạch hạo trong con ngươi màu vàng kim có ánh lửa hoàng kim bốc cháy lên rồi lao ra khỏi đôi mắt thiêu sụp hư không cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp đất trời đều đang rung động sau lưng hắn có một con kim ô to lớn hiện lên và ngẩng đầu gào rít trông không giống tiên cầm mà giống hung thú hơn chấn động thế gian Kim Dương hơi khó hiểu, thiếu niên đối diện này sao lại hung mãnh đến mức khiến người ta kinh sợ, chỉ trong tích tắc lại phát ra pháp lực mạnh hơn trước đó nhiều lần. Hắn vừa mới triển khai ra đầu thiên phần tiên công, còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng đối phương lại trong nháy mắt phát ra pháp lực khủng khiếp đến vậy, chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Bởi vì, uy lực càng lớn sức sát thương càng mạnh thì càng không thể nhanh chóng triển khai mà nhất định cần phải qua một quá trình thi triển, cần điều động đạo hạnh toàn thân như cái loại trồng chất mấy lần sức chiến đấu này mà chỉ chớp mắt phát ra quét ngang về địch thủ thì dù là ai nhìn thấy cũng đều phải kinh sợ còn đối với kẻ địch mà nói thì đó là cảnh ngộ tuyệt vọng kim dương có thể sống sót thì tuyệt đối là kỳ tài xứng với tên tuổi dưới một đòn của địch thủ uy lực bỗng tăng vọt dường như sức mạnh của cả mấy người liên thủ thì tuyệt đối là khủng khiếp đây không nói là tuyệt sát thì cũng gần như đặc biệt là cái này lại là đột nhiên xảy ra đây chính là cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh của hạ giới sao quả thực là rất mạnh, rất bất phàm, ta thừa nhận đã đánh giá ngươi quá thấp rồi. Kim Dương mở miệng. Hắn nghĩ ngợi đáng giá lại thạch hạo, mở ra kim ô thiên mục. Tại mi tâm, xuất hiện một con mắt dọc, trong lúc chớp mở có thần quang nhấp nháy, ánh vàng sôi trào. Người hẳn là thiếu niên nhân tộc mạnh nhất hạ giới phải không? Kim Dương hỏi, hắn có lý do cho rằng như thế, không thể tùy tiện người nào cũng có thể làm hắn bị thương. Người suy nghĩ nhiều rồi, hạ giới cũng không ít cao thủ, ta cũng chưa gặp được tất cả, làm sao biết được. Thạch Hạo rất khiêm tốn, kỳ thực là đang có ý định đả kích sự kiêu ngạo của đối phương. Ha ha! Kim Dương nở nụ cười mang theo ý lạnh kèm với đó là một luồng sát khí, hắn cũng không hề thừa nhận chính mình hoàn toàn bại trận, đầu thiên phần tiên công kia vẫn chưa sử dụng ra, hắn làm sao cam tâm chứ? Thạch Hạo nhìn hắn, nói, còn có thủ đoạn hai tiên công cái thế như trong lời đồn không, thì triển ra cho ta nhìn một chút. Cũng không phải là hắn điên cuồng mà là thật sự muốn ước lượng một chút mức độ nông sâu của tiên vực, nhìn thử xem bọn họ đến cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào và có các loại công pháp chưa xuất thế nào nữa không hắn tin tưởng từ trên người của một tên cao thủ trẻ tuổi có thể nhìn ra được một chút từ đó có thể cho ra những phán đoán tương đối chính xác lúc này thạch hạo tuyệt đối mạnh mẽ huyết dịch nơi ngực phát sáng tựa như sôi trào ở nơi đó dường như có một vòng mặt trời nhỏ đang xây dựng ra cốt văn dày đặc hiện tại hắn đã có thể tùy ý điều động có thể trong nháy mắt phát sinh một đòn nữa kim ô phần thiên kim dương rít lên một tiếng toàn thân căng phồng giống như sắp nổ tung vậy từ bên trong da thịt của hắn tràn ra một ít máu hoàng kim khiến hắn trông có vẻ như được đúc bằng vàng dòng vậy hắn dựa thạch hạo lần thứ hai phát động một đòn kinh thế không cho hắn cơ hội triển khai đầu thiên phần tiên công nên không tiếc dùng tới tinh huyết của bản thân để hình thành một đòn trong chớp mắt ầm quá mức khủng khiếp máu kim ô là mồi lửa đấu thiên phần tiên công phát uy lúc này đốt cháy cả thế giới lửa nóng hừng hực chạy trồm phảng phất như muốn đốt cháy hết cả thế giới rộng lớn này nghe đồn từng có một thời đại mà cường giả trí cao của tộc kim ô thiêu đốt rất nhiều thế giới không biết đã đánh chết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế đè ép cả thiên hạ đây chính là một bộ phận của đầu thiên phần tiên công trong truyền thuyết có vô vàn sự kinh khủng hiện tại cái thần thoại thời tiền sử kia dường như sắp trở thành sự thật giống như được chứng minh vậy ánh lửa cuồn cuộn bầu trời nứt thành bốn mảnh hóa thành những dòng dung nham thiêu dụi tất cả bao phủ cả bầu trời diệt hết một cái thế giới đây chính là đâu thiên phần tiên công có điều tuy rằng hắn đã phát ra được đón đánh này thế nhưng thạch hạo lại vẫn ngăn chặn được ở bụng nơi luân hải hình thành trượt sôi trào các cánh cửa đồng thời mở ra tạo thành một màn ánh sáng đó là một cái vòng tròn có sức mạnh âm dương cũng có lôi điện ngang dọc bao bọc hắn ở giữa tròn trịa tự nhiên hỗn nguyên một phương luân hải phát sáng khí tức của sự sống và cái chết đồng thời tràn ngập đạo ngân như viên mãn rất có tư thế vạn pháp bất xâm đây chỉ là trong tích tắc thế nhưng đối với thạch hạo thì cũng đã đầy đủ rồi đã cảm nhận sâu sắc các loại diệu thuật của đối phương sức mạnh vô cùng tận của tiên công hắn đang lấy thân mạo hiểm đang làm thí nghiệm nhìn thử xem công pháp đỉnh cấp của tiên vực lợi hại đến cỡ nào cũng cảm ngộ luôn áo nghĩa và diệu dụng đại đạo của đối phương một lát sau thì thạch hạo bùng phát vẫn một đòn đơn giản như cũ cánh tay phát sáng ngón tay chập lại như đao cứ thế chém tới trước ánh lửa đầy trời bị phá vỡ dù cho có thể đốt cháy cả thế giới tu luyện đến cảnh giới cao thâm có thể đốt lên ngọn lửa của tiên linh nhưng vẫn bị một luồng sức lực lớn lao áp chế đến lờ mờ đang dần dần tắt dùng lực phá pháp kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người thế giới hoàn mỹ tập 219, tam sinh dược thuyết minh tại kênh youtube di các phim chúc các bạn xem video vui vẻ xa xa đám người bạch khổng tức tiên tử thay đổi sắc mặt đã thấy được thủ đoạn của thạch hạo các loại thần thông các loại thủ đoạn đều dùng sức mạnh để phá vỡ khi sức mạnh đến một mức độ nhất định thì có thể xuyên thủng các loại bí thuật huyền diệu phá hết vạn pháp phụt lần này cánh tay của kim dương bị chém kém chút là rớt xuống bên trên rơi ra một miếng thịt lớn rất là đáng sợ ầm khi khối thịt rơi xuống đất lập tức hóa thành một phần thân thể của kim ô đó là vị trí ở cánh lông chim vàng rơi ra máu màu vàng đang chảy rất rõ ràng thạch hạo ra tay rất có tính kỹ xảo cũng không phải muốn đối phương chết mà chỉ là chém xuống một khối thịt mà thôi dù sao thì nơi này là tiên vực nếu thật sự đại khai sát giới thì chắc chắn sẽ có lão gia hỏa xuất hiện đến lúc đó thật sự sẽ là tai nạn a à, kim dương gầm nhẹ đau nhức chỉ là chuyện nhỏ chủ yếu là một lần nữa lại thất bại lại bất lợi trong lòng hắn bất cam vô cùng không muốn tiếp thu kết quả này. Đám người phía sau đầu tiên là giật mình, sau đó lại đờ ra, sắc mặt tê dại. Bởi vì bọn họ phát hiện, tên thiếu niên nhân tộc kia động tác thành thạo nhanh nhẹn tiến lên thu lấy khối thịt kim ô to lớn này. Thu máu hoàng kim, bảo tồn lông kim ô hoàn chính, lại càng lưu loát xử lý khối thịt kia, sau đó, cùng bảo tồn lại, bỏ vào trong túi. Ngươi, kim dương tức tới tái xanh mặt mày, thiếu niên này có ý gì thế này? Cách làm ấy hoàn toàn giống như là một tên thợ săn, coi hắn như là con mồi ư ừ. thạch hạo vỗ chán một cái và nói xin lỗi quên mất nơi này là tiên vực chứ không phải hạ giới oai các ngươi không biết chứ ngoại giới linh khí khô héo tài nguyên có hạn nếu như thu hoạch được các loại hung thú tiên cầm thì tuyệt đối không thể lãng phí ta làm vậy cũng là do thói quen mà quên mất nơi này không phải hạ giới à ngươi còn muốn không ta trả lại ngươi kim dương há miệng càng tức giận hơn gân xanh trên trán đều sắp nổi lên cả rồi chỉ là hắn có thể mở miệng đòi lại sao nói cái gì cũng không được. Cuối cùng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, mặt mũi âm trầm. Ta biết, với sức khôi phục khủng khiếp của bộ tộc Kim Ô Ngươi thì cụt tay có thể chớp mắt phục hồi như cũ. Chớ nói chỉ là chút tổn thương còn con ấy. Thạch Hạo nói, không hề có chút ý tứ trả lại nào, cứ thế cười ha hả cho qua chuyện. Phía sau, đám người thanh niên mặc giáp trụ màu vàng tím, bạch không tức tiên tử, từng người từng người nhìn nhau, tên khốn này. Liền cứ thế lấy đi một khối thịt kim ô, coi là con mồi, thật sự là gan to bằng trời ta thừa nhận người rất mạnh thế nhưng ở tiên vực chúng ta mà kiêu ngạo như thế thể hiện tác phong hoang dại của người làm nhục tộc kim ô chúng ta thì ta muốn đánh với ngươi đến cùng kim dương nói hắn vẫn không cam lòng cảm thấy rất uất ức lại lần nữa bị người áp chế lại còn là sinh linh ở hạ giới từng bị hắn xem thường nữa chứ kết quả lại thua bởi người như vậy thật khó mà tiếp thu kha thạch hạo nở nụ cười hắn chưa từng khinh thường đối phương bởi vì lần va chạm này mỗi một thức đánh ra đều vượt qua trăm ngàn chiêu vô cùng hung hiểm một chiêu sai lầm thì có thể khó mà giữ được tính mạng đây là một tên rất mạnh là một con kim ô vô cùng mạnh mẽ kim ô hót vang đế lạc tuế nguyệt kim dương giống to giờ phút này khí tức của hắn càng kinh khủng hơn bên trong thiên linh cái lao ra vô số sợi máu vàng óng bắn nhanh vào giữa trời tỏa ra khí lành tự như thế giới cổ xưa hoàn toàn mông lung đang hình thành muốn bao phủ nơi này kim ô phần thiên là thức đầu tiên của đâu thiên phần tiên công là sát chiêu mà hiện tại cái gọi là đế lạc tuế nguyệt lại là bí thuật cấm kỵ là công pháp vô thượng cổ xưa vô cùng mạnh mẽ nghe đồn tại nhiên đại không biết kia có đại đế chết đi kèm theo là tiếng kim ô hót vang âm thanh đau thương thảm thiết đất trời có cảm giác như nơi này đã trở nên mơ hồ thế giới ảm đạm như trở về thời đại kia rồi một tiếng kim ô hốt, đế lạc tháng năm giờ phút này lồng tóc thạch hạo dựng đứng thật sự cảm thấy kinh sợ công pháp này cực kỳ đáng sợ nên đã tạo thành uy hiếp đối với hắn cần phải dùng hết sức để ứng phó sẵn sàng đón đỡ kim dương dừng tay lại đúng lúc này phương xa có âm thanh của một người trung niên chuyển đến đồng thời có một vệt sáng lao tới đâm thủng cổ giới này hóa giải dị tượng của đế lạc tuế nguyệt thúc thúc kim dương kêu to đạo hạnh của ngươi không đủ căn bản là không thể thúc đẩy được đế lạc tuế nguyệt gắng sức triển khai sẽ hại chính bản thân mình nhận thua đi âm thanh của người trung niên kia chuyển đến một trận đại chiến cứ thế kết thúc rồi người trung niên kia đi xa chứ cũng không tiến đến trong lúc nhất thời nơi này yên tĩnh lại sắc mặt kim dương rất lạnh trong con người có cảnh tượng kim ô đang dương cánh cắt đứt bầu trời hắn rất muốn bùng phát thế nhưng lại không thể đúng như lời thúc thúc của hắn nói vậy đế lạc tuế nguyệt quá mạnh hắn không đủ sức điều khiển nếu cưỡng ép triển khai thì chắc chắn sẽ hao tồn bản nguyên của hắn thời đại đế cũng phải chết là niên đại thế nào mà lại khiến những nhân vật hùng mạnh của tiên vực khi nhắc tới cũng phải thay đổi sắc mặt, cảm thấy kinh sợ. Mà chiêu thức dùng thời đại này làm tên tự nhiên cũng có sự đáng sợ quá đáng của nó, có sức mạnh cấm kỵ. Bạch không tức tiên tử buộc lại mái tóc, là người đầu tiên từ phía đi tới, sóng mắt lưu truyền nhìn thạch hạo, mang theo vẻ hiếu kỳ cùng với một loại giò xét. Đối với sinh linh tiên vực mà nói thì hạ giới là một nơi lạc hậu, linh khí khô héo, đặc biệt là đời này, tài nguyên khô cạn, đúng ra không thể xuất hiện cao thủ trẻ tuổi cỡ này quan trọng nhất chính là nơi đó đã bị ô nhiễm mang theo ước số chẳng lành sớm muộn gì cũng bị diệt vong dưới cái nhìn của bọn họ thì bên trong mảnh đất man hoang đó không thể sinh ra kỳ lân con kết quả hoang chính là mạnh mẽ như vậy miễn cưỡng cho bọn họ một bài học mấy người đi tới nhìn chằm chằm thạch hạo muốn xem tất cả bí mật của hắn khó chịu nhất đương nhiên là kim dương trước đó hắn nói rất chắc chắn kết quả ngược lại mình là người bị thua bị sinh linh hạ dưới đâm thủng phủ văn tiên đạo hắn rất không cam lòng hắn nắm giữ tiên công chân chính vì sao lại không sánh bằng một tên tiểu tử hoang dã dạ đến từ nơi linh khí khô cằn nếu thiên tư bản thân hắn kém thì cũng thôi đằng này hắn được xem là tư chất ngút trời trong tộc kim ô cũng là một cường già trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy kết quả cuộc chiến làm cho hắn giận dữ và xấu hổ hắn nhìn chăm chăm thạch hạo hai mắt như phun lửa tên kia sau khi nhặt khối thịt của hắn lê lại lau nước miếng đây lấy gì tên nhân tộc kia thật đúng là dám ăn sao ha 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 ha, Tam Tạng cười to, trận đấu kết thúc, hắn đi tơi và không thèm che giấu chút nào chúc mừng Thạch Hạo. Tu Vi càng ngày càng tinh tiến, pháp lực hùng hồn, không hổ là tuổi trẻ kiệt, suốt trăm trận trăm thắng. Thần Minh cũng cười hì hì, mái tóc đỏ tung bay, làn da trắng mịn, cặp mắt to trong veo, đường cong uyển chuyển. Phương vật này giơ tay nhấc chân đều có mê hoặc kinh người. Bất kể nói gì, ba người bọn họ cùng đi chung, lúc này tự nhiên cũng đứng chung một chỗ vị đạo huynh này quả nhiên phi phàm tại hạ giới tài nguyên khô cạn đến cấp độ kia lại là nơi thiếu hụt pháp môn cao cấp nhất mà còn có thể tu luyện đến một bước này thì thật sự là kỳ tài bạch không tức tiên tử nói mấy người khác không nói gì nhưng ít nhất cũng không có trở mặt vẫn thừa nhận kết quả của trận đấu đỉnh cao này thật sự cũng rất hiếm thấy thạch hạo mỉm cười không nói thêm gì mà chỉ gật đầu chào hỏi bên trong tiên vực đến cùng là có hình dạng gì thần minh mở miệng Thạch Hạo lại là nhìn về phía mấy người đối diện chứ vẫn không nói gì, bởi vì trước đó đã có ước hẹn, nếu như hắn thắng cao thủ trẻ tuổi của tộc Kim Ô thì có thể tiến vào tiên vực. Tình cảnh yên tĩnh, những người kia đều không nói gì. Sắc mặt Kim Dương lúc xanh lúc trắng, trong lúc nhất thời tựa như cưỡi hổ khó xuống, hắn chưa hề nghĩ là mình sẽ thất bại, vì vậy mới có cái hứa hẹn hào phóng trước đó, đáp ứng yêu cầu của Thạch Hạo. Hiện tại, làm sao bây giờ? Tiên vực là đâu chứ? Bây giờ căn bản là không mở ra cho người ngoài đã cắt đứt liên hệ với thế giới từ lâu lôi linh có thể vào là bởi vì lai lịch của người trên chiếu kia quá đáng sợ đồng thời còn mang theo tín vật nên phải mở cửa thành không thể không cho vào hiện tại ba tên trẻ tuổi cũng muốn đi vào chuyện này kim dương được mặt ra có chút không biết làm sao dẫn bọn họ vào dạo một vòng đi nơi sâu sau cửa đá chuyển đến một tiếng thở dài vẫn là người trung niên kia hắn cũng không hoàn toàn đi xa vâng kim dương nhắm mắt đáp ứng người trung niên kia thực lực hùng hậu là nhân vật ngất trời của tộc Kim Ô, cũng đã nói tới mức ấy thì dù thế nào hắn cũng phải chấp nhận. Đương nhiên, đây là vấn đề do chính hắn gây ra, Kim Dương đang suy nghĩ, ngày sau liệu có bị người trong tộc trách phạt. Mấy người bạch khổng tức tiên tử, thanh niên mặc áo tím, cùng Kim Dương đồng thời dẫn đường tiến về phía trước. Chuyện này tương đối lạ lùng, ở niên đại thiên địa tách ra, tiên vực ngăn cách với ngoại giới, lại có thể có người thành công tiến vào tiên vực, không thể không nói đây là kỳ tích bởi vì cho dù có thành tiên thì ở niên đại này cũng không vào được. Cửa thành rất lớn, ngay cả cổng phụ cũng rộng rãi đến kinh người, đi ở đây nhìn không thấy biên giới, bao là bát ngát đến mức khó có thể tin. Mặt đất bằng đá màu nâu xám, con đường bằng phẳng như là đi không thấy phần cuối. Cũng còn may là bọn họ đều có đại thần thông, nếu không, chỉ đi bộ như người phàm thì trời mới biết sẽ đi tới năm nào tháng nào. Xúc địa thành thốn, phù quang lược ảnh, rất nhanh, bọn họ đã vượt qua con đường thành to lớn này, tiến vào một vùng thế giới mênh mông đây chính là tiên vực phóng tầm mắt nhìn núi sông tráng lệ cảnh sắc đẹp tuyệt trần tinh linh nồng đậm đến mức hóa thành dòng sông có những ngọn núi cao chọc trời lớn đến dọa người chọc lóc hoàn toàn bằng đá thế nhưng lại đang tràn ngập khí hỗn độn và phóng thích tinh túy tiên đạo có dòng sông chảy xuôi trên bầu trời bên trong là một vài sinh vật còn có những luồng ánh nhiều màu mịt mờ khí bất hủ rơi ra mới vừa tiến vào là thạch hạo liền choáng váng rồi nơi này đúng là thánh thổ tu luyện, vượt sang ngoại giới, không hổ là địa phương tiên ở lại. Ở đây tảng đá cũng có linh tính, có cái đang gật gù, có cái đang lăn, đều sắp thành tinh cả. Từng cọng cây ngọn cỏ đều ẩn chứa tinh hoa nồng đậm. Vèo, một cây thần dược lướt ngang trời, chạy chối chết. Thạch hạo kinh ngạc muốn đuổi theo, tuy nó không phải là tiên dược trường sinh thực thụ nhưng ở bên ngoài cũng có giá trị kinh người, hạ giới có thể có được bao nhiêu cây thần dược chứ. Xin đạo hữu dừng bước, đây là đất phong của côn gia, Tuy gần với khu vực cửa thành, nhưng cũng không phải là vật vô chủ. Đó là dược thảo bọn họ thả rông ở đây. Bạch Không tức tiên tử nói. Thạch Hạo bày ra một bộ dạng lúng túng, giải thích rằng mình thấy hằng là sáng mắt, mà quên mất đây là tiên vực kỳ thực hắn là đang thăm dò, muốn biết ở cái thế giới rộng lớn mà cổ xưa này thần dược có giá trị bao nhiêu. Đi về phía trước, trong không khí có tiên khí mờ mịt chảy, đây mới là thứ có giá trị nhất. Thạch Hạo hít sâu một hơi rồi than thở một hồi. hoàn cảnh cỡ này chẳng phải là ước mơ tha thiết sao, vật chất bất tử quá nồng đậm rồi, thiết nghĩ chắc chắn có thể làm cho tuổi thọ của tu sĩ tăng vọt. Hắn biết, ở đây cho dù không thành tiên, thì hơn phân nữa, cũng có thể sống rất lâu, thực lực đủ cao thì không thành tiên cũng gần như trường sinh. Phía trước, một ngọn núi lửa treo trên vòng trời, không nằm trên mặt đất, nhưng khói bụi mịt mờ, bên trong còn có dung nham chảy ra. Bên trong còn có thế giới khác sao? Nếu không sao lại có dung nham chảy xuống? Tuy nhiên, nó không tỏa ra khói độc dòng dung nham cùng với khói đặc kia lại có một loại linh tính kinh người nào đó đang tụ tập về một chỗ tiến vào một nơi nào đó trên tường thành nơi đó có một người trung niên đang ngồi xếp bằng mái tóc vàng rối tung cay nghiệt mà vô tình lướt nhìn về phía này rồi lại nhắm mắt lại thúc thúc kim dương nhỏ giọng gọi một tiếng sau đó liền nhanh chóng ngậm miệng người trung niên kia không có trả lời trước đó chính là hắn lên tiếng là một trong những vị tướng quân phụ trách trấn thủ nơi này thực lực vô cùng mạnh mẽ đại biểu cho tộc kim ô tọa chắn ở đây mà mấy người trẻ tuổi như kim dương bạch không tức tiên tử mặc dù có thể leo lên cửa thành cũng là nhờ vào tầng quan hệ này nếu không người trẻ tuổi bình thường làm sao tới được gần cửa thành có thể có thắng cảnh gì chứ tiến sâu vào trong đi nhìn một chút cảnh đẹp non sông nơi này để xem tiên vực thật sự này đến cùng là có hình dáng gì tam tạo mở miệng tương đối không khách sáo có điều dáng vẻ bề ngoài của hắn rất tốt tựa như một vị thần mặt trời hào quang óng ánh bao phủ thân thể da thịt lóng lánh như ngọc thạch táng sĩ thánh khiết đến thế cũng coi như là hiếm thấy rồi có chỗ nào cảnh sắc tú lệ sơn hà bao la không ít nhất cũng là một thắng cảnh có thể đại diện cho tiên vực thạch hạo hỏi hắn cũng không muốn dạo vòng ngoài muốn tiến sâu vào tiên vực để xem rõ ngọn nguồn những người kia nhíu mày có chút bị làm khó đồng thời mấy người thạch hạo quay đầu lại vẻ mặt lập tức cứng ngắc bởi vì có binh sĩ mặc giáp trụ cổ xưa cầm một cái pháp khí thần thánh đang dọn dẹp con đường bọn họ đã đi qua thậm chí có thần mang bao phủ khắp nơi lo lắng có vật chất không rõ từ bên trong cơ thể họ tràn ra thật là cẩn thận quá kỳ thực thần minh rất muốn quát lớn cảm thấy bị người khác xem nhẹ thế nhưng nhìn thấy tên binh sĩ kia tản ra tiên vụ nồng đậm thì nàng liền đổi giọng nàng không thể không cảm thán tiên vực kinh khủng thực lực của người kia tuyệt đối dọa người đi bên này chúng ta đưa đi xem tiên khanh cái hố tiên. Cách cửa thành không xa lắm có một tế đàn, có thể tiến sâu vào trong thế giới tiên vực. Khi mấy người leo lên tế đàn thì một luồng tiên khí nồng đậm bao phủ bọn họ, đồng thời tỏa ra thần quang năm màu, vào một cái quét vào bọn họ và lập tức biến mất khỏi nơi này. Khi bọn họ xuất hiện lại thì đã rời ra cánh cửa đá, đang ở bên trên một hố sâu to lớn. Nơi này dọc ngang đều là đá, hố to sâu không thấy đáy, thế nhưng cũng không khủng khiếp mà có tiên khí lượn lờ từ phía dưới bay lên rừng đá chung quanh cũng có khí hỗn độn khuếch tán. Đây là nơi nào? Thần Minh hỏi. Một trong những khu vực kỳ dị của tiên vực, có thể thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Tuy nơi này sâu không lường được, rất nguy hiểm, nhưng cũng là một chỗ may mắn, Kim Dương lạnh lùng đáp. Những tảng đá trong hố tiên, có cái bọc lấy sách cổ tiên đạo, có cái thai ngén hung binh tuyệt thế. Đương nhiên, ngàn vạn cường giả đến tìm kiếm, cũng chưa chắc đạt được thứ gì mà còn có thể đầy chính mình vào miệng những con thú đá. Bạch không tức tiên tử nhắc nhở. Bạn đang xem Thế giới hoàn mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube Di Phim. Truy cập kênh youtube Di Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Hố tiên, la lịch bí ẩn. Nghe nói, nó là cái hố cổ xưa đã tồn tại từ trước thời kỳ mà đế cũng chết. Hố rất lớn và cũng rất sâu, chất liệu bằng đá, nơi miệng hố có một vài vết nứt tựa như là vết dạn đầy thô giáp của miệng núi lửa. Mà mặt đất ở bên ngoài, hố lại có những tảng đá lớn san sát với hình thù quái dị có tảng tựa như là thanh kiếm chống đỡ trời cao xuyên đến giữa không trung có tảng lại như hồ trắng nằm dài hoặc như là thương long vắt ngang một ít nham thạch có màu đen và không hề lấp lánh ánh sáng lộng lẫy nào cả tựa như là bị máu đen nhiễm phải còn có một vài nham thạch hiện màu nâu nó tựa như là bùn xét đã khô cứng lại tổng thể mà nói xung quanh thiên khanh thiếu những loại thực vật trụi lùi đầy yên tĩnh thế nhưng nó chẳng hề giống vùng đất chết chút nào bởi vì tiên khí nồng đậm từ sâu dưới hố bốc lên thời đại đế cũng chết đã tồn tại thiên khanh này rồi, cho nên khiến người khác suy nghĩ rất nhiều thứ. Thạch Hạo suy nghĩ, nơi đây có bảo vật hy thế ư? Không phải chỉ là một cái hố thôi sao, khu mỏ quạng đầy hung hiểm trong lòng đất nào mà ta chưa từng nếm trải qua. Thần Minh cười cười, quần áo phớt với đứng trên vách đá, nàng với vóc người cao giáo, gương mặt trắng mịn, cặp mắt ướt át, phong thái khiêu gợi. Đúng vậy không, tiên khanh này có tiếng tăm lừng lẫy ở tiên vực ta, nếu như các ngươi không sợ thì có thể xuống thử một lần người thanh niên trẻ tuổi mặc chiến y màu vàng tím nói thân thể hắn rất cường tráng mang theo khí tím mịt mờ ngay cả con người cũng có màu tử kim lấp lánh ánh kim loại long hành hổ bộ tựa như là một đế vương trẻ tuổi tới hiện giờ thì ba người thạch hạo đã biết hắn tên là hoác phất đô không rõ chủng tộc không nhìn ra tu vi sâu cạn nhưng tuyệt đối là một cao thủ trẻ tuổi đầy khủng khiếp người này nếu xuống hạ giới thì chắc chắn sẽ là cường giả phong vân không nói có thể nhìn khắp thế hệ trẻ tuổi thế, nhưng cũng gần như vậy. Các người đã xuống dưới chưa? Có thu hoạch gì không? Thần Minh nở nụ cười quyến rũ đầy động lòng, và cũng không hề biểu thị gì đặc biệt cả mà chỉ hỏi như thế. Ta đã từng có thu hoạch, hoặc phất đô lạnh nhạt nói, dù cho thần Minh có quốc sắc thiên hương thế nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý gì cả, không hề giống như tên cao thủ trẻ tuổi của tộc Kim Ô là Kim Dương kia, thái độ vô cùng tốt với thần Minh khi so với thạch hạo cùng tam tạng nếu như có can đảm thì tự mình đi mà thăm dò. Ha ha, nói không chừng, các người tới từ hạ giới, và sau khi bị tiên khanh nhiễm qua sẽ khiến cho thú đá đang ngủ đông sẽ chạy thoát, và lúc ấy cũng sẽ là một công lao đó. Một thiếu nữ cười hì hì. Nàng mặc bộ đồ màu lam, mái lóc màu lam tựa như sóng nước, còn người như ngọc thạch. Nàng rất đẹp, mang theo tiên khí. Đặc biệt là nơi mi tâm của nàng còn có một nốt ruồi son lấp lánh ánh đỏ, khiến người khác khác ghi ấn tượng, vừa nhìn là khó mà quên được cộng thêm phong thái vô cùng cuốn hút của mình rõ ràng nàng có thành kiến với người của hạ giới có cảm giác ưu việt hơn nàng tên là nạc lan cũng không biết chủng tộc nào hình như người bên phía các ngươi bị đánh còn chưa đủ thì phải có phải ngươi cũng muốn bị hoang vừa cưỡi vừa đánh thì mới thỏa mãn mới chịu phục à thần minh rất là dũng mãnh tuy rằng nàng nghiêng nước nghiêng thành cử chỉ tao nhã mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều lay động lòng người là một vư vật trời sinh thế nhưng miệng lưỡi cũng chẳng hề hiền lành, lời nói cũng rất là sắc lẹm. Nụ cười trên gương mặt của thiếu nữ với quần màu lam đặc lan kia trượt cứng đờ, mái tóc như gợn nước lấp lánh, con mắt trợn to, rất là giật mình. Rõ ràng, nàng không nghĩ rằng đối phương lại dám nói toạc ra như vậy, quá dũng cảm và mang theo dã dạ tính. Dưới cái nhìn của nàng như thế nào được gọi là đánh không đủ, còn muốn được hoang vừa cưỡi, vừa đánh tơi bời, quá thô tục mà. Chỉ một câu không chỉ vạch trần vết sẹo của Kim Dương mà càng khiến cho Nạc Lan cảm thấy xấu hổ. Nàng trừng mắt nhìn về phía thần minh, nói, đây là nữ tu sĩ ở hạ giới ư, lời nói thô tục, không biết hành vi cũng dã man như vậy hay không. Thì sao, cảm thấy chói tai à, chớ bụng ta suy bụng người, người trả phúng hạ giới, khinh bị chúng ta thì có từng đổi địa vị để suy nghĩ qua, thần minh cười khẩy. Sau đó, nàng tiếp tục bổ sung đầy khiêu khích, nói, không phục cứ tới, để hoang đánh một trận với ngươi bảo đảm trong vòng 500 chiêu sẽ áp chế cũng như đánh ngươi tơi bời. Thạch Hạo trợn mất, tự nhiên lại kéo hắn xuống nước là thế nào, vô duyên vô cớ bị người khác ghi hận. Nạc Lan hung hăng nhìn thần minh, rồi chợt nở nụ cười, cũng không hề tức giận gì, nói, cũng đúng, đánh với ngươi một trận thì tựa như là đang bắt nạt ngươi vậy, cho nên ngươi mới đẩy thiếu niên nhân tộc này ra. Thế nhưng, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không phải là Kim Dương, nếu như ta ra tay thì không mấy người có thể tiếp được thạch hạo lộ vẻ kinh ngạc thiếu nữ có nốt ruồi so nơi mi tâm lại quá tự phụ bên trong cặp mắt nhưng ngọc thạch kia lại còn mang theo một tia chiến ý như vậy nàng muốn động thủ ư hiếm thấy nhất chính là mấy người ở đây chẳng hạn như người trong cuộc là kim dương kia cũng không hề nói thêm gì không hề phản đối có thể thấy được thiếu nữ nặc lan này quả thật rất mạnh tổng cộng có 5 người nam nữ trẻ tuổi đi cùng với đám thạch hạ tới nơi này kim dương tiên tử bạch khổng tước người trẻ tuổi y phục tím hoác phất đô thiếu nữ mắt lam nạc lan chỉ có một chàng trai cuối cùng là khá trầm mặc chưa hề nhiều lời tựa như bị lãng quên trước kia bọn họ đều bị xương phủ bao phủ và không muốn lộ chân thân vì ghét bỏ sinh linh của hạ giới thạch hạo chỉ thấy được chân thân của tiên tử bạch khổng tước cùng kim dương hiện giờ rốt cuộc hoác phất đô cùng nạc lan cũng đã lộ hiện nhưng mà theo như lần chống đối này thì cũng chỉ là cuộc khẩu chiến bọn họ đã đánh tan tiên vụ và lộ ra mặt mày Giác nhưng vào lúc này thạch hạo dùng tay đánh nổ đất đá ở trên vách đá treo leo kia sau đó rút ra một tảng đá màu đen hình bầu dục nó rất cứng đất đá xung quanh đều nứt ra thế nhưng nó lại chắc chắn không hủy mặc dù đầu ngón tay của thạch hạo đã phát sáng mà cũng khó đánh gãy được đây là một chuyện không hề bình thường tới cảnh giới như hắn thì dù là ngôi sao cũng có thể tay không xé thành hai huống hồ chỉ là một táng đá ta cảnh cáo ngươi đừng có thô lỗ ở nơi này cần phải cẩn trọng một chút Kim Dương mang theo ý lạnh lên tiếng, bởi vì thua trong tay Thạch Hạo, nên trong lòng hắn không hề thoải mái gì. Ầm ầm. Bàn tay của Thạch Hạo phát sáng, vận dụng một loại đại thần thông đánh nứt khối đá ấy, rắc, nó tựa như trứng gà nứt thành bốn miếng. Vèo vèo vèo. Đám người hoắc vất đô, nặc lan, tiên tử Bạch Khổng tức nhanh như chớp lùi xa nơi đó. Tam Tạng, thần minh thấy bọn họ như vậy thì cũng đều rút lui. Chỉ có mỗi người trong cuộc là Thạch Hạo đứng đó, bàn tay phát sáng, thì bị một luồng sức mạnh hấp thu. Lúc này thần sắc hắn khẽ thay đổi, rồi hét lớn một tiếng, pháp lực dâng trào xuất ra bảo thuật. Mấy môn thần thông dung hợp cùng nhau, thì mới có thể đánh vang tảng đá này ra rồi nhanh chóng lùi lại. ầm, một luồng khí tức ngông cuồng phả vào mặt. Một cái đầu lâu mọc đầy lông đỏ mở ra cái miệng như chậu máu cắt về hư không. Vị trí nơi thạch hạo vừa đứng lúc nãy liền nổ tung. Nó mang theo khí tức man hoang đầy xa xưa, tựa như từ tiền sử tránh thoát tới nơi đây. Gào tiếng giống vang lên chấn động cả khu vực này tiên khanh run rẩy xung quanh có rất nhiều tảng đá ngã rạp mặt đất chấn động ầm ầm cách đó không xa có một vài bóng người nhanh chóng lao tới khu vực này có không ít người tới tìm cơ duyên chỉ có điều diện tích quá lớn nên mỗi người phân tán cách nhau rất xa mà động tĩnh quá lớn ở khu vực này đã thu hút những tu sĩ xung quanh đầu lâu này tựa như là sư tử chiếc bờm đỏ thẫm nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ không phải là sư tử nó chỉ có mỗi chiếc bờm là giống thôi đây là một con quái vật có cái miệng máu như nuốt được cả trời đột nhiên nó hóa lớn tựa như núi cao cả đầu lâu tựa như ngọn núi thái cổ trấn áp ở nơi ấy việc này khiến cho thạch hạo đang nhanh chóng lùi lại trợn tròn mắt chỉ vừa mới đánh nát một tảng đá dài tầm một trượng mà không ngờ lại kéo lấy một con quái vật khổng lồ như thế chỉ có đầu lâu nơi cổ đẫm máu không hề có thân thể vi phong của nó rất đáng sợ đầu lâu lắc lư khiến hư không đổ nát cái miệng lớn như chậu máu sau khi mở rộng thì tựa như có thể nuốt chừng vạn vật. Xa xa có một ít ngọn núi vụt lên từ mặt đất rồi lao hết vào trong miệng của nó, còn có một vài quặng kim loại nóng chảy hóa thành chất lỏng, trở thành dòng sông chảy hết vào trong miệng nó. Con quái vật này, là gì? Thạch Hạo thay đổi sắc mặt. Nếu không phải hắn lùi lại đủ nhanh, thì hậu quả khó mà liệu được. Người trẻ tuổi, người nên vui mừng thì hơn, hành sự lỗ mãng như vậy mà vẫn còn có thể sống sót. Một người trung nên hạ xuống rồi nói thế. Tiên tử bạch khổng tước, hoác phất đô, nạc lan cũng tiến về trước bởi vì đầu lâu hung thú với lông đỏ thẫm kia vẫn chưa hề truy kích tới cũng may nó chỉ là một luồng tinh lực chứ không phải thân thể chân chính nếu không nhất định sẽ có một trận chiến đẫm máu hoặc phất đâu nói tiên tử bạch không tước giải thích dù sao thì thái độ nàng cũng không hề tệ không hề quá xem thường sinh linh hạ giới ta đã nói rồi nơi này có vận may và cũng rất nguy hiểm một ít tảng đá trong tiên khanh này phong ấn thứ gì đó có một vài thứ là kết quả của thời đại đấy cũng chết dựa theo tiên tử bạch không tức nói thì tuyệt không thể lỗ mãng ở đây được lỡ như mở ra một vài pháp thể tàn tạ thì có thể sẽ có những luồng khí Từ xác chết tiết ra ngoài hình thành nên tai nạn như ma quỷ thạch hạo rất là may mắn bên trong khối đá này cũng chỉ phong ấn một tia nhỏ tinh lực cũng không phải là vật chất đại hung nào yêu tả như vậy luôn thạch hạo lộ vẻ khác thường những nơi như thế này đáng ra những đại lão của tên vực phải san bằng mới đúng thạch hạo nói ra nghi hoặc không thể động vào được sâu bên dưới lòng đất nơi này có vài thứ không thể động vào được duy trì nguyên trạng là việc tốt nhất lớp trẻ vẫn có thể tới nơi này để tìm kiếm cơ duyên người trung niên giải thích và cũng lộ vẻ kinh ngạc bởi vì khó hiểu vì sao thiếu niên này lại không hề hay biết bọn họ là sinh linh hạ giới kim dương mở miệng giải thích thêm thái độ của người trung niên này trở nên lạnh nhạt rồi xoay người rời đi cũng không hề nhìn thạch hạo lấy một cái mà thân thể lại phát sáng rồi sử dụng diệu thuật tịnh hóa chính mình dáng vẻ như thế khiến thạch hạo muốn đạp thẳng một giày lên mặt lại dám tỏ vẻ như vậy tới tu sĩ của ngoại giới nơi tốt nơi tốt tam tạng vẫn luôn im lặng trượt lên tiếng liên tục gật đầu tán thưởng nơi này ngay cả thần minh cũng nở nụ cười ngọt ngào nụ cười khuynh thành gót sen uyển chuyển phong thái tuyệt thế tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó thạch hạo khẽ động trong lòng hai người này là táng sĩ hoàng kim chẳng lẽ đây lại là vùng đất may mắn với bọn họ tam tạng huynh chút nữa giúp ta chọn một tảng đá nhé để đám người của tên vực phải ói máu thì thôi thạch hạo truyền âm không thành vấn đề ta sẽ cố gắng thế nhưng ta càng cảm thấy hoang huynh cứ tin tưởng vào cảm giác của chính mình nói không chừng bản thân người sẽ tìm được kinh văn còn sót lại từ thời đại đế cũng chết kia đó tam tạng nói hắn tiếp tục truyền âm nói hình như ta từng nghe táng vương đề cập qua thứ được gọi là năm tháng đế cũng chết là chân kinh vô giá lời nói này có trọng lượng rất lớn ngay cả táng vương cũng khen ngợi thì đó là kinh văn cỡ nào thời đại đó sách cổ có thể gọi là kinh tuyệt đối là trí bảo hai ta cũng hy vọng sẽ có thể mang đi vài thứ không tầm thường khiến cho đám kia phải xoắn suýt đau lòng không thôi từ đó phải rời khỏi tiên vực để tìm chúng ta thạch hạo nói thân là táng sĩ hoàng kim nên quanh năm suốt tháng đều chôn sâu trong lòng đất thành ra vô cùng mẫn cảm với những loại khoáng vật hiện giờ tam tạng nhắm hai mắt và im lặng cảm ứng thần minh thì tiến về trước vài bước, sắp sửa rời khỏi vách đá ở một bên hố. Xa xa có tiếng hét lớn, đầu lâu như núi cao kia nổ tung, lông đỏ bay lượn thế nhưng sau đó hóa thành mưa máu, cứ thế tan hết. Nó chẳng còn lại gì cả, trước kia những ngọn núi, chất lòng kim loại bị nó nuốt vào đều rơi hết xuống mặt đất. Có chút kỳ quái, tam tạng lên tiếng, không hề bị cái đầu lâu kia ảnh hưởng mà vẫn nhắm mắt, như trước. Loại chấn định này khiến hoác phất đồ, nạc lan kinh ngạc. Thân là táng sĩ, nên cũng không quá nhạy cảm với những loại đất đá, không hề xuất hiện thứ quan trọng gì. Chẳng qua hắn cảm thấy nơi này rất kỳ quái, toàn bộ đều bị ngăn cách, tựa như những tảng đá này đã bị che đậy thiên cơ nên khó có thể điều ra rõ ràng. Tam tạng biết, việc thăm dò bình thường đều sẽ vô dụng, không thể nhìn thấu được những tảng đá này. Không cần phải tốn công tốn sức đâu, có nhìn thấy những tảng đá màu đen kia không, có thể nó đã nhiễm qua một loại máu huyết nào đó, mà những tảng đá màu vàng nhạt kia có thể là do da thịt của cường giả hóa thành đồ vật của thời đại đế cũng chết há lại dễ dàng nhìn thấu như thế kim dương lạnh lùng nói tam tạng không nói gì thần minh thì cười nhạo nàng cũng không hề tin những lời nói này dựa theo lý giải của nàng thì nơi đây từng phát sinh một vài cuộc chiến và đã bị phong ấn ầm thần minh ra tay trước từ trên vách đá cầm lên một tảng đá nó chỉ như cái cối say chứ không hề to lớn gì nàng vận chuyển pháp lực như muốn đánh nứt nó cẩn thận một chút qua bên này nè tiên tử bạch khổng tước đề xuất cách đó không xa có một tế đàn được xây dựng từ đá tảng mang trên mình phong cách cổ tang thương đây là một tòa trận pháp cổ xưa thế nhưng hoàn hảo không tổn hại gì nói cho ta làm chi nặc lan không vừa lòng nốt ruồi son nơi trán phát sáng có địch ý rất đậm với thần minh tiên khanh chẳng hề tầm thường có một vài tảng đá sẽ bao hàm vật chất kỳ dị chúng có thể hóa thành những con hung thú quái vật còn có một ít tảng đá ẩn chứa pháp thể tàn tạ là do sinh linh cổ đại lưu lại một khi Tết ra ngoài thì sẽ hình thành sát khí hủy diệt sinh cơ thời điểm nghiêm trọng sẽ tạo thành tai họa kỳ bí vì vậy xung quanh tiên khanh sẽ có một số chân pháp do đại năng bố trí có tác dụng tịnh hóa vô cùng mạnh mẽ thần minh cũng chẳng hề cố chấp gì mà rất nghe lời đưa tảng đá đó bỏ vào trong trận pháp nàng bắt đầu dùng lực đánh nứt nó ra răng rắc hòn đá nứt toác từ bên trong có một móng vuốt bằng đá mang theo hào quang màu vàng đất chụp thẳng về phía thần minh rất là đột ngột bong thần minh phản ứng cực nhanh kết pháp ấn đánh lên trên móng vuốt kia sự cứng rắn của nó nằm ngoài dự liệu của nàng móng vuốt ấy chưa hề tan vỡ vào một luồng ánh sáng từ trong tảng đá lao ra đồng thời công kích cực nhanh về thần minh đó là một con sinh vật thần minh kinh ngạc động tác tuy rằng rất đẹp mắt và mềm mại thế nhưng mỗi lần vung lên là pháp lực mênh mông đánh bay con mãnh thú ấy Vèo. nó tựa như là một con chó đất với thân thể không lớn dài chừng hơn ba thức thế nhưng tốc độ lại cực nhanh nó hóa thành một luồng ánh vàng xuất kích đầy hung hăng. Mấy cú đánh sau đó thì nó đã ăn phải thiệt thòi lớn nên trốn về nơi xa, tiến thẳng vào trong đất đá. Đó là thú đá à? Thạch hạo hỏi. Thời điểm vừa mới tới đây thì khổng tức tiên tử từng đề cập qua, nơi này có cơ duyên và cũng rất hung hiểm, nơi đây tồn tại thú đá, không chú ý một chút thì sẽ bị nó ăn thịt. Cứ thế mà chạy, vẻ mặt thần minh không lành nói. Đúng thế, nó cũng được gọi là thú đá, hơi một tí sẽ lấy mạng người, cũng may ngươi gặp phải cũng chỉ là một con chó đất hóa thành những con chim bất tử hay cự thú nếu không thì tính mạng của ngươi đã đi tong rồi kim dương nói mặc dù có chút địch ý thế nhưng hắn vẫn nói ra đặc biệt là khi tiên tử bạch khổng tước lại bổ sung vài câu tiếp theo thì đã giúp đám người thạch hạo đại thể hiểu đó là thứ gì thứ được gọi là thú đá rất kỳ dị đã từng xuất hiện rất nhiều con thế nhưng cũng không ở lại thời gian lâu rất nhanh sau đó chúng sẽ tiến vào trong hố bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé có người hoài nghi dưới đáy hố là xào huyệt của chúng nó nhưng mà cũng có đại cao thủ từng nói toàn bộ thú đá dù mạnh hay yếu thì cũng chỉ là những con rối ý chí được thai ngén ra và bị chi phối căn nguyên thật sự chính là ở trong tên khanh thú đá xuất thế sau một thời gian ngắn thì thân thể sẽ vô dụng ý chí thoát ly và sẽ chọn lựa kỳ thạch tiếp theo để tiếp tục nuôi dưỡng tỷ trí ấy. Có người từng suy đoán bên dưới tiên khanh có ý chí bất diệt. Còn có người nói nơi này là một cái hố mộ, nếu không thì vì sao trong đá lại ẩn chứa pháp thể tàn tạ. Tất cả đều được lưu lại từ đại chiến cổ đại, những cường giả chết đi đều được mai táng ở đây. Mượn thân thể để thai ngén thần thức nuôi dưỡng ý chỉ của bản thân là muốn lột xác hay là đang trọng sinh tiến hóa, thần minh hoài nghi. Những bí ẩn sâu hơn nữa thì Kim Dương, Bạch Khổng Tức Tiên Tử cũng không nói tìm được rồi chính là nó tam tạng mở mắt hắn nhảy xuống tiên khanh rồi nâng lên một tảng đá lớn cách xa trăm trượng bên dưới một vách đang nhô ra ngoài đây là một tảng đá không hề lớn diện tích tầm ba thước vuông sau khi đưa tới tế đàn tịnh hóa thì tam tạng quyết đoán dùng đại thần thông đánh nứt đây là giây lát sau những người nơi này đều ngây dại dù cho là những sinh linh đang tìm kiếm cơ duyên ở nơi xa đều chấn kinh và nhanh chóng vọt tới sau khi hòn đá đó bị đánh nứt thì chỉ có khí an lành lan tỏa ánh sáng lung linh lan tỏa và từ bên trong có một tấm bia kim loại rất nhỏ lao ra nó chỉ dài bằng lòng bàn tay thế nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người tiếng kinh hô cùng với sát khí bùng phát vài người muốn tranh giành sách làm bằng hư không tiên kim hoặc phất đồ thất thành la lên đây là một khối hư không tiên kim được người khác rèn đúc thành một tấm bia nhỏ dài bằng lòng bàn tay lan tỏa sáng lành giá trị của nó không cách nào đo lường được đây là tiên kim có thể rèn đúc nên pháp khí vô thượng bình thường thì dù là chân tiên cũng chưa chắc đã có tài liệu luyện khí thích hợp cho bản thân vật này tuyệt đối là vật liệu đỉnh cấp đương nhiên hiện giờ mọi người không hề quan tâm tới chất liệu của nó mà là hình thể dù gì cũng là một tấm bia vật này lúc ở niên đại đế cũng chết thì đây là sự thể hiện của kinh thư truyền thừa bình thường đều được khắc ở trên tấm bia đặc biệt là những tấm bia được đúc từ tiên kim thì càng là trí bảo hoặc là một bộ kinh văn trong năm tháng này những thứ được gọi là kinh văn đều là truyền thừa vô thượng, là trí bảo. Vì lẽ đó, sau khi nhìn thấy tấm bia nhỏ, được đúc từ hư không tiên kim, thì hô hấp của mọi người đều dồn dập, con mắt đỏ lòng. Dù là ở tiên vực thì vật này cũng đáng để tranh đoạt, đáng để sát phạt. Nghe nói, trong tiên vực có một vị đại lão, một thần thoại bất bại, lúc thời trẻ tuổi từng bất ngờ đạt được một tấm bia tiên kim, trên đó có kinh văn vô thượng và từ đó hắn đã quật khởi, cuối cùng là dõi mắt nhìn cả thiên hạ. Đương nhiên, tấm bia đó cũng không phải đạt được từ nơi này. Trước mắt, Tam Tạng đã tìm được một tấm bia tiên kim như thế, thì làm sao không khiến người xung quanh chấn động, không điên cuồng được chứ? Các người còn muốn cướp hay sao? Tam Tạng tóm chặt nó trong tay rồi nhìn mọi người, hắn thủ thế chờ đợi. Giao ra, hoác phất đồ trở mặt ngay tức khắc. Ha ha, vật này ngươi mang đi không được, Nạc Lan cũng cười lạnh nói. Đúng thế không, khối tiên kim này tuy rằng là báu vật thế, nhưng cũng không tới mức phải trở mặt nhanh như thế chứ, không thể nhượng bộ đôi chút à tam tạng nói rồi dơ dơ tấm bia kim loại nơi tay hả sắc mặt của hoác phất đô đanh lại nặc lan cũng ngạc nhiên ánh mắt sáng rực ngây dại vẻ mặt như cứng lại không có chữ viết chỉ là phôi thô thôi kim dương nói mang theo vẻ tiếc nuối đồng thời cảm thấy chút thỏa mãn nếu không rất có thể sẽ gây nên một trận mưa máu tấm bia kim loại này được rèn thành nhưng vẫn chưa khắc chữ chỉ là một phôi thô cũng không phải là kinh thư quý giá và khó tìm ở năm tháng đế cũng chết đám người thở dài ai ai cũng thất vọng ở khu vực này từng khai quật được một phôi thô kinh thư bằng đá còn có một phôi thô kinh thư bằng gỗ đều chỉ vừa mới rèn thành thân bia chứ chưa hề viết xuống truyền thừa hai không ngờ rằng hôm nay ngay cả phôi thô kinh thư bằng tiên cũng xuất hiện có người cảm thán anh bạn nhỏ có thể cho ta mượn nhìn qua một lần được không lúc này vị trung niên vừa rời đi trước kia lại xuất hiện lần này hắn không còn thể hiện vẻ ghép bỏ sinh linh hạ giới nữa không còn sợ bị ô nhiễm nữa hắn muốn quan sát tấm bia bằng hư không tiên kim này. Tam tạng trần chờ nhưng rồi vẫn đưa tới, cũng không muốn khai chiến ở đây. Người trung niên cảm ứng cẩn thận, quan sát từng tí, sau khi nhìn thấu tấm bia kim loại bằng lòng bàn tay này thì khẽ than một tiếng rồi trả lại cho tam tạng. Rất nhanh, một ông lão xuất hiện với pháp lực hùng hậu sâu không lường được, tiên khí lượn lờ, lần nữa kiểm tra tấm bia bằng hư không tiên kim này. Rất rõ ràng, sự xuất hiện của một phôi thô cũng đã kinh động một vài nhân vật không tầm thường, đều chạy tới để kiểm tra. Đáng tiếc mà, lão chỉ nói ra ba chữ như thế, tiếp đó lưu lại một vệt tiên quang ngay nơi đó, còn bản thân biến mất chẳng tâm hơi đâu cả. Tới lúc này không còn ai dò xét nữa, bởi vì, sau khi ông lão kia tra xét xong thì có thể xác định được, quả thật chỉ là phôi thô, không hề khắc xuống kinh văn. Kinh văn của thời đại đế cũng chết, được xem như là trí bảo vô giá, nhưng đáng tiếc, ta không có cơ duyên, dù cho là tam tạng cũng than thở và tức nuối thế nhưng hắn cũng đã cảm thấy đủ ít nhất đây là một khối tiên kim có thể rèn đúc thành vật liệu quý báu tam tạng huynh giúp ta chọn một tảng đá đi thạch hạo lên tiếng tam tạng cười khổ nói ta đã đánh giá cao chính mình rồi những tảng đá nơi này không hề tầm thường dù cho là táng sĩ hoàng kim thì cũng xem không thấu vừa nãy hoàn toàn đều dựa vào cảm giác để chọn lựa bạch không tức tiên tử gật đầu nói không sai nơi này đều dựa vào cơ duyên đồ cổ thần thánh luôn luôn cần người hữu duyên nếu có duyên thì sẽ tìm được, chưa có cưỡng cầu. Trước kia, quả thực là như thế. Thần Minh sau một phen tìm kiếm thì chẳng hề thu hoạch được gì, việc này khiến nàng buồn bực. Thân là táng sĩ Hoàng, Kim mà lại không hề tìm được cơ duyên nào trong đống đất đá. Thạch Hạo nhắm hai mắt, muốn xem thử cái được gọi là trực giác, xem thử bản thân có cơ duyên hay không. Hả, trong lòng hắn khẽ thất kinh, lẽ nào duyên phận lại gắn kết như thế, quả thật hắn cảm ứng được một tảng đá khác biệt, sinh ra cảm giác kỳ dị tựa như là ảo giác khi hắn cầm kiếm thai đại la trong tay vậy lúc này trong lòng thạch hạo chấn động tựa như cảm nhận được một tia khí tức khi kiếm thai đại la hoàn toàn bạo phát và lúc ấy ngoại trừ vẻ thần thánh ra thì còn có thể sẽ có máu chảy thành sông khắp nơi đều là mụ cổ chỉ có một người ngồi bên trên quan tài đồng lúc kiếm thai bạo nổ thì không chỉ có người phi tiên mà còn ánh sáng đi kèm vào một số thời điểm sẽ xuất hiện qua cảnh tượng mai táng địa vô ngần bị dòng máu chảy qua một tia khí tức tương tự đã chỉ dẫn thạch hạo đi tới trước một tảng đá chỉ cao chừng một người nó yên lặng nằm nơi đó trong này có thứ gì thạch hạo khiếp sợ trong lòng có nét tương tự với kiếm thai hoặc là một món cổ khí tương tự hay là đồ vật cùng thời đại việc này khiến thạch hạo càng hoảng sợ hơn kiếm thai đại la xa xưa như thế nào tồn tại trong năm tháng vô tận mở thạch hạo hét lớn sau khi mang tảng đá tới tế đàn thì vận dụng đại thần thông muốn đánh nứt khối đá này bong Tiên lửa tung tóe tảng đá này còn cứng rắn hơn cả thần thiết gấp nhiều lần nếu như mài luyện thành binh khí thì hẳn sẽ là trí bảo việc này khiến người khác ngạc nhiên làm sao lại cứng như thế chứ nhìn dáng vẻ của thiếu niên nhân tộc kia thì hẳn đã vận dụng tới đại thần thông mà vẫn không thể đánh nát có phải trận chiến vừa rồi đã bị tổn thương bản nguyên pháp lực khô cạn thân thể trọng thương nếu không ổn thì chớ miễn cưỡng nặc lan mỉm cười nhìn kỹ thạch hạo cùng với một tia khiêu khích kim dương cũng nhìn về phía thạch hạo rồi lộ vẻ khác thường, hắn mong ước Thạch Hạo thật sự bị thương nên mới phát sinh tình huống như thế, như vậy sẽ giúp tâm lý của hắn được an ủi. Dù sao, trận chiến đó hắn đã bị thương nặng, nếu như thiếu niên nhân tộc tới từ hạ giới này không hề hấn gì, thì thật sự càng khiến hắn căm tức. Hai, bị ngươi đoán đúng rồi, tu vi bị hao tổn, đành vậy, khối đá này ta sẽ vác về, tìm cơ hội từ từ cắt ra cũng được, dù gì thì cũng là thứ được mang về từ tiên vực, sẽ là một vật để kỷ niệm." Thạch Hạo nói hắn muốn mang tảng đá này đi chứ không muốn đánh nát nó ở đây lo sợ sẽ bị người của tiên vực cướp tay trên vừa nãy bia hư không tiên kim xuất thế nhưng lại rước lấy một vài cường giả đình cấp tới ta giúp ngươi chém nó bạch không tức tiên tử nở nụ cười tươi thạch hạo không nghĩ tới thiếu nữ hiền lành này lại mở lời ngăn hắn lại không cần đâu thạch hạo cười cười biểu đạt cảm ơn cũng chỉ chính bản thân mình cắt ra thì mới có ý nghĩa nhất đừng khách khí để ta nặc la lên tiếng ẩm một trường hạ xuống chấn động cả càn không lực lớn tới kinh người giác hòn đá dạn nứt và bị đứt thành hai thiếu nữ có nốt ruổi so nơi mi tâm pháp lực rất mạnh mẽ giơ tay là có thể đánh nứt khối đá này tất cả mọi người đều chú ý quan sát dù là thạch hạo cũng nhảy rộn trong lòng hắn biết trong tảng đá này có đồ vật chính vì thế nên lúc nãy hắn mới cố ý lưu thủ không muốn đánh nát tảng đá này ngay trước mặt mọi người nhưng mà hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người không có gì trong đá không có gì ngay cả tinh lực hay pháp thể tàn tạ gì đó cũng không có hai tấm bia kinh văn tiên kim của ta lại bị ngươi đánh nát rồi thạch hạo khẽ than một tiếng đương nhiên là cố ý và những người khác cũng đều biết quên đi giữ lại để làm kỷ niệm cũng được dù nát cũng đành mang đi vậy nói tới đây thì hắn bắt đầu thu dọn lấy tư chỉ là một vài người trẻ tuổi của tiên vực rất cẩn thận vẫn không hề buông tha thanh niên trẻ hoác phất đô ra tay trong lòng thạch hạo cảm thấy nặng nề xem ra lấy đi không được rồi việc đã tới nước này thì hắc khoác tay biểu thị muốn chính mình ra tay tảng đá nứt thành hai miếng tràn đầy vết rách trong đó một miếng lớn nhất dài hơn ba thước thạch hạo chọn nó sau khi quan sát cẩn thận thì phát lực rắc một tia sương mù màu đen xuất hiện đồng thời còn có một mùi thối rửa khiến người khác phải co mày sau khi sương mù nồng đậm bay ra thì tất cả mọi người ở đây đều rút lui quyết đoán lùi lại bởi vì loại khói đen cùng tinh lực đều là những thứ nguy hiểm hơi một tí sẽ sinh ra tai nạn kỳ lạ có thể là vật chất cực kỳ nguy hiểm dù cho thạch hạo cũng nhíu mày thoạt nhìn thì đều cho rằng chẳng phải là bí bảo gì có mùi vị của thối rửa một đống đá vụn bong chóc vào vật bên trong lộ ra ngoài đồng thời là khói đen lan tràn mùi vị thối rửa dần nhạt đi những người kia tới gần quan sát còn tam tạng và thần minh thì cặp mắt sáng rực chẳng hề nhấp nháy nhìn vật này tới xuất thần hi <laughs> nạc lan là người đầu tiên nở nụ cười nốt ruồi son mơi mi tâm càng sáng rực thân thể lắc lư tựa như sen thần trong gió cũng là một trí bảo đáng gờm đó đáng để giữ lại rất tương xứng với ngươi nạc lan cười nhạo đám người kim dương cũng lộ vẻ khác thường mang theo nụ cười lạnh nhạt bọn họ đã yên tâm vì đây chẳng phải là trí bảo gì cả tam tạng và thần minh liếc mắt nhìn nhau tiếp đó là nhìn về phía thạch hạo với thần sắc phức tạp tam tạng vỗ vỗ bảo vai của thạch hạo nói chút nữa ta sẽ chọn giúp người tảng đá khác không phải ngươi đã nói ngay chính ngươi cũng không nhìn thấu à phải dựa vào cảm giác của bản thân sắc mặt của thạch hạo tối sầm lại quả thật hắn khó mà tin vật trong tảng đá này lại xinh đẹp như thế một đoạn kiếm gỗ đã nát bét đặc biệt là dù nhìn như thế nào thì đều rất giống thứ cho đám nhóc vài tuổi dùng chơi thanh kiếm không chỉ nhỏ mà tạo hình còn rất xấu xí tuyệt đối là đồ chơi của mấy đứa nhóc tồi tệ nhất chính là nó đã nát bét chỉ hơi chạm vào thì sẽ hóa thành một phấn ngay chuyện này ai phong ấn vào trong thạch hạo muốn chửi thề làm người khác không tức không được mà hay đây là trò đùa để chế giễu hậu nhân đương nhiên tiền đề là những vật bên trong những tảng đá này thật sự được người phong ấn nếu không dù cho hắn có mắng to cũng vô dụng quá đáng hơn chính là nó đen thui thẩn thỉu khi nhìn kỹ thì mặt trên tựa như có dấu tay nhỏ là vết tích của mấy đứa nhỏ nắm chặt luyện kiếm trong thời gian dài dù gì thì nó cũng là vật được lưu lại từ thời đế cũng chết, là một binh khí cổ, nói không chừng sẽ được một vài nhân vật tiền bối yêu thích sưu tầm vũ khí trả giá vài khối thần nguyên để mua lại đó. Nạc Lan trêu chọc, những đại nhân vật ham mê vũ khí cổ, dù cho bỏ ra mấy khối tiên nguyên cũng sẽ mua lại, hoặc phất đô lên tiếng, vẻ mặt đầy thành thật. Thế nhưng, dù như thế nào thì cũng đều đang trả phúng cả. Thạch Hạo không biết nói gì hơn, rõ ràng hắn cảm ứng được một tia khí tức tương tự như kiếm thai đại la, làm sao lại ra một cây kiếm gỗ nát thế này? Lẽ nào cái gọi là khí tức tương tự kia, thật sự cũng bởi vì nó ở cùng một thời đại thôi sao? Thạch Hạo không tin, hắn nghiên cứu cẩn thận, sau đó còn động thủ cầm nắm thanh kiếm gỗ, rắc, hắn không cẩn thận lỡ tay nắm nát một khối nhỏ rơi xuống đất. Tam tạng vẻ mặt đau đớn, nói, cẩn thận một chút, dù gì thì đây cũng là đồ cổ, đừng cố phá nát. Ngay cả người cũng muốn chọc tức tà, Thạch Hạo rất muốn đánh người. Trước tiên thu lại đã, nói không chừng đây là trí bảo cũng nên chút nữa hấp thu đủ tinh khí đất trời thì nháy mắt hóa thành một thanh kiếm thai dù tiên vương cũng thèm đỏ mắt dù gì cũng là truyền thừa của đứa nhỏ nhà người ta mà thần minh nói thạch hạo tối sầm sắc mặt lại còn an ủi như thế nữa chứ một thanh kiếm nát vứt quách đi là xong bỗng nhiên tiên quang lấp lóe một ông lão năm sáu mươi tuổi đột ngột xuất hiện tiên khí nồng đậm lan tỏa đây tuyệt đối là một đại cao thủ mang theo khí tức xuất trần thế nhưng nếu cẩn thận cảm ứng nông sâu thì dường như đang đối mặt với đại dương, với vực sâu vậy, không thể suy đoán, tâm thần như muốn trầm luân. Người trẻ tuổi, có thể cho ta mượn xem một lát được không? Lão mỉm cười, tròm dâu hoa dâm, tiên phong đạo cốt. Thạch hạo đưa tới với lòng ngập tràn kinh ngạc, quả nhiên người của tiên vực rất coi trọng nơi này, bất kỳ vật gì khai quật được đều sẽ có đại nhân vật tự mình tới kiểm tra, không hề buông tha bất cứ thứ gì. Bạn đang xem Thế giới Hoàn Mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé nếu không phải nơi này không thể động vào dưới đáy hố có bí ẩn to lớn và dễ dàng xuất hiện sinh vật kỳ bí nguy hiểm phòng chừng sớm đã bị người khác đào sạch rồi ông lão quan sát mà sát nhẹ lên trên thì thanh kiếm gỗ lại nứt ra một miếng nhỏ một ít bột phấn rơi xuống ông lão nhẹ một chút đi đây là trí bảo của huynh đệ ta đó tìm nửa ngày mới được món đồ cổ này rất có ý nghĩa đó tam tặng nhắc nhở tiền bối kiềm chế một chút đi đây là món đồ cổ thần thánh làm hỏng thì không có món thứ hai để bù vào đâu ngài đến không nổi đâu đó thần minh cũng nói hà 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 đám người kim dương nạc lan bắt đầu cười lớn thạch hạo vẻ mặt u oán nhìn hai táng sĩ hoàng kim người khác trêu chọc bắt ép thì không nói làm gì mà ngay hai người bọn họ cũng muốn xen vào có mùi thối rửa coi chừng có vật chất bí ẩn đó ông lão tiên phong đạo cốt lên tiếng rồi bỏ xuống thanh kiếm gỗ Giáng vẻ tựa như rất chán ghét. Đây tuyệt đối là một vị trí tôn, thậm chí là nửa bước chân tiên, hoặc là sinh linh càng mạnh mẽ hơn. Lão có thái độ rõ ràng như vậy, kiếm gỗ này không có gì đặc biệt cả, cho nên đám người bạch khổng tức tiên tử cũng sẽ không muốn tiếp xúc và không có ai tới kiểm tra nữa. Cù ói cùng, mặc cho tam tạng trượng nghĩa ra tay giúp thạch hạo, thì cũng không có khai thác thêm được món gì. Thần Minh cũng xuất thủ, kết quả gặp phải một con thú đá khổng lồ thiếu chút nữa đã cắn trúng đầu lâu của thạch hạo, lúc ấy đã tạo nên đại loạn khiến cho sinh linh cấp trí tôn tới mới dọa lui con thú đá kia. Thời gian cũng đủ rồi, các người cũng nên rời đi đi, bạch khổng tức tiên tử nhẹ nhàng nói. Bóc Phất Đô gật đầu nói rõ, đây là tiên vực, hiện tại không thể để sinh linh ngoại giới lưu trú lâu được, bọn họ nhất định phải rời đi, đây không phải là nơi mà bọn họ có thể chơi đùa. Dựa theo bọn họ nói, có thể vào tiên vực thì đã là cơ duyên to lớn rồi, rất nhiều năm trôi qua nhưng cánh cửa tiên vực vẫn chưa hề mở ra đây là một việc trọng đại. Kỳ nguyên này, không người nào có thể tiến vào được. Hiện tại cũng không ai có thể lưu lại được. Nếu không phải Thạch Hạo đang lo lắng, thì hắn rất muốn phá tan vòng vây, xông thẳng vào nơi sâu của tiên vực, dù sao địa vực rộng lớn này vẫn chưa hề bị sinh linh tiên đạo thăm dò qua. Ngoại giới chính là cội nguồn của hắn, có người thân, có bạn bè, có một vài người và chuyện khó nỡ vứt bỏ, hắn còn phải đi về. Sau khi rời khỏi cặp cửa đá kia, thì người trung niên thuộc bộ tộc kim ô tọa chấn trên thành lầu liếc mắt nhìn chằm chằm thạch hạo giây lát sau tiên quang như điện ép thẳng tới thạch hạo cảm thấy tự như có một vầng thái dương đè ép xuống như muốn ép nát hắn nhưng hắn cố gắng chịu đựng không hề ngã quỵ rất lâu rồi mới nhìn thấy được một thiếu niên nhân tộc mạnh mẽ như thế cố gắng sống sót hy vọng tương lai sau này còn có thể gặp lại người người trung niên tộc kim ô mở miệng nói hắn đã để lộ ra một ít tin tức khiến thạch hạo chấn động Nói như vậy, cũng có một ngày tiên vực sẽ xuất thủ, nhưng mà, tựa hồ phải chờ đợi thêm rất nhiều năm nữa, và lúc ấy, liệu cửu thiên còn lại bao nhiêu sinh linh? Trước lúc cánh cửa đá đóng lại, thì bên trong tiên vực có một ít cường, giả lấy ra bí bảo, phóng thích tiên quang, đang tịnh hóa làm sạch con đường mà nhóm thạch hạo, tam tạng đi qua. Trong tích tắc, ba người đều tức giận, cảm thấy vô cùng nhục nhã, sự tự phụ tự kiêu của tiên vực bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được, xem thường hạ giới thẳng thừng năm trăm năm sau gặp lại lúc đó dù cho hạ giới có héo tàn thì ta cũng nhất định tới tiên thành dạo chơi thạch hạo nói hừ đám người nặc lan hoặc phất đâu cười nhạo mang theo vẻ xem thường cùng với sự ngạo nghễ ầm um. cửa đá đóng lại cứ thế ngăn cách cùng tiên vực dường như là giấc mộng tiên vực sau nhiều vạn năm không thấy đã mở cửa đã đi vào thạch hạo lặng lẽ một hồi đứng đây rất lâu đi thôi thần minh lắc lắc cánh tay của hắn ta rất thích thu gom cổ khí thanh kiếm gỗ này cho ta đi thần minh cười ngọt nói xem như là vật kỷ niệm ta giữ lại được thạch hạo lắc lắc đầu theo bản năng chỉ là một thanh kiếm gỗ thôi mà lưu lại có gì hay ho thần minh lẩm bẩm không vừa lòng hoang huynh người biết chúng ta là táng sĩ hoàng kim cho nên rất hứng thú với những món đồ cổ này ta có thể trao đổi thần binh lợi khí với ngươi tam tạng lên tiếng thạch hạo lộ vẻ khác thường nói đây là trí bảo ta sớm đã nhận ra được sự bất phàm của nó trước đây cũng chỉ là cố ý lừa đám sinh linh của tiên vực tôi ngươi sẽ dùng gì để đổi ngươi muốn đổi gì tam tạng hỏi thạch hạo trong lòng thất kinh khúc gỗ mục này lại là thứ tốt hắn cũng không hề nhìn ra rồi há miệng nói bia hư không tiên kim có thể tam tạng chẳng hề nghĩ ngợi gì đáp ứng thạch hạo chấn động trong lòng nói một tấm bia cũng chưa đủ đâu sắc mặt của tam tạng chẳng hề dễ nhìn chút nào nói ngay cả bia hư không tiên kim mà ta cũng đưa cho ngươi thế ngươi còn muốn gì nữa thạch hạo không hề nói lời nào mà chỉ nhìn hắn giờ hắn đã vững tin vật này chắc chắn có giá trị liên thành đồng thời có tác dụng cực lớn với táng sĩ thần minh yểu điệu thất tha chừng mắt một chút với tam tạng nói đáng đời ai biểu tranh giành với người ta chi như vậy mà còn ý kiến đồ hiện giờ thì biết kết quả rồi đó chỉ đùa một chút thôi nếu như các ngươi cần thì ta có thể cho các ngươi thạch hạo không muốn làm mất lòng với hai người hai vị táng sĩ hoàng kim này cũng chẳng phải là người hiền lành gì cả trước mắt nếu như đối địch thì chẳng có lợi ích gì. Đương nhiên, việc này cũng cần phải xem thành ý của hai người họ, có đủ thẳng thắn hay không. Không cần phải lấp liếm giấu giếm gì cả đâu, nếu không ta cũng sẽ không vội vàng muốn trao đổi với ngươi đâu, quá dễ để lộ kẽ hở. Tam Tạng nói, đó là chân thành. Tới cùng nó là thứ gì thế? Thạch Hạo hỏi, hắn rất hiếu kỳ, chỉ là một cây kiếm gỗ mục mà lại khiến cho người này khát vọng như thế. Nên biết, lúc ở tiên vực thì hắn từng tự mình kiểm tra qua, đều là những cặn bã nát bấy, hơi chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. Cũng vào lúc ấy, thì hắn đã nhìn thấy được cử động không bình thường của Tam Tạng, đã nhặt lại một vụn nhỏ rớt xuống kia. Dưới hoàn cảnh ấy, thì những người khác đồng thời bắt ép Thạch Hạo và cử động của Tam Tạng rất là thú vị, tựa như cũng hùa theo trêu chọc lấy Thạch Hạo. Giờ xem ra, dù là một mảnh vỡ của kiếm quý cũng không đành lòng lãng phí. Đây là Tam Sinh Dược, là đại dược tuyệt thế chỉ có thể sinh trưởng và lớn lên ở trong khu mai táng. Tam Tạng thản nhiên nói. Thần Minh gật gật đầu, và lúc này cũng không giấu làm gì nữa, trong con người trong veo ấy tuôn ra hào quang kinh người. Chuyện này rất quan trọng với bọn họ. Trước kia thì Thạch Hạo từng nghe bọn họ nói qua, Tam Sinh Dược có thể giúp Táng Sĩ tiến hóa thành Táng Vương, với chủng tộc này thì đó là trí bảo vô thượng, càng là tất cả. Tuy rằng Thạch Hạo đã đoán được vật này, không hề tầm thường, thế nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới đây sẽ là Tam Sinh Dược. Vậy này, chính là vật thần thánh trí cao của dõng dõi tàng sĩ là vật trong truyền thuyết có thể gặp chứ không thể cầu hầu như không một ai thấy qua sau này đã khiến nhiều người hoài nghi về sự tồn tại của nó bởi vì chỉ từng nghe nói chứ khó mà thấy được nhưng mà chỉ cần là tàng sĩ một khi tiếp xúc gần thì có thể xác định được đó có phải là tam sinh dược hay không vật này rất kích thích bọn họ có thể giúp tộc này tiến hóa chỉ hơi tiếp xúc thôi thì bẩm sinh có thể nhận biết được Tam sinh dược với người ngoài mà nói thì cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Nó chỉ có tác dụng với những cường giả cấp cao nhất, có thể luyện chế cải từ hồi sinh đan các loại. Nghe nói, có một vài đại đan trong truyền thuyết đều cần dùng tới tam sinh dược này, dùng nó để làm chủ dược. Lại đào bới được một cây tam sinh dược luôn, thạch hạo lầm bẩm rồi quan sát kỹ khúc kiếm gỗ mục trong tay mình, vẻ ngoài của nó rất xấu xí, thiếu chút nữa, đã bị hắn ném bỏ. Tại sao lại có hình dáng như vậy không hề giống với một cây thuốc gì cả khi thạch hạo đưa ra nghi vấn này thì thần minh và tam tạng đều nhất trí cho rằng đây là một hành động cố ý của vị đại năng vô thượng nào đó ở cổ đại người kia hẳn không phải là táng sĩ thế nhưng lại biết đây là tam sinh dược cố ý nhạo báng hậu nhân và đặc biệt là đùa giỡn với táng sĩ đây là thứ được luyện chế từ tam sinh dược vốn thân cây rất nhỏ nên đã bị người này đánh bóng đục đẽo thành một cây kiếm gỗ phung phí của trời đừng để cho ta biết lão già chết tiệt kia là ai nếu không ta không chửi lão thì không làm người thần minh hung hãn nói vật này không biến chất à thạch hạo hỏi bởi vì thời điểm hắn phá nát tảng đá kia thì từng có mùi vị thối rửa tàn ra tuy rằng rất nhạt thế nhưng vẫn có thể nghe được khi nghe hỏi tới câu này thì sắc mặt của hai táng sĩ càng khó coi hơn thậm chí có chút đen sì ta rất muốn giết chết lão già kia một cây đại dược trí bảo lại chế thành một cây kiếm thai bậy bạ như vậy thiếu chút nữa thì đã hủy diệt luôn nó rồi thần minh tức giận nói tuy rằng có chút biến chất thế nhưng vẫn có thể sử dụng được tam tạng nói nếu không hắn cũng sẽ không khát cầu như thế các ngươi cần bao nhiêu thạch hạo hơi hỏi hai người không hiểu lắm lẽ nào hoang cũng muốn ư thạch hạo gật đầu đầy thẳng thắn hắn muốn giữ lại một chút có thể tương lai sẽ có tác dụng lớn bởi vì trong tinh không san sát ở cổ mộ kia lúc đó thời gian hỗn loạn và hắn từng nhìn thấy được tào vũ sinh cùng với một con chó đen đang tìm kiếm đang đào bởi cổ mộ chỉ vì để tìm tam sinh dược khi đó trên người tào vũ sinh đầy máu tình cảnh rất không ổn muốn tìm đại dược trí bảo của dòng dõi táng sĩ để luyện đan và phục sinh người nào đó một đoạn gỗ như vậy cũng đủ rồi ba người chia đều là ổn tam tạng gật đầu vật này cũng không phải càng nhiều là càng tốt chỉ một phần nhất định cũng có thể xúc tiến sự tiến hóa của bọn họ rồi nếu như cây này không bị phá hủy chưa từng chế thành kiếm thai thì thật sự sẽ rất kinh người đều hóa thành thân cây cho người nè tam tạng rất vui vẻ đưa bia hư không tiên kim cho thạch hạo đồng thời hắn cũng hoài nghi về sự không đơn giản của tấm bia kim loại này chỉ là hắn không tìm hiểu được gì cả về phía hắn thì đây cũng chỉ là một tấm bia cổ trơn nhãn mà thôi thạch hạo quan sát nhưng cũng chẳng nhìn ra được điểm khác thường nào cuối cùng là cười khẩy nói những thứ như kiếm thai đại la đã không còn trên người như này xem như là vũ khí cũng được hắn ước lượng một thoáng nó rất tiện tay dài bằng lòng bàn tay trông thế nào cũng y chang như cục gạch rất thích hợp cho việc đập gõ dùng gạch để nện rất tốt thạch hạo thở dài hai tên táng sĩ chẳng biết nói gì cả thạch hạo bẻ gãy kiếm gỗ nhất thời mảnh vụn bay tán loạn hai táng sĩ hoàng kim kích động nhưng cũng hãi hùng dù gì cũng là tam sinh dược nhưng hoang lại tùy ý như thế tổ tông ơi từ từ thôi nhẹ tay thôi hai người cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra mâm ngọc và thu lại những mổ vụn phấn gỗ kia lại không muốn lãng phí dù chỉ một chút một thanh kiếm gỗ được chia làm ba. Để ta dạy cho ngươi một loại táng thuật, thần minh lên tiếng, muốn dùng thứ này để trao đổi. Nếu như để tiến quân trên con đường táng vương thì những thứ này vẫn chưa đủ, xem như là một nhân quả lớn, tương lai sẽ báo đáp, tam tạng nghiêm túc nói. Chính xác, tương lai nếu như ngươi gặp vấn đề gì thì ta sẽ tiếp đón ngươi, thần minh gật đầu đầy trịnh trọng và nghiêm túc. Thạch hạo rất mẫn cảm với hai từ tiếp đón này, vừa nghe thì đã có chút không tự nhiên, hắn nhìn hai người thế, nhưng hai người cũng không hề nói thêm gì nếu như ngươi chết thì chỉ cần lưu lại một chút di hài ta cũng sẽ có biện pháp để đưa ngươi vào táng khu sẽ đưa ngươi trở thành táng sĩ thần minh nói có thể nói chút việc may mắn hơn không thạch hạo trợn tròn mắt lại nói nếu như bất hạnh chết đi thì hắn cũng không muốn bị đưa vào cái táng khu gì kia để hóa thành một bộ linh thi không bằng hắn tình nguyện chết đi cả trăm lần cũng được nếu không hắn không dám tưởng tượng ra tình cảnh đó đồng thời Thạch Hạo cũng có chút không hiểu, không phải Táng Sĩ là trời sinh ư, ừ, sao lại có thể nhân giống, lẽ nào cũng có thể do thi thể diễn biến thành? Nghe được nghi vấn của hắn thì hai người đều lộ ý cười. Ngươi hiểu lầm quá sâu với Táng Sĩ rồi, quả thật chúng ta là một chủng tộc, chứ không phải do tử thi phục sinh, thế nhưng, để báo ân ngươi thì có thể triển khai những thủ đoạn nghịch thiên hồng giúp ngươi hóa thành Táng Sĩ. Ghi nhận, đừng nói về vấn đề này nữa. Sau khi bình tĩnh trở lại, thì bọn họ quay đầu cửa đá kia vẫn còn rộng rãi và to lớn thế nhưng tưởng thành sớm đã biến mất ta đã đi vào thạch hạo thầm than tiên vực trong truyền thuyết lại đã từng đặt chân vào cho dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi nếu như đại trưởng lão ở đây thì quá tốt trong nháy mắt vừa nãy thôi thì khả năng sẽ đột phá trở thành tiên rồi hoàn cảnh của cửu thiên rất thiếu thốn cằn cỗi nên không cho phép ai thành tiên không hề có điều kiện kia nên đã nhốt kín một vài anh kiệt cái thế làm sao để trở về thần minh nói việc này khiến người khác phát sầu lúc tới nơi này thì những truyền tống trận kia đều chỉ là một chiếu làm sao có đường về chứ đi hỏi người của tiên vực thử thạch hạo lên tiếng đồng thời bắt đầu nện mạnh vào cửa đá đáng tiếc không hề có động tĩnh gì không hề có chút ánh sáng lộng lẫy nào cả cửa đá đã chấn áp mọi thứ phòng ngự tất cả cơ bản không thể lay động đồng thời sinh linh bên trong cũng sẽ không có bất kỳ cảm ứng nào một cặp cánh cửa đã ngăn cách tất cả trừ khi trên người có tín vật trí bảo thì mới có thể khiến cửa đá phản ứng kiểm tra những bộ thi hài kia xem thử có chỉ dẫn gì hay không nhiều người đã tới đây như vậy và không cách nào tiến vào tiên vực chắc chắn sẽ có người lần theo đường cũ trở về sau khi đưa ra suy đoán thì bắt đầu tìm kiếm bên ngoài cửa đá thi thể rất nhiều khổng lồ vô biên một ít đã hóa thành xương khô hoặc số ít vẫn còn mang ra khô quát bên ngoài quả nhiên đã có phát hiện bọn họ thông qua một ít di thể thì đã tìm được đầu mối và đi theo một hướng nhất định trong tinh không đúng là như vậy trên đường đi ba người đã gặp được các di hài nằm dài rác một tòa truyền tống trận thật lớn vượt xa trước kia đang vắt ngang phía trước lúc tới đây bọn họ đã leo lên tận chín cái tế đàn trải qua chín lần truyền tống thì mới nhìn thấy được cửa đá mà ở tinh vực cách xa cửa đá kia thì bọn họ đã nhìn thấy được tế đàn thứ 10 một tế đàn lớn tựa như núi to vậy con đường dẫn về nhà ư ta cảm thấy có gì đó không đúng phía sau của chín tòa tế đàn là cửa đá nơi này lại xuất hiện tòa thứ 10, các người chắc chắn đây là truyền tống trận dẫn về chứ không phải tới một nơi càng kỳ dị hơn. Nếu như không phải là tế đàn dẫn về nhà, vậy nó sẽ thông hướng nào? Có thể là nơi còn xa xôi hơn cả tiên vực, là thế giới cổ xưa rộng lớn, thần bí hơn nữa. Từ tận đáy lòng thì bọn họ cảm thấy việc này đều không thể, đều không hiện thực. Nhưng mà, quả thật lúc này bọn họ có chút hoài nghi. Mặc kệ như thế nào, đã không còn đường nào khác cả, chỉ có mỗi tòa tế đàn kia và chỉ có thể leo lên mà thôi. Cuối cùng, bọn họ leo lên tế đàn, ánh sáng hừng hực xẹt qua và bọn họ biến mất tại chỗ. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi, cả tế đàn mờ ảo trong làn mưa bụi, rất lâu sau cũng khó bình thường trở lại. Thế nhưng, bên trên đã không có người. Có thể nói, tòa tế đàn này quá to lớn, sức mạnh truyền tống không thể nào sánh được, thời gian rất lâu sau mà quy tắc không gian vẫn bao phủ, bàng bạc và tuyệt thế. Dọc đường đi, thạch hạo, tam tạng, thần minh rất ngạc nhiên khắp nơi đều là ánh sáng đầy rực rỡ bọn họ tự như đang phi tiên và muốn tiến vào trong một thế giới cổ xưa thần bí việc khiến người khác kinh ngạc nhất chính là đường đi rất thần bí tới cùng sẽ đi về đâu mới rời khỏi tiên vực không bao lâu mà nó có thể mang người khác tiến vào một thế giới càng xinh đẹp hơn ư ầm ầm cuối cùng thông đạo không gian không thể yên tĩnh được nữa nó chuyển tới những tiếng vang dữ dội và tuôn ra sức mạnh không gì sánh được quả thật như muốn ép ba người thành từng mảnh vỡ Từng tia sét hiện ra và nổ tung ở bên tai bọn họ. Ba người đi ra từ trong đường nối và lộ vẻ đầy ngạc nhiên, đây là nơi nào? Bọn họ mang theo vẻ kinh sợ và giật mình nhìn vùng đất cổ xưa này. Không có giới hạn, trống trải vô ngần. Ở đây rất không ổn định, trong hư không tràn đầy vết rách và bị ánh chớp đan xen. Ầm. Um, một tia sét đánh thẳng bên người của Tam Tạng khiến hắn biến sắc mặt, lúc này cảm nhận được uy hiếp của sinh tử. Không ổn, là lưới kiếp nhằm thẳng vào cảnh giới độ nhất tam tạng vô cùng nhạy cảm cảm nhận được điểm dị dạng nên đưa ra phán đoán nhanh che giấu tu vi của mình nếu không sẽ phiền phức lắm hậu quả khó liệu tam tạng gấp rút nói hắn linh cảm được thứ gì đó bởi vì việc này rất giống với một lời đồn cũng trong lúc đó trên người của thạch hạo cũng ẩm một tiếng bị một tia sét đánh trúng khiến hắn lảo đảo thối lui nửa người cháy đen uy lực của lôi điện quá lớn nếu là sinh linh bình thường thì đã biến thành than đen dưới đòn đánh vừa nãy rồi dù cho là thạch hạo thì cũng cảm thấy thân thể đau nhức thế nhưng vẫn còn may là chưa bị thương làn da của hắn lóe lên ánh sáng vẻ trái đen thối lui và thay vào đó là ánh sáng lộng lẫy ba người đều áp chế tu vi ẩn giấu cảnh giới khiến đạo hạnh của bản thân tựa như suy yếu trở thành những tiểu tu sĩ có thực lực không cao quả nhiên tiếng sấm đã ít hơn tia chớp không còn hừng hực như trước nữa bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ ecab phim viết liền không giấu nhé nhưng mà vẫn có tia điện đan sen đánh thẳng lên người bọn họ thế nhưng uy lực đã giảm đi rất nhiều và bọn họ có thể ung dung chịu đựng đúng như phán đoán của tam tạng chỗ này rất kỳ quái vì sao tia chớp lại bay lượn sau khi tới nơi này sẽ nhận lấy thiên kiếp khủng khiếp và kinh người nên biết ở trong thế giới rộng lớn bên ngoài thì thiên kiếp sớm đã không xuất hiện Trừ phi bản thân đủ mạnh và vận dụng thủ đoạn mạnh nhất để lôi kéo thì mới có khả năng xuất hiện Đương nhiên, cách làm đó sẽ dẫn tới thiên phạt khủng khiếp, sẽ khiến hình thần đều diệt Có thể nói, không có bao nhiêu người có thể chịu đựng được cơn tức giận của trời xanh Mà điều đó cũng mang theo ý nghĩa, thiên kiếp rất hiếm thấy, cả thế gian cũng không thấy được bao nhiêu lần Nhưng mà, thiên kiếp cứ thế hiển hiện ở nơi này, tựa như thiên kiếp đã biến mất hơn cả kỳ nguyên đều tụ tập ở đây Việc này rất kỳ lạ, quá không bình thường ba người vừa sợ vừa kinh quan sát xung quanh bọn họ cảm thấy lông tơ đều dựng thẳng bởi vì nếu như bị thiên kiếp nhìn thấy bọn họ đang ẩn nấp tu vi thì lúc đó biển sấm nổ sẽ hạ xuống vùng đất cổ này thật là rộng lớn không hề có phần cuối quá trống trải ngay cả một hạt bụi cũng chẳng thấy đâu chỉ có ánh chớp và ánh chớp thần minh cảm thán khởi nguồn của sấm chớp nhìn xem thử đây tới cùng là nơi nào thạch hạo lên tiếng và dẫn đường phía trước dọc theo ánh điện bay tới người điên rồi hả thần minh lên tiếng nơi này rất nguy hiểm, hiện giờ đang có thiên kiếp hạ xuống, vậy đầu nguồn thật sự thì sẽ còn đáng sợ tới mức nào. Chúng ta cũng chẳng còn đường lui nữa đâu, ngươi xem kìa, xung quanh chẳng hề có chuyển tống trận nào cả, ngươi biết cách trở lại không? Chỉ có thể tiến tới trước, thạch hạo đáp. Thần minh im lặng, đây là sự thật, sau khi thông qua tế đàn rộng lớn kia tới đây thì đã không còn phương hướng nào nữa. Đi thôi, xem thử một chút, tam tạng đồng ý. Ánh chớp dài đặc tựa như là màn mưa từ trên trời chút xuống, bùm bùm liên tục đánh về xung quanh và đánh lên trên người bọn họ từng vệt ánh sáng đều là tia chớp quá dày đặc chẳng hề khác gì mưa rơi nếu không phải chúng ta cẩn thận ẩn giấu tu vi thì xem ra đã gặp phải phiền phức lớn rồi tam tạng nói việc này càng khiến người khác hiếu kỳ tới cùng đây là nơi nào càng đi về trước thì không gian càng không vững chắc bởi vì có vết nứt nằm dày đặc cả khu vực tựa như là một món đồ xứ bị rớt vỡ và sau đó được người gắn ghép lại với nhau hư không không ổn định lôi điện nằm dày đặc cả đất trời đây là nơi nào đừng nói là toàn bộ lôi kiếp sau khi biến mất từ kỷ nguyên tiên cổ đều chạy tới và tụ tập ở nơi này thần minh lẩm bẩm việc này rất kỳ lạ và khiến người người bất an đồng thời cũng làm cho người ta nghi hoặc không thôi có thể nói chỉ cần một sinh linh nào đó tới đây thì đều sẽ phải trải qua thiên kiếp sẽ bị gột rửa và tiến hành độ kiếp thế giới này quá rộng lớn bọn họ cũng không biết đã phi hành được bao nhiêu vạn dặm nhưng vẫn không hề thấy điểm cuối nào cả, nhưng mà ánh chớp như mưa chút càng ngày càng dày đặc. Cũng sắp tới chỗ cần tới rồi, chúng ta kiên trì." Thạch Hạo nói. Điều đáng mừng nhất chính là, Lôi Kiếp tuy điếc tai thế, nhưng từ đầu tới cuối cũng không hề hiểu rõ sự thật về việc ẩn giấu tu vi của bọn họ, cho nên không có hạ xuống thiên kiếp tương xứng với cảnh giới. Tam Tạng không nói lời nào mà thần sắc đầy nghiêm túc, hắn đang nhớ lại một vài chuyện xưa. Trong một quyển Mai Táng thư không được đầy đủ có ghi chép Hình như có một nơi như thế này, vô tận lôi đình, tựa như là đầu nguồn. Tam Tạng trầm giọng nói, đây là nguyên nhân mà hắn từng đưa ra phán đoán như trước kia. Từng nghe qua lời đồn đại, nhưng tiếc rằng trên mai táng, thư cổ có ghi chép lại, nhưng lại thiếu phần lớn lượng thông tin. Chuyện mà hắn nói tới tuyệt đối rất cổ xưa, một giấc ngủ của táng sĩ phải dùng đơn vị là gần nửa kỷ nguyên để tính, trời mới biết chuyện hắn đang nói nằm ở thời đại nào. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng mà thôi, quan sát kỹ và thăm dò cẩn thận thần minh lên tiếng vù vù một con lôi long bay tới nó do ánh chớp hóa thành đang dương nhanh múa vuốt xoay tròn ở nơi ấy đã vài lần có ý định ép thẳng về phía ba người đây là một tia chớp có hình dáng chân long trông rất sống động đi kèm là tiếng rồng gầm chấn động thiên địa hoàn toàn chính xác uy lực của nó rất lớn thế nhưng không có dây dưa gì cả cuối cùng là bay đi xa có gì đó quái lạ nghe đồn lúc thiên kiếp hạ xuống thì có thể phân biệt được đạo hạnh nông sâu của tu sĩ thế nhưng ở đây chúng ta lại có thể giấu giếm được thạch hạo nói chớ có khinh thường hơn nửa cũng chỉ là nhất thời mà thôi nguy cơ lớn lúc nào cũng có thể giáng xuống vẻ mặt của tam tạng càng nghiêm túc hơn hắn và thần minh đều là táng sĩ hoàng kim nên rất ghét ánh chớp tuy rằng bọn họ thần thánh không kém trích tiên là bao nhiêu và cũng không hề có quan hệ với xác ốc cổ thế nhưng vẫn có một loại thiên tính khiến bọn họ căm ghét lôi kiếp thừa dịp vẫn chưa bị phát hiện chúng ta nên nhanh chóng hành động để tìm ra lối thoát nếu không hậu quả khó mà lường được thần minh lên tiếng bọn họ đẩy nhanh tốc độ điều khiển ánh chớp cả người đều tắm trong hạt mưa do tia chớp hóa thành chúng bắn lên vô tận ánh điện đầy trói lọi những lôi điện này màu gì cũng có nhất thời nơi đây tựa như ảo mộng tuy rằng nguy hiểm thế nhưng lại tương đối xinh đẹp ta linh cảm dường như sắp tới nơi cần tới rồi trong phút chốc ba người sờn cả gai óc lông tóc đều dựng thẳng phía trước là khí tức hùng hồn tựa như có vô số thế giới được mai táng ở nơi ấy quá khủng khiếp đặc biệt là từng luồng lôi đình bay ra và nổ tung trong hư không hình thành nên mưa ánh sáng khủng khiếp đi kèm đó là hỗn độn và hủy diệt đó là một vực sâu lôi điện và từ bên trong có vô số tia điện lao lên vô cùng vô tận đây là nơi quỷ quái nào thế thạch hạo kinh ngạc lúc này ba người bọn họ đều cảm nhận được sự nguy hiểm ở nơi này không dám tiếp cận dễ dàng rồi chỉ là vực sâu lôi điện quá rộng và cực kỳ mãnh liệt không thể nào nhìn thấy được phần cuối mênh mông vô biên đó là đột nhiên vẻ mặt của thạch hạo thay đổi quả thật không cách nào tin vào mắt của mình được nữa hắn nhìn chằm chằm về nơi sâu của vực sâu lôi điện có thứ gì đó nó là gì trầm ổn như tam tạng cũng phải thay đổi sắc mặt đột nhiên mở ra thiên mục và ngưng mắt quan sát ngay cả thần minh cũng mở to cặp mắt nhìn nơi ấy con mắt gần như chẳng hề chớp lấy và lộ vẻ hoảng sợ tại sao lại có vật như thế chứ thần minh run giọng khó lòng mà tin được chẳng lẽ nói sau khi kỳ nguyên tiên cổ biến mất thì thiên kiếp đều tụ hợp về đây, hình thành nên thế giới cổ như vậy. Ta đã nhìn thấy tận mắt ư, đây tuyệt đối không phải là sự thật, thứ được ghi chép bên trên mai táng thư sao lại xuất hiện chứ, tam tạng thất thần và lầm bẩm Bên trong vực sâu lôi điện có một góc nham thạch lóe lên rồi biến mất. Trong lòng thạch hạo nhảy rộ đầy khiếp sợ, hắn cẩn thận quan sát và vững tin mình không hề nhìn nhầm. Màu xám cho, chất liệu đá cổ điển mang theo khí tức trước vạn cổ. Nó không lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, dài tầm một trượng và sẹt ngang trong biển sấm. Ta đã thấy, rất giống, thật sự rất giống, tam tạng lầm bầm đồng thời nhìn chằm chằm nơi sau đó. Ngay cả thần minh cũng miệng chữ o, mái tóc đỏ bóng loáng, bên trong cặp mắt to tròn lấp lóe hào quang kinh người ngưng mắt nhìn lôi điện bên trong vực sâu. Lại có thể nhìn thấy được thứ này nên thạch hạo cảm thấy không đúng cho lắm, rốt cuộc đây là nơi nào. Biến mất rồi, cần phải quan sát kỹ hơn, tam tạng lên tiếng. Tất nhiên, sẽ không có ai làm bậy, cả ba rất cẩn thận, và đề phòng nghiêm túc bởi vì bọn họ biết nơi này có hung hiểm cực lớn nên chỉ ngóng nhìn về vực sâu lôi điện mà thôi ầm ầm ngàn tỷ lôi điện nổ tung đánh hết về phía ngoài nó mang theo ánh chớp cùng với tiếng đinh tai nhức óc uy lực mạnh mẽ khiến cản khôn run rẩy theo quả nhiên đã thấy lại nữa chất liệu đá màu xám dáng vẻ cổ điển thế nhưng bên trong lại phóng ra ánh sáng óng ánh nhất khiếp người nhất nó chiếu rọi bốn phương tám hướng như muốn xé rách cả chư thiên lôi trì không hề lầm Lần này bọn họ quan sát rất kỹ, đó là một cái lôi trì, toàn bộ tia chớp đều xuất ra từ nơi đó. Thạch Hạo từng thấy qua thứ này, nhưng cũng không lớn như vậy, đồng thời hắn cũng từng đạt được một cái, được xem là kỳ quan cả thiên cổ, khiến cho toàn bộ đế quan đều kinh ngạc. Đương nhiên, lần đó hắn đã cử tử nhất sinh thì mới bắt được lôi trì đó, người bị thương nặng và thiếu chút nữa đã tử vong. Lần này, ngay tại nơi đây hắn lại thấy được lôi trì, đây là nơi nào? Cơ bản không một ai độ kiếp cả thế nhưng có một cái lôi trì đang qua lại trong vực sâu lôi điện. Ngay cả hai táng sĩ Hoàng Kim cũng cảm thấy ngạc nhiên và khiếp sợ vô cùng, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm ứng được, tòa lôi trì kia là vật thực chứ không phải là bóng mờ. Những người độ kiếp thì có thể sẽ thấy được một chiếc ao hiện lên bên trong lôi phạt, nhưng tuyệt đối không thể mang đi được. Trên thực tế, lôi trì bên trong thiên kiếp bình thường đều mọi người cho rằng không phải thực thể mà chỉ là hình chiếu. Nhiều năm qua cũng chỉ mỗi mình thạch hạo khi độ kiếp ở trong đế quan là tương đối đặc thù bất ngờ tóm được một chiếc ao chân chính đó là còn có nữa kìa không chỉ một cái con người của ba người đều co rút lại và nhìn nhìn chằm chằm vào vực sâu lôi điện trước kia bọn họ có linh cảm rằng mình nhìn thấy được một hai vệt mơ hồ hiện giờ đã được chứng thực chỗ này không chỉ có một cái lôi trì lôi trì thứ hai có màu đen với kích cỡ ba thước vuông vắn không hề lớn như cái thứ nhất thế nhưng sấm sét bắn ra cũng rất khủng khiếp kinh sợ lòng người gần như không tồn tại xưa nay chưa từng xuất hiện cảnh tượng bực này ít nhất là bọn họ chưa từng nhìn thấy qua làm sao có khả năng liền xuất hiện hai cái lôi trì chứ trong cốt thư cũng không hề có ghi chép như thế dù là nhân vật thiên kiêu từng vượt qua thiên kiếp thì cũng không một ai có thể được cùng lúc hai cái ao chân thực nói như thế chỉ có thể xuất hiện một cái không thể cùng tồn tại được nhìn thấy hai cái thì tuyệt đối một trong hai sẽ là bóng mờ huống hồ sự xuất hiện của cái kia cũng chưa chắc đã là thực thể khả năng cũng là hình chiếu mà hiện tại bọn họ lại có một loại trực giác rằng hai thứ này đều là thực thể không phải là ao hư ảo gì gặp quỷ rồi thần minh nói nhỏ thần sắc nghiêm túc mang theo khí tức lạnh như băng thật sự nàng không dám tin tưởng vào mắt mình thân là táng sĩ hoàng kim nên không hề ưa thích lôi đình gì thế nhưng nhất định phải đối mặt nên bọn họ hiểu rất rõ thứ này có thể ngày hôm nay lại hoàn toàn khác với bình thường cái thứ ba lại thêm một cái lôi trì từ trong vực sâu lôi điện lao lên nó có màu trắng bạc đầy quyến rũ ánh trắng lấp lánh xuyên thủng hư không nó có sáu thước vuông mang theo khí tức đầy khủng khiếp mỗi một vệt hào quang đều là một tia chớp hình thành nên lực sát phạt đáng sợ mang theo khí tức của sự hủy diệt thạch hạo tam tạng thần minh cảm thấy bối rối ba cái lôi trì là đang nằm mơ giữa ban ngày ư làm sao sẽ xuất hiện đồng thời với nhau vốn còn tưởng rằng hai cái lôi trì là đã đủ yêu tà rồi nhưng giờ xem ra thì vẫn chưa là gì cả vực sâu lôi điện to lớn biển sấm đầy mãnh liệt ba cái lôi chỉ trồi lên, rồi bị tia chớp nhấn chìm, như ẩn như hiện. từ xa nhìn lại thì tựa như ba con cá mập mọc ra vây lưng đầy dữ tợn bơi lội trong đại dương. ba người hai mặt nhìn nhau, tới cùng đây là nơi nào? tại sao lại nhìn thấy cùng lúc ba cái lôi chì? chẳng lẽ nói nơi đây là đầu nguồn của lôi điện, tất cả sấm chớp đều xuất phát từ nơi này? chuyện này không thể nào tưởng tượng nổi. nếu như là đầu nguồn thì đủ hù chết người ta, kinh sợ cả tiên. vùng đất thiên phạt ư? biển lôi kiếp tới cùng hình thành ra sao nếu như là thật thì nó đại biểu cho thứ gì là nơi dừng chân của trời xanh hay là một thứ khác có ẩn tình gì đó ba người đều ngây dại trong lòng là sóng biển ngập tràn thần minh day day thái dương nàng cảm thấy đau hết cả đầu nơi này quá kỳ lạ và cũng hết sức nguy hiểm chúng ta có nên rút đi không nếu tiếp tục như vậy thì tu vi mà bọn họ đang ẩn giấu sẽ bị bại lộ sẽ có lôi đình đầy kịch liệt sáng lâm và bọn họ sẽ phải độ kiếp Đừng nói là thiên kiếp biến mất sau thời tiên cổ đều tụ hết ở đây, ẩn náo bên, trong vực sâu lôi điện này, thạch hạo lầm bẩm hắn cảm thấy việc này rất có khả năng. Nếu không, trong kỷ nguyên này vì sao không hề có thiên kiếp vốn có xuất hiện, chạy đi đâu rồi? Nơi này lại có một vực sâu lôi điện như vậy, còn có lôi chỉ chân chính cùng nhau tồn tại ẩn náu và thi thoảng hiện lên ở nơi này, lẽ nào chuyện này không đủ để chứng minh điều gì? Có thể đi nơi nào chứ, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, không hề có truyền tống trận để trở về nên chỉ có thể tiến về trước và tới nơi này tam tạng nói sau đó không lâu thì bên trong vực sâu lôi điện là thần quang cuồn cuộn một cái lôi chỉ màu máu hiện lên với chiều dài tầm 10 trượng bên trong ẩn chứa hào quang màu máu và mùi máu tanh lan tỏa lôi chỉ này tựa như là một cái ao máu đã nuốt qua tinh huyết của chúng sinh vô cùng đáng sợ đương nhiên chân thực hay không cũng chưa biết đây là cái lôi chỉ thứ tư hơn nữa còn rất to lớn khí tức hừng hực kinh sợ lòng người nếu như nó nổ tung thì có thể khiến cho vô số sinh linh trở thành cho tàn chỉ là đứng từ xa nhìn lại thì đã có một gợn sóng khiến người run sợ làm thần hồn bất an nhiều lôi trì như vậy cùng tụ tập một chỗ quá nghịch thiên mà khiến người khác không biết nói gì ngơ ngẩn xuất thần đây là vùng đất khủng khiếp các ngươi cảm thấy bên trong mấy cái ao lớn này có lôi kiếp gì khi thế không thần minh bỗng nhiên nói loại ao này một khi có lôi kiếp dịch thì chắc chắn giá trị khó mà đo lường được. Có, Thạch Hạo khẳng định chắc nịch, trước kia hắn từng đạt được một cái, tuy rằng lôi trì đó rất nhỏ mà đã có vận may cỡ kia rồi, huống chi nơi đây lại lớn như thế. Hẳn là có, trong nhất thời vừa nãy ta tựa như nhìn thấy được ánh sáng lấp lánh trong lôi trì, chắc chắn có lôi kiếp dịch, tam tạng cũng gật đầu hùa theo. Chúng ta nên làm gì giờ, phía sau đã không có đường để về, phía trước thì lại bị ngăn cản, làm sao tiếp tục đây, thần minh thở dài trước mắt đã là tuyển lộ rồi thế nhưng nói không chừng ngay bên trong vực sâu lôi điện này sẽ có sinh cơ thạch hạo nói có lẽ vậy lôi kiếp đại diện cho hủy diệt nhưng mà nó ẩn chứa hừng hực sinh khí ví dụ như lôi kiếp dịch kia mà vực sâu lôi điện đại diện cho tử vong và cũng ẩn chứa con đường sống cũng không chừng thần minh lộ vẻ khác thường ầm uhm. bên trong vực sâu lôi điện đồng thời có mấy cái lôi trì hiện lên ánh sáng ngập trời tuôn ra khiến nơi ấy nổ tung toàn bộ biển sấm sét tựa như vỡ nát bên trong hủy diệt sẽ là tân sinh tam tạng nói nhỏ tiếp đó là ngừng đầu nhìn về phía vực sâu tia chớp vô tận kia bọn họ sớm mở ra thiên nhãn và cẩn thận quan sát lúc này mấy cái lôi chỉ đồng thời bạo nổ đôi đình mãnh liệt đánh nát nơi ấy cho nên đôi khi tia chớp biến mất thì bọn họ sẽ nhìn thấy được một ít cảnh tượng bên trong vực sâu có đường kia bọn họ kinh ngạc tới ngây người một con đường mòn được lát từ đá cuội đang lan tràn trong hư không dẫn tới nơi sâu của vực sâu lôi điện có ý gì đây thật sự bên trong hủy diệt sẽ ẩn chứa một tia sinh cơ lưu lại một con đường như thế là được cổ nhân lưu lại hay là con đường do thiên địa sinh ra một giây lát đó bọn họ suy tư vô tận trong lòng kích động tất cả những thứ này quá kỳ dị chỉ là bọn họ cũng nhìn thấy được nơi sâu xa trong lôi điện phía dưới mấy cái lôi trì và xung quanh khu vực của đường mòn kia còn có một cái lôi trì cực lớn bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé đường kính của nó phải tới trăm trượng tiên quang dâng trào kèm theo lôi đình khí thể khủng khiếp khiến người ta run rẩy có một con đường không cần suy nghĩ đắn đo gì cả phải đi thôi thần minh nói đầy kiên quyết xem thử nó thông hướng nào tam tạng gật đầu trong hủy diệt sẽ ẩn chứa sinh cơ thật sự ẩn giấu một con đường xem ra không thể không đi rồi thạch hạo thầm than đường mòn bằng đá cuội dẫn tới nơi sâu thẳm không hề biết. Đây là một hình ảnh đầy mâu thuẫn, vực sâu lôi điện, sấm vang chấp giật, lôi chỉ xuất hiện, ngập tràn khí tức hung hãn và hủy diệt. Thế nhưng, con đường mòn kia dài thăm thẳm và nơi ấy tựa như rất yên tĩnh. Thật sự phải đi vào ư, khi tới gần vực sâu lôi điện thì bọn họ hơi dừng chân, sau khi đi vào thì sẽ hết sức nguy hiểm. Lỡ như kích thích một lôi trì nào đó thì thiên kiếp chắc chắn sẽ giáng lâm, dù cho có ẩn dấu tu vi thì cũng không tránh được trên thực tế bọn họ linh cảm được sau khi tiến vào thì hơn phân nửa sẽ phải độ kiếp ngay nhất định là một con đường gian nguy và tràn ngập đau khổ cuối cùng bọn họ cất bước muốn tiến vào trong nhưng mà vừa mới vào vực sâu thì đột nhiên sóng biển vỗ tới đó là sấm chớp đang cuộn trả mãnh liệt đồng thời lúc này có một sinh vật bỗng nhiên từ trong bọt nước bằng tia chớp nhảy lên nó hướng thẳng về phía thần minh và há ra cái miệng lớn như chậu máu việc này khiến nàng khẽ thét lên kinh hãi Quá đột ngột, bên trong vực sâu lôi điện sao lại có sinh vật thế này? Một con cá. Đây là một con cá lớn màu đen dài tới mười mấy trượng, bên trong cái miệng lớn như chậu máu là hàm răng trắng sắc lẹm lấp lánh hàn quang, tựa như là những thanh trường kiếm lóe sáng. Vèo. Thần minh né tránh, mà cái miệng to lớn kia lúc khép lại thì phát ra âm thanh khiến người nổi hết da gà. Là do tia chớp biến thành, không phải là thân thể huyết nhục thật sự, Tam Tạng đưa ra phán đoán chuẩn xác của mình. Chỗ này không hề đơn giản đâu. Sấm chớp đã sinh ra ý chí rồi à?" Thần sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc. Cũng còn may là, con cá này, sau khi rời khỏi mặt nước lôi điện kia không bao lâu thì tan biến, hóa thành ánh điện tiến vào trong lôi đình. Đường nhỏ bằng đá cuội sớm đã biến mất, là bị lôi đình nhấn chìm, phía trên là lôi trì như ẩn như hiện khiến ba người càng thêm phần cẩn thận. Nhưng mà, trong quá trình này cũng đau đớn không thôi, lôi điện quá dày đặc, nếu như trước kia tựa như trời mưa, thì hiện giờ lại như dao bén cắt chém trên người, hơi một tí sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Cũng may là, bọn họ đủ mạnh. Nhưng mà, việc này cũng chẳng hề có biện pháp nào cả, bởi vì bọn họ đang chịu đựng một cách bị động, không hề sử dụng đại pháp lực gì để chống trả vì sợ, sẽ dẫn tới thiên kiếp hung mạnh nhất. Chống trả như vậy, thì ban đầu vẫn ổn, không thành vấn đề gì cả, nhưng hiện tại sau khi tiến vào vực sâu lôi điện, thì tia điện to lớn, sức mạnh tăng vọt, người trẻ tuổi bình thường tiến vào thì sẽ bị đánh thành cho tàn ngay trong nháy mắt ngay cả bọn họ thì trên người cũng đã thấy máu tươi ha ha minh đưa đi dưới ánh điện thạch hạo lên tiếng lôi điện hạ xuống và y phục của thần minh bị đánh nát một mảng để lộ ra một phần lưng trắng mịn tựa như là mỡ đông mềm mại và trắng tuyết bớt nói nhảm đi trước dẫn đường đi thần minh quay đầu lại rồi dùng ngón tay đâm lên trên ót của thạch hạo trên gương mặt trắng mịn mang theo nét giận dữ đương nhiên cũng không hề tức giận gì thạch hạo cùng tam tạng đi trước dẫn đường dựa theo những gì mình từng quan sát được trong tích tắc trước kia để tiến tới con đường nhỏ bằng đá kia. Biển sấm cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. ầm ầm một đợt sóng biển đập bay bọn họ, ngàn vạn bọt nước bắn lên ánh sáng trắng như tuyết. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, nhất định còn tưởng rằng đang đi dọc bên bờ biển, nhưng thực ra những bọt nước này lại là lôi đình, là tia chớp hóa thành. Ba người của thạch hạo bị nhấn chìm, ngã trái ngã phải, mái tóc dựng ngược, chiến y trên người sớm đã tổn hại ra thì cháy đen một vài nơi. Thạch hạo nhe răng nhếch miệng, thật sự rất đau đớn. Nếu như không được thì ta vừa độ kiếp vừa tiến tới, hắn nói thế. Chắc chắn thiên kiếp đó sẽ hơn hẳn thiên kiếp của bản thân, cứ kiên trì tiếp đi, tam tạng nói. Một cái lôi chỉ màu đen hiện ra với ba, thức vuông vắn, lưu chuyển khí thế khủng khiếp, ánh đèn lan tràn đầy đáng sợ, trong đó có một vệt bán tới gần thần minh khiến hư không nơi ấy nổ tung. Đồng thời, nàng lào đảo thiếu chút nữa đã đâm vào trong lôi chỉ đó việc này khiến nàng biến đổi sắc mặt sự xuất hiện của lôi trì quá đột ngột ba người dừng lại lông tóc dựng đứng bởi vì còn có một lôi trì khác cũng đang hiện ra và gần sát bên cạnh là lôi trì màu xám kia đường kính của nó dài tầm một trượng vào bồng bềnh sát đó trên thành đá màu xám không ngừng có tia chớp bắn ra ngoài bất kỳ một tia nào cũng mang theo khí tức hủy diệt đầy đáng sợ ba người không hề dám lộn xộn chút nào xuất hiện lần hai cái là có ý gì đây bị phát hiện rồi ư ừ, những lôi trì này có ý chí sao thật là thơm thạch hạo khịt khịt mũi có chút say mê có một lôi trì xuất hiện rất gần hắn và có thể thấy được chất lỏng bên trong đầy óng ánh và tàn ra hương thơm lôi kiếp dịch bên trong một chiếc ao có nhiều chất lỏng như vậy rất kinh người là bảo dịch khi thế thạch hạo kích động muốn nhảy thẳng vào trong tòa lôi trì dài tầm một trượng kia để tắm rửa một phen xem thử có thể tu luyện thành một bộ thân thể bất hoại hay không đương nhiên trước mắt cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi chứ không dám biến nó thành hành động Đôi điện nằm dày đặc, vạn nhất quấy nhiễu thì bọn họ không cách nào gánh chịu được. Quả nhiên, khi bọn họ yên lặng chịu đựng tia chớp oanh kích, cả người đau nhức vô cùng thì phía sau có một cái ao máu tầm 10 trượng hiện lên. Thời khắc này, bọn họ nghe được mùi máu tanh dày đặc, rất chói mắt và cũng rất kinh sợ, tựa như đã đi tới phần cuối của thế giới, nhìn thấy được thời khắc khi ngày tận thế giáng lâm, chúng sinh đẫm máu, hải cốt chất chồng như núi, máu trẻ thành biển. Trong nhất thời, tựa như có thể thấy một cái ao máu xuất hiện và hút lấy tinh huyết trong thiên địa rồi hóa thành lôi trì. Bọn họ chợt dùng mình một cái. Đường kính của tòa lôi trì này tầm 10 trượng, một khi nó nổ tung thì trời mới biết sẽ tản ra uy năng lớn cỡ nào. Phòng chừng ngay cả trí tôn cũng bị đánh nổ, khiến người khác cảm thấy nghẹt thở khó chịu, đương nhiên hiện trường cũng không hề khó chịu chút nào, có sấm sét ầm ầm, nặng nề nghẹt thở ở đây là ý chỉ về tâm lý, khiến tinh thần ngột ngạt. Mấy cái lôi trì hiện lên ở đây, và nếu chúng bùng lên thì dù là hải cốt cũng chẳng còn rốt cuộc bên trong bóng đen do cái chết bao phủ ấy thì cân bằng bị đánh vỡ ao máu kia từ từ rời đi chứ không hề phát uy tiếp đó lôi trì màu xám cùng với lôi trì màu đen cũng biến mất thần minh thở dài một hơi mồ hôi lạnh gần như ướt đẫm ầm um. sóng biển ngàn vạn vỗ tới ba người lại lần nữa bị đánh bay quần áo rách nát ha ha cô nương một người phát sáng kìa thạch hạo vừa mới bỏ dậy thì đập ngay vào mắt là màu trắng tinh. Đương nhiên, độ vành cao và căng tròn cũng chỉ lộ ra một ít mà thôi. Hắn cố ý nói như vậy, đứng trước bức ngoặt sinh tử này cũng xem như là hòa hoãn lại chút bầu không khí nơi đây. Đi chết đi! Thần Minh nắm tú quyền, bịch, đập mạnh vào ót của hắn một cái. Trong phút chốc, bộ y phục màu hỏa hồng hiện ngoài thân. Vô dụng thôi, chút nữa đảm bảo sẽ bị đánh nát sạch, chỉ là lãng phí mà thôi. Thạch hạo tiến về trước. Tam tạng đồng hành bên cạnh, cẩn thận đề phòng quả nhiên vừa mới đi được mấy trăm trượng thì bọn họ lại gặp phải lôi kiếp đầy hung hãn lúc sấm sét ầm ầm đập xuống thì đều khiến cả ba người trái đen nếu như không mặc quần áo thì khó mà nhận ra được là con người đau quá thạch hạo khẽ rên dù sao hắn vẫn đang ở cảnh giới chảm ngã thấp hơn một cảnh giới so với hai táng sĩ hoàng kim kia thế nhưng đều phải chịu lấy áp lực giống như nhau tam tạng cũng kêu rên thân thể rung động kịch liệt lôi kiếp quá mãnh liệt tựa như là ngân hà đang chút xuống người bọn họ sau khi tới đây thì lúc nào cũng gặp nguy hiểm cả chỉ riêng việc bị động chịu lấy xét đánh không thể nào phản kháng thì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn có thể sẽ chết nếu cứ tiếp tục như vậy còn không bằng phản kháng cứ thế độ kiếp vốn rằng ta cũng phải độ thiên kiếp để lớn mạnh bản thân chút nữa vừa khéo để tiến hành thạch hạo nói ầm ầm một giải cầu vồng bạc lao tới chém thẳng vào ba người tức thì cả ba đồng thời ho ra máu Thân thể bay ngược sang ngang, đó là một luồng lôi điện kỳ dị với uy lực cực lớn. Toàn bộ vực sâu lôi điện đều run lên. Cũng chính vào lúc này, tê chớp ở khắp nơi tựa như đều tan vỡ và cảnh tượng ở bên dưới được hiển hiện. Cơ hội tốt, chính là lúc này. Bọn họ nhanh như chớp phóng thẳng xuống phía dưới, lần nữa đã nhìn thấy được con đường nhỏ bằng đá kia. Những tảng đá êm dịu, từng tảng trôi nổi trong hư không, xung quanh đầy rẫy lôi điện đầy kỳ dị, chúng nó bồng bềnh trong im lặng hàng trăm hàng ngàn tảng đá tạo thành con đường mòn dẫn tới nơi sâu thẳm âm thạch hạo hạ xuống một tảng đá rồi nhanh chân tiến về trước tam tạng cùng thần minh sau khi hạ xuống thì cũng lao nhanh bởi vì ở ngay gần đó có một cái lôi chỉ sặc sỡ với đường kính trăm trượng nó đang phát sáng và phun nhà vô số lôi điện vô thượng máu xương bọn họ hoảng sợ bên trên đường đi có một vài bộ hài cốt nửa người cháy đen xương cốt dạn nứt trên tảng đá còn có máu tươi chứ không hề khô cạn được lưu lại từ niên đại nào vậy mà còn bảo tồn ở nơi này vì sao lôi điện không tiếp tục oanh kích cao thủ tuyệt thế tu vi của người này rất mạnh nhưng đáng tiếc vẫn phải bỏ mạng tam tạng nói vết máu mờ ảo không hề có ánh sáng lộng lẫy nào cả thế nhưng nó vẫn được giữ nguyên ầm ầm phía sau tựa như là biển gầm lôi hải mênh mông đang rít gào dọc theo con đường mòn tiến tới đây trốn nhanh vừa nãy những lôi điện kia chỉ tản xin nhất thời và hiện tại đang bắt đầu ép xuống bọn họ lao nhanh dọc theo con đường đá dẫn thẳng vào nơi sâu trong vực sâu lôi điện. Ồ, tới điểm cuối rồi ư, thần minh kinh ngạc, hiện giờ cặp mông của nàng đang phát sáng, đường cong lôi cuốn, mông lung mê người, thế nhưng thạch hạo cũng không còn tâm tình để chơi chọc nữa. Một ngọn núi, bên trên có khắc hai chữ lôi sơn chặn đứng nơi ấy. Ở phía sau, đại dương dâng trào, sóng dữ đập trời, tia chớp giết tới. Trốn! Bọn họ lao nhanh tới gần lôi sơn hòng sông qua, thế nhưng ánh chấp nơi đây đã đánh cho bọn họ đầm điểm máu tươi đi vòng ồ oh, đây là liễu thần thạch hạo hét lớn lúc muốn đi vòng thì ở phía bên khác của ngọn núi hắn đã thấy được một gốc cổ thụ màu vàng đang cắm rễ bên dưới lôi sơn phiến lá rậm rạp cành nhỏ buông rủ tựa như xích thần trật tự thạch hạo khiếp sợ hắn vừa mới nhìn thì đã nhận ra được đó là liễu thần là khí tức của nó liễu thần tại sao nó lại ở chỗ này dù cho đang ở bước ngoặt sinh tử nhưng tâm trạng của Thạch Hạo cũng chấn động vô cùng, hắn nhanh chóng xông về phía trước và gọi to, "Liễu Thần." Ầm ầm, phía sau, sấm sét như biển, lăn lộn, gào thét nhấn chìm tất cả, hoàn toàn chôn vùi đường mòn này và tiếp tục đánh về phía trước. Bọn họ đã trốn mất dép. Liễu Thần là ai? Tam Tạng Nghi, hoặc trong lúc lưu vong, hắn cũng đã nhìn thấy cái cây liễu màu vàng kia, trong lòng chấn động không hiểu vì sao hoang lại biết cây cổ thụ này. Dưới cái nhìn của hắn, thân cây này hẳn là từ lôi điện biến thành, bởi vì ở nơi này không thể có sinh linh. Lẽ nào đây là một cái cây thực sự mà không phải do tê chớp hóa thành, điều này làm cho tam tạng ngần ngơ. Tên nhóc hoang kia, người gào thất loạn xạ gì hả, người đang cản đường của bà cô nè, thần minh kêu lớn, vóc người thon dài, đôi chân dài đang nhanh chóng đong đưa. Tuy rằng gặp phải lôi kiếp, thạch hạo và tam tạng đều bị đánh không ra hình thù gì, đen kịt như mực, thế nhưng thần minh thì không, bởi vì vừa nãy nàng đã lấy ra một bảo y ngăn chặn lại lôi kiếp. Bộ bảo y này mỏng như lụa, rất mỏng thế, nhưng lại rất chắc chắn không ngừng bảo hộ ở ngoài cơ thể nàng, đảm bảo hình dạng nàng không thay đổi, đường cong mông lung như ẩn như hiện, vô cùng ưu mỹ. Sẽ không đâu, đây không phải lôi điện, chắc chắn là liễu thần, khí thế đó không có sai, thạch hạo lầm bầm, sau đó nhanh chóng lao tới trước. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng không chắc chắn cho lắm, ở đây có thể nhìn thấy liễu thần sao? Hơn phân nửa có lẽ là do tia chớp biến thành, tuy nhiên có thể là dấu ấn ngày xưa của nó lưu lại. Hắn biết, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nhưng mà hôm nay hắn vẫn không thể ngăn cản được sự kích động trong lòng, hô to, kêu to, ước ao đó chính là liễu thần. Ánh chớp khủng khiếp từ phía sau phóng tới đập vỡ trời cao, quét bay toàn bộ ba người, rồi đập thẳng trên ngọn núi sấm sét kia. Bọn họ ho ra đầy máu, toàn thân đau nhức. Ngọn núi này rất nặng và cũng rất hùng vĩ tựa như một con sư tử màu đen đang nằm dài ở đây với hơi thở ác nghiệt, có điều đã ẩn vào trong. Khi bọn họ va vào trên núi thì bùng phát những tiếng răng rắc. Đó là tia chớp, từng tia từng tia xuyên thủng thân thể của bọn họ, máu tươi đầm đìa tới đẫm nơi đây. Lôi sơn này quá khủng khiếp mà, chạm vào là bị tai nạn ngay. Loại sức mạnh này hết sức mênh mông. Cũng may là ba người bọn họ chứ nếu đổi lại là những người cung cấp khác đến đây thì nhất định đã bị đánh thành cho bụi, chẳng còn sót lại gì dù là những mảnh xương. Liễu Thần Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.